chương 176, kết cục thê thảm của hứa mạn tranh. Sau khi nghe câu hỏi của Tống Huyền Khanh, Lâm Thanh Diện dừng lại một lát rồi nói là tình cờ gặp nhau. Lần trước gì ấy đến tìm con là để hỏi con một số chuyện. Tống Huyền Khanh châm ngầm gật đầu, lúc đó trong lòng bà hơi nghi ngờ mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và Lạc Tâm không bình thường, lại thêm buổi tối ngày hôm đó hứa quốc hoa nói rằng Lâm Thanh Diện rất có khả năng là người nhà họ Lâm nên trong lòng Tống Huyền Khanh cũng hơi hoài nghi Lâm Thanh Diện khả năng là người nhà họ Lâm. Lúc ý nghĩ này hiện lên trong đầu, trong lòng bà hơi sợ hãi, dù sao mấy năm nay bà đối với Lâm Thanh Diện có thể nói là vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa động một chút là đánh mắng chửi anh, Lâm Thanh Diện cũng vẫn luôn chưa từng phản kháng. Nếu anh thật sự là người của nhà họ Lâm đến lúc đó muốn dạy dỗ bản thân vì thái độ của mình với anh mấy năm nay thì bà cũng không dám nói gì. Nhưng bây giờ nghe Lâm Thanh Diện nói anh và Lạc Tâm chỉ là tình cờ gặp nhau, đến tìm anh để hỏi thăm vài chuyện thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lâm Thanh Diện không liên quan gì đến nhà họ Lâm là được rồi, cho dù Lâm Thanh Diện có chút tiền trong tay thì bà vẫn có thể tùy ý chấn áp, ép bức Lâm Thanh Diện như cũ. Mấy ngày nay vận may của cậu thật là tốt khác thường. Vậy mà đến cả người nhà họ Lâm cũng có thể tình cờ gặp được. Người đó tìm cậu hỏi thăm vài chuyện thì chắc là cũng cho cậu không ít tiền đâu nhỉ? Tiền của cậu đều là kiếm được như vậy sao? Người nhà họ Lâm ra tay quả thực hào phóng, nhiều món đồ cổ trị giá hơn vài trăm tỷ mà cũng đưa thẳng cho Hoài Nhi. Lâm Thanh Diện, tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi cũng là người có tài sản hàng trăm tỷ, sau này bớt lấy tài sản ra uy hiếp tôi đi. Cậu có thể kiếm tiền từ nhà họ Lâm đều nhờ vào phúc của con gái tôi nếu không thì cậu làm sao mà có may mắn quen biết được người nhà họ Lâm, vì vậy tất cả số tiền của cậu đều thuộc về gia đình tôi. Quay lại thì giao thẻ ngân hàng của cậu cho tôi, sau này tôi sẽ cho cậu một tiêu chuẩn, mỗi tháng tôi sẽ cho cậu 3 triệu tiền sinh hoạt phí. Tôi đối với cậu tốt như vậy, cậu nên biết ơn, hiểu chưa? Tống Huyền Khanh nói với vẻ mặt tự cho mình là đúng. Audio điện tử võ tấn bền. Lâm Thanh Diện nghe xong những lời này lập tức cứng học, thầm nghĩ mạch suy nghĩ của mẹ vợ mình thật sự không giống như người thường sau khi hứa bích hoài nghe thấy tống huyền khanh nói vậy thì trong lòng cảm thấy rất tức giận lạc tâm đã tặng cô những món đồ cổ này còn không phải là vì nể mặt lâm thanh diện sao tống huyền khanh vậy mà lại thực sự coi điều này thành phúc khí của mình hơn nữa lại còn muốn tịch thu thẻ ngân hàng của lâm thanh diện thì thật là quá đáng mẹ mẹ không thể bán những món đồ cổ này cho dù chúng có giá trị đi nữa hứa bích hoài giận dữ nói tại sao không thể bán, đều đã tặng cho con rồi thì chính là của con, muốn bán thì bán thôi, không để bán thì những thứ này thì có ích gì, Tống Huyền Khanh nói. Lẽ nào mẹ không nhìn thấy kết cục ngày hôm nay của hứa Bích Huyên sao? Chính là vì cô ta đã bán hai món đồ cổ, cả nhà họ hứa đã phải gom tiền cho em ấy. Đến lúc đó mẹ bán những món đồ cổ này, nhà họ Lâm tìm thấy thì mẹ tự đi mà chịu trách nhiệm. Hứa Bích Hoài nói. Tống Huyền Khanh nghĩ ngợi, cảm thấy như vậy cũng có lý, cảm giác hưng phấn lập tức đột ngột giảm xuống. Mẹ không hiểu những thứ này, nhưng nếu không cho bán thì đồ có giá trị cũng có tác dụng gì Tống Huyền Khanh sầu não nói. Vậy mẹ đừng nghĩ bây giờ bản thân đã rất giàu có, con cũng không có việc làm, hiện tại cả nhà đều phải dựa vào lâm thanh diện. Sau này tốt nhất mẹ nên tốt với anh ấy một chút, nếu không sẽ chọc tức anh ấy. Mẹ đến cả tiền ăn cũng không có đâu, hứa bích hoài đảo mắt nói tống huyền khanh lập tức trừng mắt nhìn chằm chằm lâm thanh diện nói hiện tại cậu nên nhanh chóng đưa hết tiền ra đây cho tôi lâm thanh diện hài hước nhìn bà sau đó quay sang hứa bích hoài nói hay là chúng ta dọn ra ngoài sống vài tháng đi phí bất động sản ở đây hơi cao anh không muốn thuê nữa hứa bích hoài hợp tác gật đầu nói em đồng ý tống huyền khanh lập tức trừng mắt lâm thanh diện không có tiền trả phí bất động sản như vậy bà sẽ phải tự mình trả bà nào có nhiều tiền như vậy vì vậy bà lập tức sợ hãi nhanh chóng nói bỏ đi bỏ đi tôi không đòi tiền cậu nữa không phải là được rồi sao vậy mà lại học được cách uy hiếp tôi lâm thanh diện bụng của cậu thật sự là càng ngày càng béo lâm thanh diện cười không nói gì tống huyền khanh nghiến răng trong lòng nghĩ rằng nếu có cơ hội thì nhất định sẽ phải lấp thẻ ngân hàng của lâm thanh diện xem cậu ta có còn đắc ý được như thế này nữa không biệt thự nhà họ hứa mọi người trong nhác họ hứa vẫn đang tranh cãi không ngừng cả NSF hứa Bích Nguyên lúc này đến mang vẻ mặt xám như cho tàn, ngồi trên ghế sofa như người mất hồn. Lúc đó, hứa mạn tranh đã sắp xếp người rút hết tài sản của gia đình họ ra, không lần nữa nhà và xe của ông sẽ đe eo bị bán đi. Mặc dù tài sản của gia đình hứa Bích Nguyên bị moi ra không còn sót lại một chút gì nhưng mỗi người trong nhà họ hứa đều đã cố gắng hết sức để gam số tiền. Cộng với tiền trong tài khoản của công ty và số tiền còn lại từ việc bán đồ cổ của hứa Bích Nguyên mới thu được 210 tỷ. 30 tỷ còn lại dù làm thế nào cũng không thể gom được. Hứa mạn tranh hốc hác nhìn mọi người trong nhà họ hứa, nói tôi biết các người vẫn còn tiền. Bây giờ nhà họ hứa đang trong cơn nguy hiểm, chẳng lẽ các người thật sự muốn trơ mắt nhìn nhà họ hứa diệt vong sao? Tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai trong số phản ứng lại hứa mạn tranh. Hứa mạn tranh thở dài trong lòng, thầm nghĩ đám nhân tài này thật là sói mắt trắng, đến thời điểm mấu chốt quan trọng vậy mà không có một người nào chịu hy sinh. Lúc này hứa cha hiệp đứng lên, nhìn hứa mạn tranh nói, ông nội, cháu có một cách có thể gom được 30 tỷ còn lại này. Hứa mạn tranh lập tức sáng mắt hỏi, cách gì? Cháu không thể nói cho ông biết cách làm, nhưng cháu có thể hứa với ông sẽ thu được 30 tỷ này, nhưng tiền đề là ông phải cho cháu làm tổng giám đốc công ty, hứa cha hiệp nói. Cơ thể hứa mạn tranh đột nhiên đông cứng lại, ông không ngờ rằng đứa cháu trai yêu quý nhất của mình vậy mà lại nhân cơ hội này để ép buộc ông, muốn ông phải giao chức tổng giám đốc ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hứa trai hiệp, đều nghĩ rằng chỉ cần hứa trai hiệp có cách gom được 30 tỷ này mà không cần phải ép chết họ thì việc hứa trai hiệp lên làm tổng giám đốc cũng không thành vấn đề. Một nhóm người ngay lập tức bắt đầu thuyết phục hứa mạn tranh. Hứa mạn tranh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có kết cục như thế này. Bây giờ nghĩ lại trong đám con cháu của mình, cũng chỉ có hứa Bích Hoài là người khiến cho người ta yên tâm nhất. Đáng tiếc là hứa Bích Hoài đã bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa, ông có hối hận cũng đã vô ích. Hứa mạn tranh ít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói, nếu đã như vậy, vậy thì sau này cháu chính là tổng giám đốc công ty, ông đã già rồi, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Hứa trai hiệp lộ ra nụ cười phấn khích trên mặt, nói ông nội, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ xử lý tốt công việc ở công ty thay ông. Sau đó, anh ta quay lại nhìn mọi người nói, đối với chuyện này mọi người đừng hoang mang. Chỉ là 240 tỷ thôi, công ty đang có dự án của tập đoàn Thiên Dương, số tiền ít ỏi này sẽ sớm kiếm lại được thôi. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Vậy chúng ta phải làm thế nào với 30 tỷ còn lại? Hứa Bích Huyên hỏi. Hứa Trai Hiệp cười nói, anh biết trong chỗ ông nội tôi vẫn còn một số đồ cổ khá có giá trị tuy không bằng đồ của nhà họ Lâm tặng nhưng cũng đủ bù khoản tiền 30 tỷ còn lại cân gom này. Hứa mạn tranh nghe thấy hứa trai hiệp định bán đồ cổ của mình để gom nốt 30 tỷ còn lại thì lập tức tức giận đến mức run rẩy. Ông không ngờ hứa trai hiệp lại sẽ ngấm ngầm cho ông một cú. Trai hiệp, ông không thể bán những món đồ cổ đó. Hứa mạn tranh tức giận nói. Hứa trai hiệp quay lại cười nói, ông nội, bây giờ là thời điểm mấu chốt quan trọng của nhà họ hứa. Mọi người phải cùng nhau chung tay vượt qua khó khăn này. Là một tổng giám đốc, cháu phải tính đến chuyện gia đình trước, mấy món đồ cổ bị bán đi của ông sau này cháu sẽ mua lại cho ông. Mọi người trong lòng đều nghĩ chúng tôi đã trả tiền rồi chỉ có mình ông là chưa bỏ ra, lúc đó còn nói cái gì mà đại nghĩa sâu xa, bây giờ bán của ông một ít đồ cổ mà ông đã gấp gáp thế rồi, thật là không biết xấu hổ. Vì vậy, mọi người bắt đầu la ó, nói rằng nên bán những món đồ cổ này. Hứa Mạn Tranh cũng đã hứa với Hứa Trai Hiệp để anh ta làm tổng giám đốc, điều này đồng nghĩa với việc hiện tại ông ta đã không còn quyền phát ngôn trong nhà họ Hứa nữa, chỉ có thể bị Hứa Trai Hiệp sâu xé. Ông yếu ớt ngồi phịch xuống ghế sofa, không bao giờ nghĩ rằng mình lại có kết cục như thế này. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, sau này tôi sẽ lãnh đạo mọi người để nhà họ Hứa phát triển càng tốt hơn. Hứa Trai Hiệp nói, anh ta nở nụ cười đắc thắng trên mặt, trong lòng thâm nghĩ rằng mình đã trở thành tổng giám đốc rồi, tương lại nhất định sẽ làm nên chuyện. Mà hứa Bích Hoài chỉ là một kẻ lang thang thất nghiệp mà thôi, không có tư cách để so sánh với anh ta. Vào buổi tối, hai vệ sĩ của Lạc Tâm gửi chiếc bình ngọc trắng và bức khắc gỗ đến Vịnh Đằng Long. Hứa Bích Hoài hơi bất ngờ khi nhận được hai thứ này, cô không ngờ rằng nhà họ hứa thực sự đã gom được đủ 240 tỷ để chuộc lại hai thứ này về. Nhưng dù nhà họ hứa gom tiền như thế nào thì cũng không liên quan gì đến cô. Vào buổi chiều, Lâm Thanh Diện đã nói chuyện với cô một lát, cho cô biết anh ta đúng là người nhà họ Lâm, nhưng đó là chuyện trước đây, hiện tại anh đã không còn liên quan gì đến nhà họ Lâm nữa. Lâm Thanh Diện không nói với Hứa Bích Hoài về chuyện anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm năm đó, chỉ nói với cô rằng anh có mâu thuẫn với nhà họ Lâm nên đã bỏ đi. Lạc Tâm đến gặp anh, nhưng chỉ là có chút chuyện hỏi anh. Mặc dù Hứa Bích Hoài đã biết Lâm Thanh Diện là người nhà họ Lâm, nhưng sau khi nghe lời anh chính miệng thừa nhận, trong lòng cô vẫn nhận được một cú sốc lớn. Lâm Thanh Diện nói với Hứa Bích Hoài rằng anh đã không còn liên quan gì đến nhà họ Lâm, hiện tại anh chỉ muốn ở bên Hứa Bích Hoài, điều này khiến Hứa Bích Hoài ấm áp trong lòng, cô cảm thấy may mắn nhất đời này chính là gặp được Lâm Thanh Diện. Hai ngày sau, Tống Huyền Khanh thầm nghĩ Hứa Bích Hoài cũng không cần phải đi làm, không bằng sớm quay về nhà mẹ đẻ chơi hai ngày sau khi quyết định xong xuôi bèn bảo hứa bích hoài thu dọn đồ đạc hoài nhi chúng ta đưa lâm thanh diện về làm gì theo mẹ hay là không đưa cậu ta về được không tống huyền khanh bước vào phòng của lâm thanh diện và hứa bích hoài giúp hứa bích hoài thu dọn một số đồ đạc đưa đi cùng chứ tại sao không ạ à? hôm đó tống lộ tử cũng không cho con đưa nhưng con vẫn muốn đưa đi cùng hiện tại lâm thanh diện không phải là đồ vô dụng như bọn họ nghĩ con nhất định phải đưa anh ấy quay về để bọn họ mở rộng tầm mắt." Tống Huyền Khanh lập tức lo lắng nói, "Ôi chao, đứa con gái ngốc nghếch, là cô ta cố tình làm vậy đấy. Cô ta muốn con đưa Lâm Thanh Diện về để có cơ hội cười nhạo con. Hơn nữa, Lâm Thanh Diện bây giờ cũng được coi như là có một số tiền trong tay nhưng căn bản là không có tiền đồ gì, đưa về thật khiến chúng ta mất mặt." Hứa Bích Hoài trợn mắt nhìn Tống Huyền Khanh nói, "Nếu mẹ không đưa theo Lâm Thanh Diện thì con sẽ không về nữa." Tống Huyền Khanh lúc này mới không thổi gió bên tai hứa Bích Hoài, thành thật giúp cô thu dọn quần áo. Lúc này, Tống Huyền Khanh để ý thấy có một thẻ ngân hàng màu đen trên bàn cạnh giường, chính là của Lâm Thanh Diện. Hôm nay lúc Lâm Thanh Diện thay quần áo đi ra ngoài quên mang theo. Tống Huyền Khanh đảo mắt, bà thường thấy Lâm Thanh Diện tiêu tiền bằng thẻ này nên cho rằng tiền của Lâm Thanh Diện chắc là đều để ở trong thẻ này, vì vậy bà giả vờ ngồi đó vừa thu xếp quần áo vừa lén lút lấy thẻ nhét vào túi quần áo của mình con gái mẹ thấy lâm thanh diện thường dùng một tấm thẻ ngân hàng màu đen để quẹt cảm thấy hơi khác biệt so với thẻ ngân hàng bình thường con có biết đó là loại thẻ gì không tống huyền khanh giả vờ hỏi ngay con cũng không biết rõ nhưng chiếc thẻ ngân hàng đó có vẻ khá lợi hại người bình thường cũng chưa chắc đã có cách làm được hứa bích hoài nói vậy con có biết mật khẩu tấm thẻ này của cậu ta không Tống Huyền Khanh hỏi lại. Hứa Bích Hoài xứng người hỏi, mẹ, mẹ hỏi cái này làm gì? Tống Huyền Khanh lúng túng cười nói, mẹ không phải là quan tâm đến cậu ta chút sao? Con bình thường bảo vệ cậu ta như vậy, cậu ta nhất định phải nói cho con biết mật khẩu của thẻ ngân hàng. Cậu ta chắc sẽ không đến mức đến cái này mà cũng không nói cho con biết chứ. Hứa Bích Hoài trợn mắt nói, anh ấy đã từng nói với con mật khẩu là 6 số 0. Bởi vì nhập mật khẩu mỗi lần quẹt thẻ rất phiền phức vì thế đặt dễ dàng chút, hơn nữa khả năng bảo mật của tấm thẻ này rất cao. Nếu bị mất hình như có thể khóa thẻ bằng cách gọi điện cho ngân hàng. Tống Huyền Khanh cười gật đầu, nghĩ Thâm Lâm Thanh Diện hẳn là nghĩ hiện tại chiếc thẻ này vẫn còn ở nhà, lát nữa bà sẽ đến ngân hàng kiểm tra trong thẻ này còn lại bao nhiêu tiền. Chương 177, không có quyền hạn tra xem. Chi nhánh Hồng Thành của tập đoàn Thiên Dương. Lâm Thanh Diện và Hướng Vấn Thiên cùng ngồi trong phòng làm việc. Hướng Vấn Thiên đang pha trà cho Lâm Thanh Diện, từ trước đến nay ông ta luôn được người khác phục vụ chứ chưa bao giờ pha trà cho người khác một cách nghiêm túc như vậy. Ý ông là, Hứa Trai Hiệp là tổng giám đốc hiện tại của nhà họ Hứa. Lâm Thanh Diện hỏi. Hướng Vấn Thiên gật đầu, cười nói tôi cũng mới biết chuyện này. Nghe nói Hứa Trai Hiệp ép ông cụ nhà họ Hứa thoái vị. Người nhà họ Hứa này cũng thú vị lắm, nghe nói họ đang muốn chuộc về hai món đồ cổ nên phải gom được 240 tỷ. Hứa trai hiệp nói rằng anh ta có thể kiếm ra được, vì vậy anh ta yêu cầu ông cụ hứa đưa trước tổng giám đốc cho anh ta. Ngoặc kép, sau khi ông cụ hứa đồng ý, việc đầu tiên anh ta làm là bán đồ cổ của ông cụ hứa để gom tiền. Bây giờ ông cụ hứa đã tức giận đến mức không rời khỏi giường được rồi. Lâm Thanh Diện không ngờ hứa trai hiệp lại tàn nhẫn như vậy, lúc này vậy mà lại sẽ làm một việc như thế cậu nói nhà họ hứa đã mục rỗng rồi hứa trai hiệp này làm tổng giám đốc thì có lực gì chứ thực sự không biết anh ta nghĩ gì hướng vấn thiên lắc đầu lâm thanh diện cười nói đây là tâm lý của loại người này dù nhà họ hứa có rỗng tuyết thì vẫn là công ty lớn tiền sẽ kiếm lại được hứa trai hiệp muốn nắm quyền đã quá lâu rồi nói như vậy thật cũng không sai hứa trai hiệp vừa lên làm tổng giám đốc được hai ngày đã bắt đầu kiếm trác trong dự án của chúng tôi anh ta còn nghĩ rằng chúng tôi còn chưa biết chuyện hứa Bích Hoài đã bị khai trừ, chỉ trong hai ngày đã rút từ dự án 30 tỷ. Hướng Vấn Thiên nói, Lâm Thanh Diện cao mày, không ngờ hứa trai hiệp lại kiêu ngạo như vậy. Có vẻ như anh ta vẫn chưa tỉnh lại sau chuyện kiểm toán lần trước, Lâm Thanh Diện lẩm bẩm. Tôi có nên nhờ ai đó dạy cho anh ta một bài học không? Chỉ riêng chuyện khai trừ hứa Bích Hoài thôi cũng đủ khiến họ phải đau đầu, hướng Vấn Thiên nói. Lâm Thanh Diện cười lắc đầu nói, trước tiên đừng vội, để cho anh ta kiêu ngạo một khoảng thời gian. Nếu tôi nhớ không nhầm thì giá trị thị trường của công ty nhà họ hứa là khoảng 150 tỷ đúng không? Hướng Vấn Thiên gật đầu nói, gần như vậy, ý anh là gì? Thời gian này tôi phải đi huyện Ngọc Điền, đợi tôi từ huyện Ngọc Điền quay về tôi sẽ mua lại công ty nhà họ hứa, Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện còn có một tháng để trở lại Kinh Đô với Lạc Tâm, anh không biết điều gì sẽ xảy ra khi trở lại kinh đô lần này, dù chỉ là đi một thời gian nhưng anh vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Hứa trai hiệp và hứa bích hoài có mâu thuẫn, vì vậy trước khi Lâm Thanh Diện đến kinh đô, anh phải thay hứa bích hoài kiểm soát hứa trai hiệp. Mà việc mua lại công ty nhà họ hứa chắc chắn là cách tốt nhất để kiểm soát hứa trai hiệp. Hướng vấn thiên gật đầu, sau đó hỏi, anh đến huyện Ngọc Điền làm gì? Về nhà mẹ đẻ của mẹ vợ ở vài ngày, Lâm Thanh Diện nói. Hướng vấn thiên bật cười nói, hóa ra là về nhà ngoại của vợ. Cậu có nhớ đứa em trai Phùng Diệp Thần vẫn luôn ở bên tôi suốt thời gian qua không? Lâm Thanh Diện gật đầu nói, người đó không phải là ngay từ đầu đã cùng cùng ông làm việc hay sao? Hai năm qua cũng không gặp cậu ta, cậu ta đã đi đâu rồi? Cậu ta hiện đang ở huyện Ngọc Điền, hơn nữa còn đang phát triển rất tốt ở đó. Cậu đến có có chuyện gì đều có thể tìm cậu ta đó, tôi sẽ đưa số điện thoại của cậu ta cho cậu hướng vấn thiên cười nói thì ra là đến huyện ngọc điền phát triển tôi đến đó chỉ sợ anh ta đã quên tôi rồi lâm thanh diện cười nói làm sao có thể chứ cậu là là ân nhân của tôi cũng là ân nhân của cậu ta năm đó hai chúng tôi đều dựa vào cậu mới có thể tồn tại được phùng diệp thần đi huyện ngọc điền phát triển cũng là dựa vào tài nguyên mà cậu cho chúng tôi cách đây không lâu tên nhóc phùng diệp thần đó còn gọi cho tôi nói là nhớ cậu rồi có thời gian muốn đến tìm cậu uống rượu Hướng Vấn Thiên cười nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, nhận lấy số điện thoại mà Hướng Vấn Thiên đưa cho anh, lúc đi ra ngoài có một người quen biết thật sự cũng thuận tiện hơn. Sau khi Tống Huyền Khanh giúp Hứa Bích Hoài thu xếp quần áo, bà nói với Hứa Bích Hoài rằng mình muốn ra ngoài mua vài thứ, và sau đó ra khỏi tiểu khu đi thẳng đến ngân hàng. Trên đường đi, Tống Huyền Khanh rất hưng phấn, bà cầm tấm thẻ màu đen trong tay không ngừng vuốt ve, nghĩ thầm tấm thẻ của Lâm Thanh Diện quả thực không bình thường, chỉ cần chạm vào là nó đã cho người ta cảm giác rất cao cấp. Lâm thanh diện này cũng thật là sơ ý, mật khẩu thẻ ngân hàng vậy mà lại đơn giản như vậy. Lát nữa mình phải rút hết tiền trong thẻ của cậu ta ra, sau này xem cậu ta còn dám kiêu ngạo với mình không tống nguyền khanh lấm bẩm. Lâm thanh diện, nếu không có số tiền này, cậu vẫn sẽ chỉ là đồ vô dụng. Cậu ở rể nhà tôi, muốn ỉ lại không chịu rời đi thì chỉ có thể chuẩn bị làm người hầu hạ người khác cả đời đi không lâu sau, Tống Nguyên Khanh đến ngân hàng, ngồi trước một ô cửa, đưa tấm thẻ đen qua rồi nói, tôi muốn kiểm tra xem trong thẻ này còn lại bao nhiêu tiền. Người bên trong lấy thẻ quẹt thẻ, yêu cầu Tống Nguyên Khanh nhập mật khẩu. Tống Huyền Khanh nhập mật khẩu 6 số 0, nhìn chằm chằm vào người bên trong đầy mong đợi, muốn biết còn bao nhiêu tiền trong thẻ của Lâm Thanh Diện. Đúng lúc này, trên máy tính của người bên trong đột nhiên vang lên một âm thanh cảnh báo, sau đó trên màn hình hiện lên 5 ký tự không có quyền truy vấn. Nhân viên ngân hàng sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy, vậy mà lại còn có thẻ ngân hàng không có quyền truy vấn. Sao rồi, trong thẻ này còn lại bao nhiêu tiền? Sao cô lại ngạc nhiên như vậy? Không phải là trong đó đã hết sạch tiền rồi đó chứ? Tống Huyền Khanh thất vọng hỏi. Rất xin lỗi bà, chúng tôi không có thẩm quyền tra vấn thẻ ngân hàng này của bà, vì vậy chúng tôi không thể kiểm tra số dư ở trong đó, nhân viên ngân hàng nói. Tống Huyền Khanh ngay lập tức nhìn chằm chằm nói, không có quyền tra vấn sao? Ngân hàng mà vẫn không có thẩm quyền kiểm tra sao? Đây là loại thẻ gì, vậy mà vẫn còn có loại hạn chế như vậy? Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này, tôi không rõ lắm, nhân viên ngân hàng nói, sau đó cô nhận ra rằng Tống Huyền Khanh dường như không biết nhiều về chiếc thẻ này, như thể chiếc thẻ này không phải của bà. Cái đó, tôi muốn hỏi một chút, thẻ này có phải của bà không? Nhân viên ngân hàng hỏi khuôn mặt của Tống Huyền Khanh hiện lên nét bối rối, sau đó nói là Là của tôi, không phải của tôi thì còn của ai khác được. Nhân viên ngân hàng do dự một chút rồi nói, vậy xin bà chờ ở đây một lúc. Tôi sẽ gọi quản lý của chúng tôi bảo anh ấy xem xét một chút. Sau đó, người đó đứng dậy gọi người quản lý. Tống Huyền Khanh lập tức lấm bẩm lâm thanh diện chết tiệt này, làm một cái thẻ hỏng làm gì, vậy mà còn không có cách nào kiểm tra được, còn phải đi gặp quản lý thật là phiền phức chết đi được. Một lúc sau, người đó ra ngoài cùng với quản lý, cô ấy cầm thẻ đen đưa cho quản lý xem. Người quản lý cầm lấy và thấy đó là thẻ đen của ngân hàng thế giới, anh ta lập tức trợn mắt, suýt chút nữa thì kinh ngạc đến thốt lên. Anh ta đã nhìn thấy tấm thẻ này một lần ở Hồng Thành, chính là tấm thẻ trong tay Lâm Thanh Diệt, không ngờ bây giờ vậy mà lại có một người khác cầm chiếc thẻ đen này đến đây. Tuy nhiên, sau khi cẩn thận kiểm tra thẻ anh ta phát hiện ra rằng chiếc thẻ này giống hệt với chiếc thẻ mà Lâm Thanh Diện đã sử dụng lần trước, anh ta nhớ rõ rằng có một số vết xước trên mép vàng chiếc thẻ của Lâm Thanh Diện, giống hệt chiếc thẻ này. Anh ngẩng đầu nhìn Tống Huyền Khanh hỏi: "Xin chào bà, xin hỏi thẻ này là của bà phải không?" "Là của tôi, không phải của tôi thì còn có của ai? Mau đưa thẻ cho tôi, chỗ các anh không kiểm tra thì tôi sẽ đi kiểm tra ở nơi khác." Tống Huyền Khanh sốt ruột nói: Cả hai người đều hỏi liệu chiếc thẻ có phải của bà không khiến bà cảm thấy lo lắng. Quản lý đảo mắt, sau đó cười nói, "Là thế này, chiếc thẻ này của bà là thẻ cao cấp nhất của khách VIP chỗ chúng tôi, muốn kiểm tra số dư của thẻ này thì phải đến phòng VIP. Xin mời bà theo tôi." Tống Huyền Khanh nghi ngờ liếc nhìn anh ta hỏi, "Anh nói thật sao?" Người quản lý gật đầu, đồng thời cũng xác nhận rằng tấm thẻ này không phải của Tống Huyền Khanh trong tiềm thức anh ta cảm thấy rằng Tống Huyền Khanh đã ăn cắp tấm thẻ này. Tống Huyền Khanh thấy người quản lý nói rằng anh ta chỉ có thể kiểm tra số dư trong phòng VIP, thì đi theo người quản lý vào đó, lên lâu, đến một căn phòng được trang trí rất xa hoa. Nhìn cách bài trí của căn phòng này, Tống Huyền Khanh vô cùng ngạc nhiên, bà không ngờ ngân hàng lại có phòng VIP như vậy, trước đây khi đến ngân hàng bà thường giao dịch ở sảnh, không có cơ hội đến nơi như vậy. Đồng thời trong lòng bà cũng bắt đầu cảm thấy ghen tị với Lâm Thanh Diện, không ngờ thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện lại cao cấp đến mức cậu ta có thể sử dụng một phòng VIP tốt như vậy khi đến ngân hàng. Bà ở đây đợi một lát trước, tôi đi ra ngoài gọi người tới giúp bà, quản lý nói. Tống Huyền Khanh gật đầu nói, mau lên chút, tôi là khách quý của các anh. Nếu như anh bỏ bê tôi, tôi có thể sẽ khiếu nại các anh. Quản lý cười lạnh, lòng thầm nghĩ bà đã là đồ ăn trộm đồ của người khác, còn dám nói mình là vịp, lát nữa bảo người ta xông vào bắt đi. Sau đó quản lý rời khỏi phòng VIP. Gần 5 phút sau, cửa phòng VIP bị người nào đó đẩy ra, Tống Huyền Khanh lập tức sốt ruột nói, không phải bảo các anh nhanh lên chút sao. Sao chờ lâu như vậy mới tới? Sau đó Tống Huyền Khanh chết lặng, bởi không phải nhân viên ngân hàng bước vào phòng VIP mà là 10 nhân viên mặc đồng phục bảo vệ, tay cầm rùi cui. Các anh, các anh làm gì vậy? Tôi là khách quý ở đây, các anh làm gì ở đây? Tống Huyền Khanh lập tức hoảng sợ. Quản lý bước vào, cười lạnh với Tống Huyền Khanh rồi nói: "Bà mau khai thật ra, bà đã ăn cắp thẻ này ở đâu?" Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm người quản lý, ấp úng nói: "Đây. Đây là thẻ của tôi, sao anh lại nói là tôi ăn trộm? Tôi muốn kiện anh tội phỉ báng." Người quản lý cười lạnh nói: "Thẻ này là thẻ đen của ngân hàng thế giới. Chỉ có 100 thẻ trên toàn thế giới. Nếu thẻ này thực sự là của bà, Bà lại không biết nguyên hạn và công dụng của nó sao? Nếu bà đã không chịu nói ra sự thật, vậy thì đừng trách tôi không khách khí." Quản lý hét lên, "Bắt bà ta lại cho tôi, nếu bà ta không thừa nhận, đánh cho tôi." 10 nhân viên bảo vệ lập tức bắt lấy Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh giấy dụa một hồi, vẫn la hét lớn, "Các anh thả tôi ra. Các anh không biết tốt xấu, đây là thẻ của tôi, tôi muốn gọi cảnh sát tới bắt các anh." "Là chúng tôi nên gọi cảnh sát." bà đã ăn trộm đồ của người khác mà vẫn còn lý lẽ hùng hồn như vậy. Thật sự là không coi pháp luật ra gì, đánh cho tôi. Vài nhân viên bảo vệ ngay lập tức vung tay mỗi người một cái tát vào mặt Tống Huyền Khanh, một lúc sau, khuôn mặt của Tống Huyền Khanh đã trở nên sưng tấy. Lâm Thanh Diện ra khỏi chi nhánh tập đoàn Thiên Dương thì đi bộ về nhà. Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo, Lâm Thanh Diện nhìn thấy một bộ quần áo rất đẹp, nếu hứa bích hoài mặc vào nhất định sẽ vô cùng dạng người vì vậy, anh bước vào cửa hàng và định sẽ mua bộ quần áo đó. Vừa bước vào cửa hàng, Lâm Thanh Diện đã nhìn thấy hứa cha hiệp đang xem quần áo với một cô gái. Khuôn mặt tràn đầy gió xuân của hứa cha hiệp hoàn toàn không giống như vừa mới tiêu tốn 240 tỷ để chuộc lại món đồ cổ. Anh ta cũng liếc nhìn Lâm Thanh Diện, lập tức kéo cô gái kia qua, châm chọc nói, Lâm Thanh Diện, anh vậy mà cũng dám tới cửa hàng quần áo cao cấp này, anh có thể mua quần áo ở đây sao? không liên quan gì đến anh lâm thanh diện đáp hứa trai hiệp cười lạnh nói nói cho anh biết bây giờ tôi là tổng giám đốc công ty nhà họ hứa tiền công ty kiếm được đều chuyển vào tài khoản của tôi mà anh và hứa bích hoài đều là hai người vô công rồi nghề căn bản không đủ tư cách so sánh với tôi lâm thanh diện cười với hứa trai hiệp nói hy vọng trước tổng giám đốc này của anh có thể làm được lâu dài sau đó anh bước đến bộ quần áo mà anh đã nhắm chúng rồi nói với nhân viên bán hàng tôi muốn mua bộ quần áo này, làm ơn gói lại cho tôi. Nhân viên bán hàng lập tức gói đồ cho Lâm Thanh Diện rồi bảo Lâm Thanh Diện đi thanh toán. Mẹ kiếp, bộ quần áo này có giá hơn 90 triệu. Tôi không tin là anh có thể mua được, xem anh trả tiền thế nào. Hứa trai hiệp đi theo Lâm Thanh Diện đến quê thu ngân. Lâm Thanh Diện thò tay sờ túi quần áo, phát hiện bên trong không có gì, lúc này mới nhớ ra mình đã thay quần áo nên không mang theo thẻ ngân hàng chương 178, ám hiệu. Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Thanh Diện, hứa trai hiệp lập tức cười lớn, nói, Lâm Thanh Diện, anh sẽ không nói là anh ra khỏi nhà quên mang theo ví đấy chứ. Cách này của anh cũng quá cổ hủ đi. Cô gái ở bên cạnh hứa trai hiệp cũng khinh bỉ liếc nhìn Lâm Thanh Diện, nói, người này chính là tên ăn hại mà anh vẫn hay nhắc đến hàng ngày ư, không ngờ không chỉ ăn hại mà còn thích làm bộ làm tịch. Đã không mua nổi rồi thì thôi đi, giả bộ như vậy làm cái gì không biết nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua lâm thanh diện mở miệng hỏi xin hỏi ngài thật sự muốn mua quần áo của cửa hàng chúng tôi ư thấy bộ dạng của anh như vậy cô ta cũng không thoải mái lắm lâm thanh diện rõ ràng là không có tiền trả quần áo ở cửa hàng của bọn họ vốn dĩ rất đắt sau khi đóng gói xong lại cầm ra sẽ khiến quần áo không còn mới nữa không chừng lại còn tạo ra một vài nếp nhăn nếu lâm thanh diện không mua cô ta thật sự sẽ phát điên mất xin lỗi khi ra ngoài tôi quên mang theo thẻ ngân hàng lâm thanh diện nói cái người này làm sao lại như vậy cơ chứ không có tiền thì nói không có tiền lại còn bắt tôi gói lại làm cái gì không biết thật sự tức chết đi được nhân viên cửa hàng không vừa lòng nói hứa trai hiệp cười lạnh nhìn lâm thanh diện cất lời lâm thanh diện à ở trước mặt tôi mà anh vẫn còn giả bộ giả tịch giỏi như vậy cơ đấy tôi biết anh cũng muốn giữ thể diện nhưng đáng tiếc Tên ăn hại như anh dù có giả bộ như thế nào thì cũng không thể thành dáng dấp của người có tiền được đâu. Ngay bây giờ anh quỳ xuống cầu xin tôi, nói không chừng tâm trạng tôi tốt hơn một chút, sẽ giúp anh mua bộ quần áo đó đấy. Anh à, anh thật sự giúp anh ta mua bộ quần áo đó ư? Nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua Hứa trai hiệp, cô ta đã không muốn đặt bộ quần áo đã đóng gói xong trở lại chỗ cũ nữa rồi. Hứa trai hiệp nói, chỉ cần anh ta quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ giúp chỉ hơn 90 triệu thôi mà, đối với tôi mà nói, chẳng qua cũng chỉ là tiền tiêu vặt một ngày thôi. Anh ta đã lấy được một số tiền béo bở, khoảng 30 tỷ từ dự án của tập đoàn Thiên Dương, cho nên bây giờ quả thật sẽ không để vào mắt số tiền 90 triệu kia. Nhân viên cửa hàng lập tức trừng mắt với Lâm Thanh Diện, nói, "Rốt cuộc anh có muốn mua bộ quần áo này không? Không nghe anh đây nói gì à? Chỉ cần anh quỳ xuống cầu xin anh ta, anh ta sẽ mua cho anh." Quỳ một chút thôi mà được tận 90 triệu lời quá rồi còn gì nếu anh không muốn vậy thì mau cút đi làm lỡ thời gian buôn bán của bọn tôi lâm thanh diện nghe thấy nhân viên cửa hàng nói như vậy anh lập tức đi ra ngoài muốn nhìn một chút tên của cửa hàng này là gì hứa trai hiệp và nhân viên cửa hàng đều cho rằng lâm thanh diện thật sự đã bỏ đi vì thế lập tức cười nhạo tên ăn hại này cũng thật biết nghe lời đó bảo cút là cút luôn hứa trai hiệp cười nói nhân viên cửa hàng cũng bày ra vẻ mặt khinh thường quay đầu, cười nói với hứa trai hiệp, vẫn là anh đây hào phóng, nói mua là mua ngay, không giống như cái tên ăn hại đó, nhìn ngắm nửa ngày trời mà cũng không mua. Lâm Thanh Diện đi ra phía bên ngoài, nhìn thoáng qua tên của cửa hàng, sau đó gọi điện thoại cho hướng Vấn Thiên. Tôi nhớ rằng có một chuỗi cửa hàng quần áo tên là Mật Phi Nhi dưới danh nghĩa của ông, đúng chứ? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Đúng vậy, sao thể anh Diện? Hướng Vấn Thiên hỏi. Bây giờ tôi đang ở trong cửa hàng Mật Phi Nhi trên đường Giải Phóng, muốn mua cho vợ tôi một bộ quần áo, thế nhưng lúc ra khỏi nhà thì quên mang theo thẻ ngân hàng, Lâm Thanh Diện nói. Hướng Vấn Thiên lập tức cười, nói anh Diện, anh đọc câu thơ, ngựa chạm phi nhanh bốc lên những đám bụi hông, nàng quý phi đang cười, cho nhân viên trong cửa hàng nghe, sau khi họ nghe xong nhất định sẽ tặng không bộ quần áo đó cho anh. Lâm Thanh Diện cảm thấy kỳ lạ, hỏi, vì sao phải đọc câu thơ này? Khu khu, là như vậy, tôi không phải là có mấy người bạn gái ư, cửa hàng Mật Phi Nhi này cũng là mở cho họ, bởi vì chuỗi cửa hàng này quá nhiều, cho nên rất nhiều người không biết tôi là ông chủ, mỗi lần dẫn bạn gái đến chọn quần áo, vẫn phải hỏi tôi tiền, vì thế tôi đã nghĩ ra cách này. Tôi đã thông báo cho tất cả nhân viên trong cửa hàng rồi, tôi nói với họ, chỉ cần có người đến cửa hàng đọc câu thơ này, đoán đúng ám hiệu thì coi như ông chủ đến, bất cứ món đồ nào trong cửa hàng cũng không thể lấy tiền những câu thơ này cũng có trật tự mỗi câu chỉ có thể dùng một lần vừa khéo đến câu ngựa chạm phi nhanh bốc lên những đám bụi hồng nàng quý phi đang cười hướng vấn thiên hơi ngượng ngùng giải thích lâm thanh diện dở khóc dở cười không ngờ hướng vấn thiên lại thích chơi trò này giống hệt như bộ phim về cảnh sát và tên cướp vậy mua quần áo thôi mà cũng có ám hiệu nhưng lâm thanh diện không muốn để hứa tra hiệp quá đắc ý hơn nữa bộ quần áo này anh thật sự rất thích vì thế cho dù cách này không bình thường anh cũng phải mang bộ quần áo đó về. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thanh Diện quay trở lại cửa hàng. Hứa trai hiệp và nhân viên cửa hàng nhìn thấy Lâm Thanh Diện quay lại, lập tức tỏ vẻ khinh thường. Lâm Thanh Diện, sao rồi, có phải anh đã nghĩ thông suốt rồi, muốn quỷ xuống cầu xin tôi có phải không? Hứa trai hiệp cười nói. Nhân viên phục vụ cũng cau mày nhìn Lâm Thanh Diện, nói, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cửa hàng chúng tôi nói như thế nào cũng là cửa hàng hạng sang, không phải là nơi một tên ăn hại nghèo nàn như anh có thể tùy ý ra vào. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt nhân viên cửa hàng, nói, ngựa trạm phi nhanh bốc lên những đám bụi hồng, nàng quý phi đang cười. Hứa trai hiệp và cô gái mà anh ta mang đến bày ra vẻ mặt ngơ ngác, sau đó nhìn Lâm Thanh Diện giống như nhìn một kẻ ngu ngốc, Hứa trai hiệp nói, có phải đầu óc anh có vấn đề rồi không, đến trước mặt người ta để đọc thơ. Từ trước đến nay tôi thật sự chưa từng gặp loại người nào khiến người ta cạn lời giống như anh đấy. Hứa trai hiệp và cô gái bên cạnh anh ta cảm thấy hành động đột nhiên đọc thơ của Lam Thanh Diện quả thật rất ngu ngốc, thế nhưng nhân viên cửa hàng sau khi nghe thấy câu thơ này, lập tức thay đổi sắc mặt. Cửa hàng trưởng của bọn họ đã dặn, chỉ cần có người đến của hàng đọc câu thơ này, cho dù người này muốn rõ bỏ cửa hàng, bọn họ cũng phải giúp. Nhân viên cửa hàng lập tức cúi mình vái chào Lâm Thanh Diện, vội và nói, xin lỗi ngài, thật sự xin lỗi ngài, tôi xin lỗi vì thái độ khi nãy của mình, xin ngài đừng tức giận, Tôi biết lỗi sai rồi, thực sự xin lỗi ngài. Hứa trai hiệp và cô gái bên cạnh anh ta lập tức ngơ ngác, trợn mắt há mồm nhìn nhân viên cửa hàng, không ngờ Lâm Thanh Diện đọc câu thơ này lại có tác dụng như vậy. Lẽ nào đây là câu thần chú gì đó ư? Ừ. Lâm Thanh Diện mỉm cười với nhân viên cửa hàng, anh nói, bây giờ có thể đưa bộ quần áo đó cho tôi rồi chứ? Nhân viên cửa hàng lập tức đưa bộ quần áo đó cho Lâm Thanh Diện, vội vã nói, ngài nhìn xem còn cần bộ nào khác không? tôi lập tức gói lại cho ngài. Không cần đâu, bộ này là được rồi. Lâm Thanh Diện đón lấy bộ quần áo, nhưng đầu chiêu tức nhìn thoáng qua hứa trai hiệp, sau đó đi ra khỏi cửa hàng. Hứa trai hiệp lập tức nói, anh ta vẫn chưa trả tiền mà, vì sao cô lại đưa quần áo cho anh ta? Nhân viên cửa hàng liếc nhìn hứa trai hiệp, sau đó nói, anh ta là khách quý của cửa hàng chúng tôi, mua quần áo không cần trả tiền. Hứa trai hiệp bày ra vẻ mặt ngơ ngác, anh ta nói, vậy tôi cũng đọc một câu thơ, có phải là cũng không cần trả tiền hay không? Ngựa chạm phi nhanh bốc lên những đám bụi hông, nàng quý phi đang cười, không ai biết rằng quả lệ chỉ phải đã về đến Trường An. Xin lỗi anh, chỉ có câu thơ đã chỉ định trước thì mới được, câu thơ này đã không còn tác dụng nữa rồi, nhân viên cửa hàng nói xong, lập tức quay người đi làm việc. Để lại hứa cha hiệp và cô gái bên cạnh anh ta ngơ ngác nhìn nhau. Lâm Thanh Diện cầm bộ quần áo về nhà, đưa cho hứa Bích Hoài, để cô mặc thử. Hứa Bích Hoài vô cùng vui, sau khi mặc vào giống như biến thành tiên nữ. Đúng lúc này, cô nhận được điện thoại của Tống Huyền Khanh, bà nói rằng mình sắp bị đánh chết rồi, bảo Hứa Bích Hoài mau chóng đến ngân hàng tìm bà. Ngay sau đó, Lâm Thanh Diện cũng nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng họ bắt được kẻ lấy cắp thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện, bảo Lâm Thanh Diện mau qua đó lấy lại. Lâm Thanh Diện cảm thấy kỳ lạ, nhìn Hứa Bích Hoài, mẹ em lấy cắp thẻ của anh ư? hứa bích hoài bày ra vẻ mặt nghi ngờ nói em không biết sau đó cô lập tức đi vào phòng nhìn thoáng qua cả căn phòng phát hiện thẻ ngân hàng trên tủ đầu giường quả thật đã biến mất chết rồi chắc chắn là mẹ em đã lấy thẻ ngân hàng của anh đi rồi chẳng trách khi đó bà ấy hỏi em mật khẩu thẻ ngân hàng là gì hứa bích hoài nói lâm thanh diện biết rất rõ sau khi bị người của ngân hàng phát hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì giám đốc ngân hàng nhất định sẽ coi tống huyền khanh là kẻ trộm thẻ hơn nữa còn áp dụng hình thức chất vấn nghiêm khắc với bà ấy hai người vội vã ra khỏi biệt thự đi về phía ngân hàng sau khi đến ngân hàng lâm thanh diện nhìn thấy giám đốc ngân hàng đang đứng ở cửa thì vội vã đi qua đó giám đốc nhìn thấy lâm thanh diện đến lập tức nói ngài lâm chúng tôi đã bắt được người lấy cắp thẻ ngân hàng của anh rồi bây giờ đang chất vấn bà ta nhưng bà ta sống chết không chịu thừa nhận đây là thẻ của anh lâm thanh diện nhận lấy tấm thẻ sau đó vội vàng nói bà ấy bây giờ đang ở đâu giám đốc ngân hàng dẫn lâm thanh diện và hứa bích hoài đi về phía căn phòng dành cho khách quý cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ vừa mới bắt đầu anh ta còn cho rằng bắt được kẻ lấy cắp thẻ ngân hàng của lâm thanh diện lâm thanh diện ít nhất cũng nên cảm ơn anh ta chứ thế nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của lâm thanh diện hình như không có ý muốn cảm ơn ba người đi một lúc là đến phòng dành cho khách quý Vừa mở cửa ra bên trong còn có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Tống Huyền Khanh. Sau khi đi vào phòng, Lâm Thanh Diện vừa liếc nhìn đã phát hiện một tên bảo vệ đang vung một cái tát về phía Tống Huyền Khanh. Mà mặt của bà đã sưng vù lên rồi, nhìn có vẻ khá thê thảm. Dừng tay, Lâm Thanh Diện hét lớn một tiếng. Tên bảo vệ đó quay đầu lại nhìn, sau khi phát hiện là giám đốc ngân hàng thì lập tức dừng tay lại. Hứa Bích Hoài vội vã chạy đến bên cạnh Tống Huyền Khanh đỡ bà ta ngồi dậy khỏi mặt đất, nói, mẹ, mẹ không sao chứ. Sau khi Tống Nguyên Khanh nhìn thấy hứa bích hoài đến, bà xà vào lòng cô, khóc nức nở, khắp mặt đều là dáng vẻ tuổi thân, uất ức con gái, ngân hàng này không phải là nơi người ở mà, bọn họ không chỉ nói mẹ trộm thẻ ngân hàng của người khác mà còn ra tay đánh mẹ. Con nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ. Có phải mẹ trộm thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện không? Hứa Bích Hoài hỏi. Cái gì mà thẻ ngân hàng của Lâm Thanh diện chứ? Đó là thẻ của mẹ, cái đó có thể gọi là lấy trộm ư? Ngân hàng này quá đen tối, chắc chắn đây là một nơi làm ăn không rõ ràng, chúng ta mau đi tố cáo họ đi. Hứa Bích Hoài bày ra vẻ mặt không còn cách nào khác, thật sự là hết cách với mẹ mình mà. Thế nhưng cô cũng không thể trách ngân hàng được, dù sao tấm thẻ này quả thật đúng là Tống Huyền Khanh lấy trộm, lần này để bà nếm chút đau khổ, sau này nhất định sẽ không dám làm như vậy nữa. Giám đốc ngân hàng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức ngơ ngác. Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện cùng nhau đến, vừa nhìn đã biết hai người họ là vợ chồng. Mà người đàn bà bị họ bắt về tra hỏi này lại là mẹ của Hứa Bích Hoài, điều đó có nghĩa là người đàn bà này. Sắc mặt của giám đốc ngân hàng lập tức trở nên trắng bệch, anh ta vội vã đưa tay lên tát cho mình mấy phát, sau đó nói: "Ngài Lâm, tôi thật sự không biết bà đây là mẹ vợ của anh, tôi đã biết sai rồi, mong anh tha thứ cho tôi." nếu sớm biết như vậy, tôi chắc chắn sẽ không để họ bắt mẹ vợ của anh đâu. Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy đau đầu, ngượng ngùng nói, anh cũng đừng tự trách mình nữa, bà mẹ vợ này của tôi chính là thích làm những chuyện như vậy. Lần này để anh chịu thiệt rồi, đối với bà ấy mà nói đây cũng là một chuyện tốt, chương 179, đừng nghe họ nói phét. Tại trạm xăng, Lâm Thanh Diện đỗ chiếc xe Porsche của mình ở bên cạnh cây xăng, nhân viên công tác nhìn thấy nhãn hiệu xe Porsche lập tức ngây người anh à, chiếc xe này của anh, là Porsche ư, người nhân viên kia hỏi. Lâm Thanh Diện mỉm cười gật đầu, nói, đổ đầy bình xăng giúp tôi, hôm nay phải đi ra ngoài. Cả nhà Tống Huyền Khanh hôm nay về nhà mẹ đẻ, cho nên Lâm Thanh Diện đi đổ xăng trước. Người nhân viên kia lập tức gật đầu, đổ xăng cho Lâm Thanh Diện, sau đó hỏi một câu, chiếc xe này bao nhiêu tiền? Hơn 12 tỷ, tôi cũng không rõ lắm, là người khác tặng, Lâm Thanh Diện nói. Người nhân viên lập tức hít một hơi lạnh, cực kỳ khó tin nhìn Lâm Thanh Diện, một chiếc xe hơn 12 tỷ, lại còn là người khác tặng, người tặng xe rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy chứ? Đồng thời, trong lòng anh ta cũng vô cùng kinh ngạc, có thể khiến người khác tặng mình một chiếc xe đắt tiền như vậy, thân phận của người lái xe chắc chắn cũng không đơn giản. Ánh mắt anh ta nhìn Lâm Thanh Diện lập tức biến thành cung kính, nhân vật lớn như thế này, anh ta không dám chọc vào. Sau khi đổ đầy xăng, Lâm Thanh Diện trả tiền sau đó lái xe đi về phía nhà trên đường đi anh gọi điện thoại cho hướng vấn thiên rất nhanh điện thoại đã kết nối phía bên kia truyền đến một giọng nói bình thản ai đó lâm thanh diện đầu dây bên kia điện thoại im lặng vài giây ngay sau đó truyền đến một câu nói kinh ngạc vô cùng kích động anh anh diện thật sự là anh ư cuối cùng anh cũng gọi điện thoại cho em rồi hai ngày trước anh thiên đã nói với em rồi em vẫn luôn đợi điện thoại của anh hôm nay tôi đến huyện ngọc điền đến lúc đó nếu có gì cần có thể tôi sẽ đến tìm cậu giúp đỡ lâm thanh diện không hề khách sáo nói không vấn đề anh diện bây giờ em coi như cũng có tiếng nói trong cái huyện ngọc điền này cho dù là chuyện gì em cũng sẽ giải quyết giúp anh phùng diệp thần nói lâm thanh diện ừ một tiếng đến lúc đó thì lại liên lạc phùng diệp thần vội vã hỏi lâm thanh diện đến bằng gì khi nào thì đến anh ta sẽ sai người chuẩn bị đón tiếp thật tốt lâm thanh diện nói thời gian đến dặn dò phùng diệt thần không cần phải đón tiếp gì cả anh dẫn theo hứa bích hoài đến cùng đương nhiên là muốn được đơn giản tự nhiên rồi mặc dù ngoài miệng phùng diệt thân đồng ý thế nhưng sau khi cúp điện thoại anh ta cảm thấy vẫn nên tổ chức một lễ đón tiếp thật long trọng cho lâm thanh diện dù sao lâm thanh diện cũng có ơn với anh ta đã lâu như vậy chưa gặp nhau rồi không thể quá tùy ý được nếu không sẽ giống như anh ta đang xem thường lâm thanh diện cho nên anh ta lập tức gọi điện thoại cho cấp dưới của mình, bảo họ cùng đến, bàn chuyện đón tiếp Lâm Thanh Diện. Tại biệt thự Vịnh Đằng Long, Tống Huyền Khanh vừa thu dọn túi của mình, vừa thấp giọng măng chửi Lâm Thanh Diện. Mặt bà ta vẫn hơi sưng, nhưng sau khi dùng trứng gà lăn qua lăn lại, đã đỡ hơn nhiều rồi. Tên Lâm Thanh Diện đáng chết, cậu ta nhất định là cố ý, chắc chắn cậu ta biết sau khi mẹ lấy thẻ của cậu ta thì sẽ xảy ra chuyện gì. Cố ý thì không nói, cậu ta còn muốn để mẹ bị đánh con gái à loại người này thật sự quá tâm cơ mưu kể con không thể ở chung một chỗ với cậu ta được tống huyền khanh tức giận nói hứa bích hoài liếc mắt nhìn tống huyền khanh nói mẹ mẹ đừng vô duyên vô cớ gây chuyện như vậy nữa đây không phải là do mẹ tự chuốc lấy hay sao lâm thanh diện cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mẹ sẽ lấy trộm thẻ ngân hàng của anh ấy cái đó của mẹ mà gọi là lấy trộm à con ăn không ngồi rồi ở nhà mẹ bao nhiêu năm cho mẹ chút tiền như thế thì cũng là chuyện nên làm thôi. Con trở về nói với Lâm Thanh Diện, rút hết tiền trong thẻ ra đưa cho mẹ, không được để tiền trong cái thẻ rách ấy nữa, Tống Huyền Khanh ngụy biện nói. Bà ta không hề biết rằng, nếu như toàn bộ số tiền trong thẻ của Lâm Thanh Diện bị rút hết ra, sợ rằng 10 căn biệt thự cũng không bằng. Hứa Bích Hoài không muốn đáp lại Tống Huyền Khanh nữa, cô quay về phòng kiểm tra xem mình có bỏ sót thứ gì lại hay không. Không đến một lúc sau, điện thoại của hứa bích hoài đột nhiên đổ chuông là tống lộ tử gọi đến bích hoài à mọi người đã thu dọn xong chưa mọi người thật sự định lái chiếc xe sikonhen rách nát đó trở về đấy à hay là để tôi bảo bạn trai tôi đi đón mọi người qua đây nhé để mọi người cũng được ngồi thử trên chiếc xe sang trọng giọng điệu của tống lộ tử lộ rõ là một người có tiền chỉ tay năm ngón hứa bích hoài bĩu môi nói không cần đâu bốn người nhà tôi cộng thêm tống uy vừa khéo ngồi đủ các người lái xe đến đón căn bản là đón không nổi. Gì cơ, Tống Lộ Tử hét lên một tiếng kinh ngạc, cô thật sự muốn để cái tên ăn hại lâm thanh diện đó đến cùng đấy à, cô không sợ anh ta sẽ làm các người mất mặt ư. Ừ. Chiếc xe đó của chúng tôi chỉ anh ấy biết lái, hứa bích hoài tùy tiện tìm một lý do. Ôi, mua phải cái xe rách nát gì vậy chứ, thế mà lại chỉ một mình lâm thanh diện biết lái, đoán chừng rách nát lắm rồi, chỉ có tên ăn hại, nghèo nàn như anh ta mới có thể lái được thôi tống lộ tử tặc lưỡi nói đợi đến lúc trở về cô sẽ biết hứa bích hoài không kiên nhẫn nói sau khi cúp điện thoại hứa bích hoài không vui oán trách một câu với tống huyền khanh mẹ tống lộ tử thật sự quá đáng ghét luôn cảm thấy chúng ta ngốc nghếch không bằng họ cứ luôn nói xe của chúng ta rách nát tống huyền khanh nhíu mày nói cậu cả của con là người như thế nào con còn không rõ ư đừng quan tâm họ nói gì nữa Đợi đến khi chúng ta lái chiếc xe sang trọng hơn 12 tỷ qua đó, bọn họ sẽ không còn lời nào để nói nữa. Hứa Bích Hoài gật đầu, không nghĩ về chuyện này nữa. Huyện Ngọc Điền, trong nhà của Tống Lộ Tử. Cô ta đang ở chung một chỗ với bạn trai mình Đường Vân Xuyên. Thật là nực cười mà, Hứa Bích Hoài vẫn cố chấp muốn lái chiếc xe rách nát đó về, còn nói chiếc xe đó chỉ một mình tên ăn hại Lâm Thanh Diện có thể lái, chẳng lẽ cô ta không biết cái gì gọi là mất mặt ư? Tống lộ tử nói, chính là cái tên ăn hại mà em hay nhắc với anh ư. Anh ta cũng muốn về cùng à? Đường Vân Xuyên hỏi. Tống lộ tử gật đầu, nói anh ta về cùng mới tốt, như vậy em có thể thỏa thích chê bai, diễu cợt hứa bích hoài rồi. Hồi nhỏ mọi người đều cảm thấy hứa bích hoài xuất sắc, tốt hơn em, cuối cùng không phải cô ta cũng chỉ gả cho một tên ăn hại thôi hay sao? Đúng lúc này, ba mẹ của Tống lộ tử, Tống Quốc Lương và Triệu Liên đi đến. Triệu Liên cười nhìn thoáng qua tống lộ tử và đường Vân Xuyên, nói, lộ tử nói đúng lắm, cô ta dù có xuất sắc như thế nào thì cũng vô dụng, gả cho một tên ăn hại, cả đời này coi như hủy hoại rồi. Mà lộ tử lại tìm được một người bạn trai xuất sắc như Vân Xuyên, đây chính là phúc đức tu được trong tám kiếp. Dì à, gì quá lời rồi, cháu đây cũng chỉ là vận may hơi tốt một chút, quen biết với phùng gia sao phùng diệt thần mà thôi. Nhưng cái tên ăn hại mà mọi người nói đến muốn so sánh với cháu, thì quả thật là không đủ tư cách, Đường Vân Xuyên cười nói. "Phùng gia sao? Ngài Phùng là người nhân vật lớn ở huyện Ngọc Biên." "Vân Xuyên, bây giờ cậu làm việc với Phùng gia, một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền?" Tống Quốc Lương hỏi. "Cũng không được bao nhiêu, bình thường cũng chỉ khoảng mấy trăm triệu, nhưng nếu hôm nào tâm trạng Phùng gia tốt, nói không chừng có thể lên đến mấy tỷ." Ngoài miệng Đường Vân Xuyên tỏ ra khiêm tốn nhưng trên mặt lại vô cùng dương dương đắc ý. Tống Quốc Lương và Triệu Liên lập tức cười tươi như hoa, một năm kiếm được mấy tỷ, ở trong cái huyện thành này mà nói, tuyệt đối được gắn mác là người có rất nhiều tiền. Vân Xuyên thật sự rất xuất sắc, so với cái tên oát con vô dụng chỉ biết ăn cơm chùa Lâm Thanh diện kia thì quả thật tốt hơn bao nhiêu, để xem lần này đến, bọn họ có xấu hổ hay không, Triệu Liên cười nói. Tôi nghe nói Tống Huyền Khanh không phải là mua biệt thự gì đó ư? mấy năm nay bích hoài có lẽ đã phải làm việc quần quật nhiều như thế nào thì mới được như vậy chứ tống quốc lương hỏi triệu liên lập tức bĩu môi nói cái gì mà biệt thự chứ đừng nghe họ nói phét khoảng thời gian trước tiểu huy đi đến nhà bọn họ em dâu ông mấy ngày trước gọi điện thoại đến hỏi nó tiểu huy nói thằng bé đang ở bên nhà bạn cái này không phải chứng tỏ nhà tống huyên khanh quá nhỏ ư nếu là biệt thự thì chắc chắn có quỷ khoảng thời gian trước tông huy vẫn luôn thức đêm chơi game với vương mậu dứt khoát đến ở nhà anh ta luôn. Khi mẹ của Tống Uy gọi điện thoại đến, anh ta đang chơi vô cùng hăng say, cho nên nói lấy lệ mấy câu, cũng không nhắc đến chuyện biệt thự nhà hứa bích hoài. Mấy người họ đều cười lạnh, trong lòng nghĩ cả nhà Tống Huyền Khanh quả thật rất thích nói quá, thích làm những chuyện vượt khả năng của mình mà, ngay đến cả nơi cho Tống Uy ở cũng không có, thế mà còn không biết xấu hổ nói đã mua biệt thự. Mẹ, đợi bọn họ về, con và vân xuyên lái xe đi xem thử chiếc xe rách gì đó mà họ mua xe của vân xuyên là hãng audi hơn tỷ hai đó tống lộ tử đắc y nói ôi trời ơi hơn tỷ hai cũng quá đắt đi vân xuyên à con gái gì ở cùng con thật sự quá hạnh phúc rồi triệu liên Trừng lớn mắt đường vân xuyên khoát khoát tay tỏ ý chỉ là chút lòng thành mà thôi đúng lúc này điện thoại của anh ta đổ chuông sau khi nhận điện thoại anh ta vội vã đứng dậy Nói với cả nhà Tống Lộ Tử, Phùng gia nói hôm nay có nhân vật vô cùng quan trọng sẽ đến huyện Ngọc Điền, bảo cháu trở về cùng bàn bạc xem nên đón tiếp như thế nào, cho nên cháu xin phép đi qua đó một chuyến. Tống Lộ Tử lập tức hỏi, vậy hôm nay anh còn có thể lái xe đưa em đi cười nhạo hứa Bích Hoài được nữa không? Đường Vân Xuyên suy nghĩ, nói chắc là được, anh qua đó cũng chỉ để góp ý một chút thôi, chuyện cụ thể chắc là mấy người bạn tốt của Phùng gia sẽ đi làm. Nghe nói nhân vật quan trọng lần này có lai lịch không nhỏ, anh vẫn chưa có tư cách tham gia. Lúc này, Tống Lộ Tử mới gật đầu, để Đường Vân Xuyên đi. "Con gái à, con nói xem người mà Phùng gia muốn tiếp đón rốt cuộc là nhân vật lớn như thế nào chứ, còn phải tiếp đón long trọng như vậy?" Triệu Liên hỏi. Tống Lộ Tử nói, "Đã là người Phùng gia coi trọng, vậy thì chắc hẳn không phải là tầm thường. Chúng ta làm gì có cơ hội tiếp xúc, nhưng cho dù là ai, con cũng biết, chắc chắn không phải là nhà hứa Bích Hoài." đặc biệt không phải là cái tên ăn hại lâm thanh diện kia rồi triệu liên và tống quốc lương đều bật cười gật đầu nói đúng vậy đúng rồi hai ngày nữa là đến sinh nhật ông nội cũng phải nghĩ xem nên chuẩn bị chút quà cáp gì đó vân xuyên ưu tú như thế con nhất định phải chuẩn bị một món quà thật tốt để ông nội biết con tìm cho ông ấy một chàng cháu rể xuất sắc đến nhường nào tống lộ tử cười nói sau khi lâm thanh diện lái xe trở lại nhà bèn giúp hứa Bích Hoài và Tống Huyền Khanh đặt đồ vào trong xe. Sau đó, Lâm Thanh Diện gọi điện thoại cho Tống Huy, bảo anh ta mau chóng trở về, bọn họ chuẩn bị đi đến huyện Ngọc Điền. Chào ôi, Bích Hoài à, ông ngoại con hai ngày nữa là đến lễ mừng thọ 70 tuổi, mẹ quên chuẩn bị quà cho ông ấy rồi, trong khi đợi Tống Huy, Tống Huyền Khanh đột nhiên nói. Chỉ là một món quà thôi mà, đợi đến huyện Ngọc Điền thì đi mua, hứa Quốc Hoa nói. Không được, người bên đó đều cảm thấy mấy năm nay tôi sống vô cùng khổ sở, cho nên lần này chúng ta trở lại, nói không chừng sẽ có rất nhiều người đang đợi để cười nhạo chúng ta. Lễ mừng thọ lần này của ba tôi, tôi nhất định phải chuẩn bị một món quà thật lớn cho ông ấy, để tất cả mọi người phải phục sát đất Tống Huyền Khanh nói. Bây giờ đi chuẩn bị quà, cũng hơi muộn rồi, hứa Bích Hoài nói. Tống Huyền Khanh lập tức cuống cuồng, bây giờ bà ta quả thật không nghĩ ra nên tặng món quà như thế nào thì mới được coi là quà lớn. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện nói, hay là lấy bức tranh gốc của Đường Dần ra đi, bức tranh đó mà làm quà mừng thọ, có lẽ cũng được coi là vô cùng có giá trị. Mắt Tống Huyền Khanh lập tức phát sáng, nói, đúng đó, chúng ta có nhiều đồ cổ đáng tiền như thế mà. Vậy thì tặng một cái đi, con gái à, con sẽ không để ý chứ? Hứa Bích Hoài vốn dĩ không muốn nói nếu như Tống Huyền Khanh tặng rồi, người nhà họ Lâm đến tìm thì biết làm như thế nào. Nhưng vừa quay đầu nghĩ, lâm thanh diện chính là người nhà họ lâm anh ấy không có ý kiến gì cô đương nhiên cũng không sao cả cho nên bèn gật đầu với tống huyền khanh cô nói vậy mẹ đi lấy bức tranh ra đi tống huyền khanh lập tức vui vẻ đi lấy bức tranh đó ra đặt vào trong xe đây là bức tranh nổi tiếng mấy nghìn tỷ đó bà thật sự muốn tặng nó cho ba mình ư hứa quốc hoa nói tống huyền khanh lập tức trừng mắt nhìn ông bà nói giá trị mấy nghìn tỷ thì làm sao đây cũng là đồ người khác tặng con gái tôi, làm sao tôi có thể có một ông chồng không có tiền đồ như ông cơ chứ? Tôi cảm thấy ngay đến cả Lâm Thanh diện ông cũng không bằng, tôi làm như vậy còn không phải vì giữ thể diện cho nhà chúng ta hay sao? Hứa Quốc Hoa rụt cổ lại, không dám nói chuyện nữa. Không lâu sau, Tống Huy đã trở lại Vịnh Đằng Long. Tống Huyền Khanh lập tức bảo mọi người ngồi lên xe, xuất phát đến huyện Ngọc Điền. Khoảng cách từ Hồng Thành đến huyện Ngọc Điền không gần lái xe cũng phải mất 4 năm tiếng đồng hồ, cho nên khi họ đến nơi đã là buổi chiều. Đợi một chút, để cháu đi vào quay video đã. Tông Uy lấy điện thoại ra, đi vào trong biệt thự quay video. Sau khi đi ra, anh ta lại chụp mấy tấm ảnh tự sướng phía bên ngoài biệt thự. Hứa Bích Hoài bày ra vẻ mặt khó hiểu, mở miệng hỏi, em quay mấy thứ này làm gì? Tông Uy cười nói, đương nhiên là cầm về cho người trong nhà xem rồi. Nếu không họ làm sao biết được căn biệt thự này tốt như thế nào cơ chứ? Chương 180, đây thật sự là xe của cậu. Huyện Ngọc Điền, dùng những viên ngọc thô phỉ thúy mà nổi tiếng khắp vùng Giang Bắc, nơi này sản xuất rất nhiều phỉ thúy, hàng năm có rất nhiều viên ngọc thô được khai quật, được mệnh danh là vùng đất của mỹ ngọc, rất nhiều người thích phỉ thúy nên đã đến đây đánh cược, cũng có người đến huyện Ngọc Điền để du lịch. Những năm này huyện Ngọc Điền bởi vì ngọc thô phỉ thúy mà phát triển rất tốt mà mọi hộ gia đình đều có cuộc sống khá giả cả. Mà trong đó chỗ buôn bán đá thô lớn nhất chính là Phùng Diệt Thần ở huyện Ngọc Điền này, không ai là không biết cái tên Phùng Diệt Thần này. Bởi vì địa vị của Phùng Diệt Thần ở huyện Ngọc Điền cao vô cùng, cho nên mọi người cũng gọi anh ta một tiếng Phùng Gia. Tất cả mọi người ở huyện Ngọc Điền đều muốn được kết bạn với Phùng Gia. Đường Vân Xuyên chính là may mắn được làm chân chạy vặt của Phùng Diệt Thần, điều đó khiến Tống Lộ Tử nhìn chúng hơn nữa còn được làm thanh niên ưu tú của của huyện Ngọc Điền dạng dỡ vô cùng lúc này phía trước bến xe khách của huyện Ngọc Điền hai người Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử đang đứng ở ven đường bên cạnh là chiếc Audi mà Đường Vân Xuyên mới mua nhìn chằm chằm vào người qua lại bởi vì là bến xe khách nên lưu lượng người ở đây cực lớn vừa rồi vất vả lắm Đường Vân Xuyên mới lái xe vào trong này được cách chỗ này không xa chính là đường cao tốc đám người hứa Bích Hoài sẽ xuống chỗ đường cao tốc đó Vậy nên Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên đã đến chỗ này từ sớm. Người mà Phùng Gia muốn chào đón là ai, ông ấy không nói cho anh biết sao. Tống Lộ Tử mở miệng hỏi. Đường Vân Xuyên lắc đầu, nói, người Phùng Gia muốn chào đón, nhất định là cùng cấp bậc với ngài ấy, anh làm sao có thể biết được, anh mới đến đó một lúc rồi được sao đi. Tống Lộ Tử gật đầu, nói kệ đi, chuyện của cái người đó cũng không có liên gian gì đến chúng ta, chúng ta đợi để cười nhạo một nhà hứa bích hoài đi. Đường Vân Xuyên cười theo, nói anh rất muốn nhìn xem, bọn họ sẽ lái xe gì đến đây. Còn cần phải nói sao, chắc chắn là một cái xe cũ nát rồi, khẳng định sẽ không so được với chiếc Audi này của chúng ta, nếu không phải là hàng Silicon Hand thì chắc chắn là một cái rất rẻ, không chừng lại là xe van tống lộ tử cười nói. Đường Vân Xuyên cũng ha ha cười to, nói nếu quả thật là một cái xe tải, vậy cũng quá buồn cười rồi. Hai người nhìn chầm chầm vào xe đi tới đi lui, nếu mà thấy một cái xe cũ nát thì sẽ cẩn thận nhìn kỹ một chút, xem có phải người ngồi trên là một nhà hứa bích hoài hay không. Không lâu sau, Tống Lộ Tử thấy vài người đi đến chỗ mình, nhìn kỹ lại, chính là một nhà hứa bích hoài. Tống Lộ Tử vẻ mặt đây kỳ quái, trong đầu nghĩ rằng không phải bọn họ lái xe tới sao, sao bây giờ lại thành đi bộ rồi. Chả nhẽ bọn họ cảm thấy mất mặt nên mới ngồi xe buýt về. Tống Lộ Tử lập tức kéo đường vân xuyên đi về phía người nhà hứa Bích Hoài, nói, đó chính là nhà hứa Bích Hoài. Hai người đi đến trước mặt người nhà hứa Bích Hoài, Tống Lộ Tử quái gở hỏi, Bích Hoài, không phải mấy đứa lái xe về sao, sao lại đi bộ vậy? Hứa Bích Hoài nhìn Tống Lộ Tử, nói chỗ kia quá nhiều người, lái xe không đến được, vì vậy bọn em đi đến gặp hai người trước. Tống Lộ Tử mộ ra, hóa ra là dừng xe ở bên kia. Đường Vân Xuyên đứng một bên hơi nghi ngờ, bên kia dù là bến xe khách, người thì quả thật là rất nhiều, nhưng mà nếu lái chậm chậm thì vẫn có thể lái được, sao bọn họ lại không đến được. Cô, chú, để cháu giới thiệu với hai người, đây là bạn trai Đường Vân Xuyên của cháu, bây giờ đang làm việc cùng Phùng ra đấy, tiền lương mỗi năm đều trên 3 tỷ đấy tống lộ tử mở miệng. Hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng gật đầu, cũng không có phản ứng quá lớn. Dù gì thì bây giờ bọn họ ở biệt thự mấy chục tỷ, đi xe hơn 12 tỷ, trong nhà còn có mấy món đồ cổ có giá trị hơn trăm tỷ, trên ba tỷ đối với bọn họ trả là gì. Tống lộ tử thấy bọn họ không có phản ứng gì, trong đầu nghĩ rằng bọn họ đang ghen tị với sự ưu tú của đường Vân Xuyên, trong lòng khinh bỉ. Vì muốn khiến cho nhà hứa Bích Hoài khó chịu, ánh mắt tống lộ tử rơi vào trên người Lâm Thanh Diện, nói, Bích Hoài, em thật sự mang cái tên vô dụng Lâm Thanh Diện về rồi sao, bây giờ nó vẫn còn ở nhà em ăn bám à? Nhìn xem, khoảng cách giữa người với người thật là chênh lệch, không giống như Vân Xuyên nhà chị, nhìn còn mạnh hơn nó nhiều lần nha. Hứa Bích Hoài nhíu mày, nói, Lâm Thanh Diện cũng rất xuất sắc. Thấy Hứa Bích Hoài có phản ứng, Tống Lộ Tử lập tức châm biếm nói, nó yêu tú. Đừng có mà đùa, nó chỉ là một thằng vô dụng mà thôi. Đúng rồi, Lâm Thanh Diện, không phải cậu lái xe về sao, xe đó của cậu chắc là không có dễ lái, nhìn xe của vân xuyên đi là audi hơn một tỷ đó thế nào hâm mộ không tống lộ tử đắc ý mở miệng đường vân xuyên cũng ưỡn ngực vẻ mặt cao ngạo cô chú tí nữa hai người cứ ngồi xe của vân xuyên trở về xe của anh ấy rất thoải mái khẳng định là tốt hơn cái của lâm thanh diện mà lâm thanh diện cũng thật là lại để cho hai người ngồi xe cũ nát đi về thật sự là không có bài bản mà tống lộ tử nhìn về phía tống huyên khanh và hứa quốc hoa hai người hơi buồn cười Chúng ta có cái xe hơn 12 tỷ không ngồi mà lại ngồi cái xe có hơn 1 tỷ. Đây chả phải là chịu thiệt sao? Lâm Thanh Diện cười một tiếng, nói, xem của chính là đậu ở bên kia, nếu không thì hai người đến nhìn một chút. Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên không ngờ rằng Lâm Thanh Diện vẫn định để cho bọn họ qua nhìn xe, cười lạnh đồng ý. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng chút khó chịu khi nhìn Tống Lộ Tử, trong lòng nghĩ chờ lát nữa thấy xe hơn 12 tỷ của nhà chúng ta xem nhìn cô ta còn có đắc ý như vậy nữa không? Mấy người đi về phía trước, thấy bến xe càng ngày càng nhiều người, Lâm Thanh Diện nhíu mày, trong đầu nghĩ xem tí nữa làm sao có thể qua được chỗ này. Rất nhanh, mấy người đã đến chỗ đậu xe của Lâm Thanh Diện, chỗ kia chen chúc đến nỗi nước chảy cũng không lọt, tất cả đều tò mò nhìn chiếc xe Porsche của Lâm Thanh Diện. Mấy năm nay huyện Ngọc Điền dù phát triển tốt, nhưng dù gì thì đây cũng chỉ là một huyện, loại xe đắt tiền như Porsche rất hiếm thấy, nhiều nhất cũng chỉ thấy BMW và Audi. Bây giờ ở đây tự nhiên lại xuất hiện một chiếc Porsche, mọi người tất nhiên là tò mò, cũng muốn đến xem một chút. Trời má, là Porsche 911, huyện chúng ta không ngờ lại xuất hiện loại xe sang này, không nhẽ đây là của Phùng Gia. Đường Vân Xuyên kêu lên, Porsche 911, xe đó rất đắt sao, Tống Lộ Tử mở miệng hỏi. Hơn 12 tỷ đó, đủ mua 10 cái xe của chúng ta, đường Vân Xuyên mở miệng tống lộ tử cũng rất kinh ngạc không ngờ rằng cái xe này lại đắt như vậy lúc này lâm thanh diện cười tổng lộ tử lập tức trợn mắt nhìn anh nói cậu ở đây cười cái gì mà cười xe kia dù đắt thì cũng không thể là của cậu không phải nói xe của mọi người ở đây sao vậy sao lại có mỗi cái vậy đường vân xuyên hỏi một câu lâm thanh diện đưa tay chỉ chiếc Porsche bên kia nói chính ở bên kia đó tông lộ tử và đường vân xuyên nhìn theo hướng chỉ của lâm thanh diện chỗ đó trừ cái Porsche thì còn đậu một chiếc xe van cũ nát, theo bản năng bọn họ nghĩ chiếc của Lâm Thanh Diện là cái xe tải cũ đó. Lộ tử, quả nhiên là em nói đúng, Lâm Thanh Diện thật sự là quá vô dụng, lại lái loại xe này trở về, thật là mất mặt, đường Vân Xuyên mở miệng, không hề để ý đến cảm nhận của Lâm Thanh Diện. Em đã nói với anh rồi mà, nó chỉ là con lười chỉ biết ăn rồi ngủ thôi, sao có thể trông chờ nó có được một cái xe tốt chứ, tống lộ tử khinh thường nói mấy người đi đến chiếc xe van ở phía trước, Tống Lộ Tử nghiêng đầu nhìn hứa Bích Hoài, nói, mấy năm nay chắc là em rất vất vả lắm nhỉ, phải đi cùng Lâm Thanh Diệu trên cái xe van cũ nát này, cũng dám vác mặt nhìn tụi chị, chị thì không giống em, có người bạn trai xuất sắc như Vân Xuyên, cho dù em có mơ cũng không được đâu. Hứa Bích Hoài liếc mắt nhìn cô ta, nói, ai bảo với chị chiếc xe van này là xe của Lâm Thanh Diện vậy? Tống Lộ Tử lập tức trợn mắt, nói, nơi này chỉ có hai chiếc xe, không phải chiếc xe tải cũ này, chẳng lẽ xe của Lâm Thanh Diện lại là chiếc Porsche kia? Đừng chém gió, nếu tên đó có thể lái Porsche, thì cũng không bị gọi là đồ vô dụng, đường Vân Xuyên cười nói. Chiếc Porsche này là xe của tôi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Tống Lộ Tử nhìn Lâm Thanh Diện như nhìn kẻ ngu, nói, Lâm Thanh Diện, cậu cũng đừng có nhận việc quá khả năng của mình, không cần phải nói như vậy, cậu cho rằng cậu nói xe này của cậu thì Porsche thật sự sẽ là của cậu chắc. Nực cười. Lâm Thanh Diện lấy chìa khóa poster từ trong túi quân của mình ra, quơ qua trước mặt tống lộ tử, sau đó ấn một cái, hai đèn của poster lập tức sáng lên. Mọi người xung quanh thấy đèn của poster sáng lên, lập tức nghiêng đầu qua, vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn Lâm Thanh Diện. Đây chính là chủ nhân của chiếc poster này sao, thật là lợi hại. Xe hơn 12 tỷ đó, khi nào tôi mới có thể mua được cái xe đắt như vậy đây? Đừng nói, cho dù để cho tôi sờ một cái thôi, tôi cũng sẽ vui vẻ đến nỗi không ngủ được luôn. Hai người tống lộ tử và đường vân xuyên lập tức ngây người, bọn họ vẻ mặt không tin nổi nhìn chằm chằm vào chìa khóa trên tay Lâm Thanh Diện, không nghĩ tới xe mà Lâm Thanh Diện nói đến, lại thật sự là chiếc Porsche này. Đây, đây thực sự là xe của cậu, tống lộ tử nhìn về phía hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện. Chả phải thì sao, hứa Bích Hoài liếc mắt. Không thể nào, tống lộ tử kêu lên, nói chìa khóa xe chắc chắn là do lâm thanh diện ăn trộm mấy người lại để lâm thanh diệu trộm cái chìa khóa xe đắt như vậy đây là phạm pháp tống huyền khanh nghe tống lộ tử nói như vậy lập tức tức giận nói cháu nói linh tinh gì đấy cái này sao có thể trộm được tên vô dụng lâm thanh diện này sao có thể mua được xe đắt như vậy đây chắc chắn là do nó trộm chìa khóa cô chả nhẽ cô lại bao che cho lâm thanh diện sao đây chính là phạm tội tống lộ tử khăng khăng chìa khóa xe là do lâm thanh diện ăn trộm một nhà tống huyền khanh không nói nổi, mà Lâm Thanh Diện đứng một bên cảm thấy hơi buồn cười, trong đầu nghĩ không hổ là cùng huyết thông với tống huyền khanh, dáng vẻ ngụy biện kia giống y hệt nhau. Lúc này cửa xe Porsche mở ra, lập tức có người kêu lên, cửa xe mở, bên trong còn có người. Tống lộ tử lập tức cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nói chủ xe người ta vẫn còn ở trong xe, cậu xem còn có gì để cãi chứ, đợi bọn họ xuống xe, tôi nhất định sẽ bảo bọn họ báo cảnh sát để bắt cậu. Đúng vậy, chủ xe vẫn còn ở đây, cậu lại dám nói xe này là của cậu, thật là làm sang làm bậy mà. Đường Vân Xuyên phụ họa. Lâm Thanh Diện không lên tiếng, một nhà hứa bích hoài giống như là đang nhìn một đám thiểu năng vậy. Ngay sau đó, người trên xe xuống, tống lộ tử và đường Vân Xuyên đều đi qua tố cáo. Nhưng sau khi bọn họ thấy người trên xe xuống, lập tức hóa đá. Tiểu Uy, sao em lại ở trong này vậy? Tống lộ tử kinh ngạc nói em ngồi xe này để về đó, Tống Uy mở miệng, hắn vừa rồi ở trong xe chơi trò chơi, không có đi xuống. Vậy xe này là của ai? Tống Lộ Tủ mở miệng hỏi. Là của anh rể đó, thấy thế nào, lợi hại không quát 911, hơn 12 tỷ đó. Tống Uy cười nói. Trong lòng Tống Lộ Tử nhất thời xuất hiện một chút thất bại. Tống Uy nói xe này là của Lâm Thanh Diện, vậy không phải là trộm. Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, Mở miệng hỏi, cậu không phải là đồ vô dụng sao, sao có thể mua được cái xe đắt tiền như vậy? Lúc này Tống Huyền Khanh tiến lên một bước, nói, xe này đâu phải nó mua, là con gái cô mua. Nghe thấy Tống Huyền Khanh nói như vậy, trong lòng Đường Vân Xuyên mới dễ chịu hơn một chút, nhưng mà tống lộ tử càng khó chịu, dù sao hàm ý này nghĩa là công việc của Hứa Bích Hoài tốt hơn với cô ta rất nhiều. Mà cô ta đang định giới thiệu cho Hứa Bích Hoài một công việc có lương là 18 triệu chúng ta đừng nói vấn đề này nữa, đầu tiên là nghĩ xem rời khỏi chỗ này như nào đi. Hứa Bích Hoài mở miệng. Tống Lộ Tử lập tức lẩm bẩm một câu, hừ, xe này thì có gì tốt, thu hút nhiều người đến như vậy, đi cũng không có được, còn không bằng chiếc Audi của Vân Xuyên. Mặc dù ngoài miệng như vậy nói, nhưng mà có thể nhìn ra cô ta đang ghen tị. Mọi người ở đây suy nghĩ làm thế nào để khó thể xuyên qua dòng người đông như vậy, cách đó không xa đột nhiên truyền đến mấy tiếng còi vang lên. Ngay sau đó một chiếc mô tô Harley Davidson phóng đến, tách đám người ra làm hai, đường phố đang chật trội nháy mắt lại trở nên rộng rãi. Một chiếc Rolls Royce Phantom lái đến đây, thấy chiếc xe này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, rồi sau đó vứt chiếc xe Porsche của Lâm Thanh Diện ra sau đầu. Đường Vân Xuyên cũng trợn to mắt, hô to, đó không phải là xe phùng ra sao. Ở cả huyện Ngọc Biển Huyền chỉ có duy nhất một cái Rolls Royce Phantom, sao ngài ấy lại đến đây vậy? Audio điện tử võ tấn bền. chương 181, mô tô Harley dẹp đường. Không phải anh nói Ngài Phùng muốn tiếp đón một nhân vật quan trọng sao? Tống lộ tử lên tiếng hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ nhân vật quan trọng mà Ngài Phùng muốn tiếp đón đang ở nơi này? Em nhìn những chiếc mô tô này đi, có giống đặc biệt đến dẹp đường không? Nhân vật lớn mới được đối xử như vậy, đường Vân Xuyên nói. Tống lộ tử gật đầu, lập tức không còn hâm mộ chiếc poster kia của nhà hứa Bích Hoài nữa. Dưới cái nhìn của cô ta, bây giờ đường Vân Xuyên làm việc cho Phùng Diệt Thân, chắc chắn sau này có thể bước đến độ cao của Phùng Diệt Thân, đến lúc đó cô ta cũng có thể ngồi rôn roi, để mọi người đặc biệt dẹp đường cho cô ta. Mà hứa Bích Hoài gả cho đồ ăn hại Lâm Thanh Diệt, cho dù nhà cô mua Porsche cũng không thể thay đổi được sự thật này, hứa Bích Hoài có lợi hại hơn nữa, đạt được đến mức độ này cũng đã là đi đến điểm cuối rồi. Ngài Phùng là ai? Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm chiếc Rolls-Royce và Moto tô Harley ở hai bên đường kia, trên mặt cũng khẽ lộ vẻ kinh ngạc. Ngài Phùng là ông chủ buôn bán ngọc thạch lớn nhất huyện Ngọc Điền chúng ta, toàn bộ vụ làm ăn ngọc thạch phỉ thúy của huyện Ngọc Điền đều dựa vào ngài Phùng mà phát triển, ngài Phùng chính là trời, không có mấy người dám chọc vào anh ta, Tống Lộ Tử giải thích. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa nghe thấy vậy thì đều sửng sốt, không ngờ bọn họ vừa đến nơi này đã gặp phải người lợi hại nhất của huyện Ngọc Điền. Tống Lộ Tử vội vàng bắt lấy cơ hội này, lên tiếng cô, "Chú, cháu nói với hai người, bây giờ Vân Xuyên đi theo ngài Phùng, anh ấy chính là trợ lý của ngài Phùng, chờ sau này phát triển hơn nữa, không chừng có thể trở thành người tin cậy bên cạnh ngài Phùng, đến lúc đó Vân Xuyên cũng có thể hưởng thụ việc ngài Phùng đặc biệt dẹp đường này." Đường Vân Xuyên cũng rất đắc ý, xua xua tay nói, "Khiêm tốn chút, bây giờ vẫn chưa đi lên được vị trí kia đâu." Tống Lộ Tử liếc nhìn Hứa Bích Hoài cười nói, "Sao nào?" ít nhất còn có hy vọng, không giống một số người, đời này cũng chỉ có thể làm đồ ăn hại, em nói đúng không, Bích Hoài. Hứa Bích Hoài tức giận lường cô ta một cái, trong lòng cô cũng không cảm thấy đường Vân Xuyên này có gì tài giỏi, thật ra muốn nói đến tài giỏi, Lâm Thanh Diện mới là tài giỏi nhất. Trên mặt hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều tỏ ra khó chịu, bọn họ cũng không biết thân phận của Lâm Thanh Diện, nghe thấy Tống lộ tử khoe khoang ở chỗ này. Nhất thời cảm thấy con gái mình gả cho Lâm Thanh Diện thật thiệt thòi. Lâm Thanh Diện, cậu cũng học tập người ta chút đi, đừng cả ngày vô công rồi nghề, Tống Huyền Khanh chừng mắt nói một câu. Lâm Thanh Diện cũng không trả lời bà mà nhìn chằm chằm chiếc rôn roi kia. Tổng lộ tử thấy Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm chiếc rôn roi kia, lập tức khinh bỉ, đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy, như thế nào đi nữa, người ta cũng không thể nào là đến đón cậu. Lúc này có một người từ trên rôn roi đi xuống, chính là Phùng Diệp Thân mặc Âu phục đắt đỏ, anh ta nghĩ đến hôm nay Lâm Thanh Diện đến, nhất định phải long trọng một chút, nên đã mặc bộ quần áo đắt đỏ nhất của mình. Lễ ra giờ này Lâm Thanh Diện cũng đã đến huyện Ngọc Biển rồi, Phùng Diệp Thần quét mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng bên cạnh một chiếc po sơ, hai mắt lập tức lóe sáng, vội vàng đi về phía bên đó. Ngài Phùng Đí đi về phía chúng ta sao? Hứa Bích Hoài lên tiếng nói một câu. Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên cũng vô cùng kinh ngạc, không biết vì sao Phùng Diệp Thần lại đi về phía bọn họ. Chỉ có Lâm Thanh Diện biết, Phùng Diệp Thần đang đi về phía anh, nhưng anh cũng không muốn rêu rao như vậy, vì thế nhíu mày lại. Vân Xuyên, chẳng lẽ ngài Phùng đến thì anh, bỗng nhiên tống lộ tử nói. Đường Vân Xuyên lập tức vui mừng trả lời, cũng có thể lắm, chẳng lẽ anh ta muốn giới thiệu anh trước mặt nhân vật quan trọng kia, như vậy chẳng phải anh sẽ có cơ hội lên như diều gặp gió sao? Tống lộ tử vui mừng kêu lên một tiếng, lại nói, Vân Quyên, em thấy có thể lắm, nếu không sao lúc nãy ngày phùng lại đi về phía chúng ta chứ chắc chắn anh ta thấy anh cũng ở nơi này nếu muốn cho anh làm quen với nhân vật quan trọng kia đường vân xuyên cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi trước đây thái độ của phùng diệp thần đối với anh ta cũng không khác gì với nhân viên khác anh ta cũng không ngờ hôm nay phùng diệp thần sẽ coi trọng anh ta điều này khiến anh ta có cảm giác được yêu ái mà lo sợ ngay khi phùng diệp thần sắp đi đến chỗ đám người lâm thanh diện Đường Vân Xuyên đã sẵn sàng bước lên chào hỏi Phùng Diệt Thần. Lúc này Lâm Thanh Diện chừng mắt lườm Phùng Diệt Thần ra hiệu anh ta không được đến đây. Phùng Diệt Thần lập tức dừng ngay tại chỗ. Anh ta không biết mình sai ở chỗ nào mà nhìn Lâm Thanh Diện, vốn tưởng rằng Lâm Thanh Diện sẽ vui vẻ vì anh ta đến đón, bây giờ xem ra dường như Lâm Thanh Diện hơi không vui. Anh ta nhớ đến Lâm Thanh Diện luôn rất khiêm tốn, hơn nữa cũng nói với anh ta là không được đi đón anh. Anh ta cho rằng Lâm Thanh Diện tức giận rồi. Sau lưng lập tức dịn ra đầy mồ hôi lạnh. Lâm Thanh Diện lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn cho Phùng Diệp Thần. "Đừng đến đây, tôi sẽ gặp anh sau, anh về trước đi." Phùng Diệp Thần nghe thấy điện thoại di động vang lên, lập tức lấy ra liếc mắt nhìn, sau đó không nói hai lời mà bước trở về phía chiếc Rolls-Royce, sau khi ngồi lên xe, lái Rolls-Royce sang bên cạnh. "Anh Diệt, anh lái xe đi trước đi, nếu không đợi lát nữa bên này đông người, xe của anh không lái đi được." Phùng Diệp Thần gửi một tin nhắn cho Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng này, cô rất chắc chắn, sau khi Lâm Thanh Diện lấy điện thoại di động ra thì Phùng Diệp Thần chạy về trong xe, hơn nữa Phùng Diệp Thần cũng xem điện thoại di động, chẳng lẽ vừa rồi Lâm Thanh Diện gửi tin nhắn cho Phùng Diệp Thần. Trong lòng Hứa Bích Hoài cực kỳ kinh ngạc, nếu thật sự là thế, vậy chứng tỏ người hôm nay Phùng Diệp Thần đón tiếp chính là Lâm Thanh Diện. Trên mặt Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên ỏ rõ vẻ kỳ lạ, không biết sao Phùng Diệp Thần mới đi được nửa đường mà lại chạy trở về rồi. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn hứa Bích Hoài, lên tiếng nói, lên xe đi. Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, mở cửa xe ngồi vào trong, sau đó lại gọi Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa đi vào trong xe. Lâm Thanh Diện nhìn Tống Lộ Tử và đường Vân Xuyên, lên tiếng nói, bây giờ không có người chặn, các anh cũng mau lái xe đi, nếu không chờ lát nữa lại không đi được rồi. Tống Lộ Tử lập tức trừng mắt, cất lời. Lâm Thanh Diện, cậu điên rồi, đây chính là ngài phùng bày ra để tiếp đón nhân vật quan trọng, cậu dám đi ra từ chỗ này sao? Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, đường này là đường chung, không có quy định nào nói chỉ bọn họ mới được đi. Nói xong, Lâm Thanh Diện ngồi vào trong xe, nổ máy, lái về phía trước. Tống Lộ Tử còn muốn ngăn cản, đường Vân Xuyên kéo tay cô ta cười nói, là cậu ta tự tìm đường chết, cứ để cậu ta đi đi, em cũng không phải không biết thủ đoạn của ngài Phùng, chờ lát nữa xe của bọn họ đi qua, chắc chắn Ngài Phùng sẽ đập xe của cậu ta, đến lúc đó chỉ có cậu ta phải khóc. Tống lộ tử nghĩ thâm đúng là như vậy, bèn cười lạnh nhìn xe lâm thanh diện lái về phía trước. Hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa ngồi trong xe cũng hơi sợ, không ngờ Lâm Thanh Diện lại muốn đi trên con đường người ta dẹp ra, đây không phải là gây phiền phức cho người ta sao. Lâm Thanh Diện, cậu làm gì vậy, mau mau dừng lại, đường này không phải dẹp ra cho cậu, lát nữa người ta tìm đến, chúng ta sẽ gặp phiên phức Tống Huyền Khanh hô lên. Lâm Thanh Diện mỉm cười lên tiếng, chắc sẽ không có chuyện gì đâu, dù sao bây giờ cũng không có xe nào đi qua. Tống Huyền Khanh lập tức nóng ruột, chửi âm lên, Lâm Thanh Diện, cậu muốn chết cũng đừng mang theo bọn tôi, cậu mau dừng xe cho tôi, tôi muốn đi xuống. Anh rể, anh cũng trâu bò quá, đây chính là ngài phùng dẹp đường đấy, Tống uy cũng hơi sợ hãi. Hứa Bích Hoài quay đầu liếc nhìn ba người Tống Huyền Khanh, lên tiếng nói nghe thanh diện đi chúng ta đi qua chỗ này chắc sẽ không có vấn đề gì đâu sao con biết đây chính là nhân vật lớn của huyện ngọc biển đấy người ta chịu cho chúng ta đi qua sao tống huyền khanh khó hiểu hỏi hứa bích hoài cũng không biết phải giải thích với tống huyền khanh như thế nào nói một câu con tin lâm thanh diện lâm thanh diện mỉm cười đạp chân ga một cái chạy băng băng xuyên qua con đường này sau khi nhìn thấy người của ngài Phùng vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, phảng phất như đường này chính là dẹp ra cho bọn họ vậy, trên mặt Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều chứa đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ nhân vật lớn của huyện Ngọc Điền này lại hiền lành thế sao, vậy mà không gây phiền phức cho chúng ta? Hứa Quốc Hoa lên tiếng nói. Chắc là vậy, Lâm Thanh Diện, lần này cậu may mắn, người ta không gây phiền toái cho chúng ta, nếu lần sau cậu còn như vậy, sau này cậu cũng đừng hòng chạm vào xe nữa. Tống Huyền Khanh thấy không có chuyện gì thì yên tâm, chỉ nói thầm hai câu. Chờ mà xem, chắc chắn lát nữa người của ngài Phùng sẽ xông lên đập xe của bọn họ, Đường Vân Xuyên cười lạnh nói. Tống Lộ Tử cũng mong đợi nhìn xem. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện, xe của Lâm Thanh Diện lái qua chiếc Rolls-Royce của Phùng Diệp Thần, cũng không ai xông lên đập xe của bọn họ. Trái lại sau khi xe của Lâm Thanh Diện đi rồi, Phùng Diệp Thần lại từ trong xe đi xuống, đưa mắt nhìn xe của Lâm Thanh Diện rời đi. Trên mặt hai người cực kỳ sợ hãi, điều này không phù hợp với tác phong của ngài Phùng chút nào, lại cứ để cho xe của Lâm Thanh Diện đi qua như vậy. Hơn nữa Phùng Diệp Thần còn chờ đến khi xe của Lâm Thanh Diện đi xa mới lên xe, mang theo đội xe mô tô của mình rời khỏi nơi này. Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên nhìn đoàn người đang chen chúc trên con đường trước mặt, đều ngây ngẩn cả người, bây giờ bọn họ muốn đi cũng chỉ có thể nhích từng chút từng chút một ra ngoài. Tống Lộ Tử tức nghiến răng nghiến lợi, hô lên một câu sao đám người này lại may mắn như vậy chứ thế mà ngài phùng lại không trừng trị bọn họ đường vân xuyên hừ lạnh một tiếng cất lời chắc chắn lúc ấy ngài phùng nhìn thấy bọn họ ở cùng một chỗ với anh cho là bọn họ có quan hệ tốt với anh nên mới tha cho bọn họ tống lộ tử lập tức gật đầu đáp lời chắc chắc là như vậy bọn họ thật là không biết xấu hổ nếu không phải có anh chắc chắn xe của bọn họ đã bị đập rồi quên đi dù sao bọn họ cũng là họ hàng của em ngày sau ngài phùng có hỏi đến anh sẽ xử lý nhưng nếu sau này bọn họ còn dám ỉ vào mặt mũi của anh mà làm sằng làm bậy anh sẽ không để ý đến việc bọn họ là họ hàng của em nữa đường vân xuyên bĩu môi nói vân xuyên anh thật là rộng lượng lần sau bọn họ còn như vậy anh cứ để ngài phùng trừng trị bọn họ không cần phải để ý đến bọn họ có phải họ hàng của em hay không trên mặt tống lộ tử cực kỳ sùng bái nhìn đường vân xuyên sau đó hai người cùng nhau đi lên chiếc xe bên cạnh nhích từng chút từng chút một ra khỏi đoạn đường này. chương 182, nhà tôi ở chính là biệt thự. Khi đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử chậm chạp trở về, một nhà Tông Huyền Khanh đã đi đến nhà cổ của nhà họ Tống thăm hỏi Tống Nguyên Vấn, ba của Tống Huyền Khanh. Đối với việc Tống Huyền Khanh về nhà ngoại Tống Nguyên Vấn cũng không vui mừng lắm, từ trước đến nay ông ta vẫn luôn không quan tâm đến đứa con gái này của mình. Hơn nữa Tống Huyền Khanh gả cho hứa quốc hoa, một người không có địa vị gì ở nhà họ hứa mà Tống Huyền Khanh còn dẫn theo Lâm Thanh Diện trở về, khiến cho Tống Nguyên vẫn cảm thấy hơi xui xẻo, vì vậy sau khi nói qua loa vài câu với bọn họ thì để bọn họ rời đi. Mặc dù nhà cổ của nhà họ Tống vẫn còn chỗ ở, nhưng Tống Nguyên vẫn không muốn cho bọn họ đến làm phiền mình, nên sắp xếp một nhà Tống Nguyên Khanh ở nhà Tống Quốc Lương. Tống Quốc Lương và Triệu Liên mới mua một căn biệt thự nhỏ hai tầng, vừa sửa sang xong chưa được bao lâu, hai người ước gì một nhà Tống Huyền Khanh vào nhà mình ở, như vậy bọn họ có thể khoe khoang nhà mới của mình rồi. Tống Uy quay về huyện Ngọc Điền, tất nhiên là trở về nhà mình, nhưng Triệu Liên bảo anh ta trở về nói với ba mẹ anh ta. Buổi tối cùng đến ăn một bữa cơm, đón gió tẩy chân cho một nhà Tống Huyền Khanh. Bên trong biệt thự nhỏ của nhà Triệu Liên, Triệu Liên đang vô cùng đắc ý giới thiệu nhà mình cho gia đình Tống Huyền Khanh. Ở huyện Ngọc Điền căn biệt thự nhỏ này của nhà chỉ cũng được coi là cao cấp nhất rồi. Lúc trước vẫn là Vân Xuyên nhờ vào quan hệ với Ngài Phùng mới mua được, nếu không các em đến còn không có chỗ ở đâu, Triệu Liên cười nói. Tống Huyền Khanh nghĩ thầm biệt thự nhỏ này còn kém xa biệt thự nhà bà, nhưng mà bây giờ ở nhà người ta, bà cũng không tiện tranh cãi với Triệu Liên nên vẫn luôn mỉm cười gật đầu. Triệu Liên thấy Tống Huyền Khanh không tranh cãi cùng mình, trong lòng lập tức cười lạnh, nghĩ thầm nếu như nhà Tống Huyền Khanh thật sự ở biệt thự, lấy tính cách của Tống Huyền Khanh, chắc chắn đã sớm ba hoa chích trè rồi. Bây giờ xem ra, nhà bà vốn dĩ không ở trong biệt thự. Chỉ là hôm nay một nhà Tống Huyền Khanh lái chiếc xe kia lại khiến bà ta ghen ghét, thoạt nhìn rõ ràng chiếc xe đó còn tốt hơn Audi của Đường Vân Xuyên, chỉ là bà và Tống Quốc Lương đều không nhận ra, cũng không biết giá trị của chiếc xe đó. Một lát sau, Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử về đến nhà, nhìn thấy cả nhà Tống Huyền Khanh thoải mái ngồi trong nhà mình, Tống Lộ Tử lập tức khó chịu. Triệu Liên nhìn thấy Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên hì lên tiếng hỏi: Lộ Tử, không phải các con đi đón mấy người nhà cô à? Sao bọn họ trở về lâu vậy rồi mà bây giờ các con mới trở về? Tống Lộ Tử tức giận ngồi xuống bên cạnh Triệu Liên, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, trong mắt chứa đầy oán hận. Chuyện này mẹ phải hỏi Hứa Bích Hoài và tên ăn hại Lâm Thanh Diện này ý. Mẹ, mẹ không biết đâu. Hôm nay ngài Phùng cũng đi đến trạm xe đón người, hơn nữa còn đặc biệt dùng xe mô tô dẹp đường. Vân Xuyên nói là muốn tiếp đón nhân vật quan trọng, kết quả tên não tàn lâm thanh diện này nhân cơ hội lái xe đi qua đường ngài phùng đã dẹp sẵn, muốn ngăn cũng không được, Tống Lộ Tử lên tiếng nói. Triệu Liên và Tống Quốc Lương nghe thấy lập tức mở to hai mắt, Triệu Liên vội vàng quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diệt, mắng cậu cái đồ ăn hại, cậu là ngu thật hay ngu giả, đường mà ngài Phùng đẹp ra cậu cũng dám đi, nếu như ngài Phùng truy cứu chuyện này, một nhà các cậu đừng mong về Hồng Thành nữa. Tống Huyền Khanh tái mặt, không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy, cũng u oán liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Chẳng phải không xảy ra chuyện gì sao, chắc là Ngài Phùng kia sẽ không truy cứu đâu, Lâm Thanh Diện thở ơ nói. Cậu còn có mặt mũi nói lời này, hôm nay nếu không phải có Vân Xuyên, cậu cho rằng các cậu còn có thể yên tâm ngồi ở đây sao? Sở dĩ Ngài Phùng không truy cứu, còn không phải nể mặt Vân Xuyên sao, cậu không cảm ơn thì thôi đi, lại còn nói ra những lời không biết xấu hổ này, tống lộ tử lập tức giống lên với Lâm Thanh Diện. Đường Vân Xuyên cũng khinh bỉ liếc nhìn Lâm Thanh Diệt, lên tiếng nói, lộ tử, đừng tức giận với loại người này, không đáng, cùng lắm thì lân sau anh nói rõ ràng với Ngài Phùng, chúng ta không có quan hệ gì với đồ ăn hại này. Lâm Thanh Diệt nhất thời giờ khóc dở cười, không ngờ hai người bọn họ còn cho rằng Phùng Diệt Thần không gây phiền toái là vì nể mặt đường Vân Xuyên. Triệu Liên và Tống Quốc Lương cũng khó chịu liếc nhìn Lâm Thanh Diệt, Triệu Liên lên tiếng nói, Huyền Khanh, đứa con rể ăn hại này của em thật đúng là không biết xấu hổ hưởng cái ánh sáng của vân xuyên thì thôi đi lại còn không thèm nói một câu cảm ơn mất mặt quá tống huyền khanh lập tức trừng lâm thanh diện quát lâm thanh diện cậu còn không mau cảm ơn vân xuyên nhà người ta cậu câm à lâm thanh diện lắc đầu nói việc này cũng không có liên quan gì đến anh ta con cũng không cần phải nói lời cảm ơn với anh ta triệu liên lập tức đứng dậy chỉ thẳng vào mũi lâm thanh diện mắng, cậu cái đồ không biết xấu hổ, cậu còn dám nói lời như thế này, cậu cho rằng cậu là cái thá gì chứ, hôm nay nếu cậu không nói cảm ơn với Vân Xuyên, vậy cậu cút ra ngoài cho tôi, đừng mong ở trong nhà chúng tôi. Vậy tôi ra ngoài ở, Lâm Thanh Diện lập tức đứng dậy. Anh đang cảm thấy người một nhà triệu liên phiên lắm đấy, đúng lúc ra ngoài có thể yên tĩnh chút, hơn nữa anh còn phải đi gặp mặt phùng diệt thần, vừa vặn mượn cơ hội này rời đi. Bỏ đi, không ngờ đồ vô dụng nhà cậu còn cứng đầu lắm vậy cậu mau cút khỏi nhà tôi xem cậu ra ngoài rồi ở đâu tống lộ tử bĩu môi nói hứa bích hoài không ngờ vừa đến huyện ngọc điền đã cãi nhau căng thẳng với nhà tống lộ tử như vậy đứng dậy nói thanh diện có lẽ bên ngoài không thoải mái bằng trong nhà hay là lâm thanh diện mỉm cười nói không sao anh ra ngoài tìm một khách sạn đúng lúc anh cũng có ít việc hứa bích hoài thấy lâm thanh diện nói như vậy đành phải gật đầu nói, vậy em tiến anh xuống dưới. Lâm Thanh Diện không từ chối, hai người cùng nhau đi ra khỏi biệt thự nhỏ của gia đình Tống Lộ Tử. Trong lòng Tống Huyên khanh mắng Lâm Thanh Diện vài câu, sau lại quay đầu nhìn Tống Lộ Tử cất lời, Lộ Tử, Lâm Thanh Diện là tên ăn hại mặt dày mày dạn, cháu cũng đừng chấp nhặt với nó nữa. Hừ, cậu ta mặt dày mày dạn, hứa bích hoài cũng không tốt lành gì, hai người bọn họ đều không phải là thứ tốt lành, Tống Lộ Tử thâm nói sắc mặt Tống Huyên Khanh lập tức trở nên khó coi, nghĩ thầm cô là cái thá gì chứ, lại còn dám nói con gái của tôi, nếu không phải hôm nay ở nhà cô, bà đây đã sớm trở mặt với cô rồi. Dưới nhà, hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện cùng đi. Hôm nay ngài phùng kia dẹp đường là đặc biệt đến đón anh sao? Hứa Bích Hoài cất lời hỏi. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn hứa Bích Hoài, cười nói, bà xã của anh thật thông minh. Hứa Bích Hoài lập giơ tay ra véo một cái lên cánh tay Lâm Thanh Diện, nói: "Ba Hoa. Người nhà mẹ em bên này đều như vậy, anh đừng để trong lòng." Hứa Bích Hoài lại an ủi: "Yên tâm đi, anh vốn không để lời bọn họ ở trong lòng, anh là cảm thấy ở bên ngoài tiện hơn, em có muốn ở cùng anh không?" Lâm Thanh Diện nói: "Em vẫn ở chỗ này đã, như thế nào đi nữa, bọn họ cũng là họ hàng, căng thẳng quá cũng không tốt lắm." Hứa Bích Hoài trả lời. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu dừng lại một lát rồi nói em đi lên đi đừng ra bên ngoài chờ lát nữa không phải mọi người còn đi ăn cơm sao có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh hứa bích hoài gật đầu sau đó hỏi vậy bây giờ anh muốn đi gặp ngài phùng kia sao lâm thanh diện ừ một tiếng hứa bích hoài do dự một lát sau đó lên tiếng không được phép ăn chơi đàng điếm không được phép ăn cơm uống rượu cùng những người phụ nữ khác nếu ngài phùng kia sắp xếp cho anh anh cũng không được đồng ý nếu không nếu không em Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ đáng yêu này của hứa Bích Hoài, lập tức kéo cô vào trong ngực, cười nói yên tâm đi, trong mắt anh chỉ có một mình em, sẽ không làm chuyện có lỗi với em. Lúc này hứa Bích Hoài mới yên tâm, xoay người đi lên tầng, đừng đừng làm như vậy nhữ nhén làm như vậy nhữ nhé. Lâm Thanh Diện nhìn hứa Bích Hoài lên tầng xong mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Phùng Diệp Thần. Chỉ trong chốc lát, chiếc Rolls Royce duy nhất của huyện Ngọc Điền dừng tại cửa khu chung cư của Triệu Liên, Lâm Thanh Diện ngồi lên rời khỏi nơi này. Anh Diện, chúng ta đi nhà hàng Húc Phong đi, đó là nhà hàng tốt nhất huyện Ngọc Điền, nơi đó em có phòng bao tốt nhất, em phải chiêu đãi anh một bữa lớn, Phùng Diệt Thần cười nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, đối với anh thì đi đâu cũng giống nhau. Trạng vạng tối, gia đình Triệu Liên, gia đình Tống Uy và gia đình Tống Huyền Khanh đi đến trước cửa nhà hàng Húc Phong. Đường Vân Xuyên đi ở phía trước cười nói, tôi đã đặt phòng bao ở nơi này, Nhà hàng Húc Phong là nhà hàng tốt nhất huyện Ngọc Điền, phòng bao ở nơi này người bình thường muốn đặt cũng không được, tôi cũng là dựa vào quan hệ với ngài phùng mới đặt được một phòng bao kia. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ khâm phục nhìn Đường Vân Xuyên, cảm thấy trong thế hệ trẻ tuổi, quả thật Đường Vân Xuyên cũng coi như là một người xuất sắc. Vân Xuyên thật lợi hại quá, phòng bao của nhà hàng Húc Phong cũng có thể lấy được, trước đây chúng tôi muốn đến nơi này ăn cơm, căn bản xếp hàng cũng không được đâu. Đúng vậy, chúng ta cũng là hưởng cái ánh sáng của Vân Xuyên mới có thể đến nơi này ăn một bữa cơm. Lộ tử tìm được người bạn trai như Vân Xuyên, thật sự là may mắn tu tám kiếp. Lúc này Tống Uy tỏ vẻ kỳ lạ liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Lâm Thanh Diệt, bèn hỏi một câu, anh rể tôi đâu, sao anh ấy không đến? Đừng nhắc đến đồ ăn hại kia với chị, đồ không biết tốt xấu, không xứng ngồi chung một chỗ ăn cơm với chúng ta, Tống Lộ Tử lập tức nói. Chị nói cái gì đó, anh rể tôi rất lợi hại đấy lợi hại hơn người bạn trai này của chị sau này chị ít nói anh ấy là đồ ăn hại đi tống uy lập tức nóng giận tống lộ tử lập tức trừng mắt nhìn lên tiếng nói tống uy sao bây giờ cậu lại đứng về phía người ngoài như vậy chứ đồ ăn hại lâm thanh diện đó thì có gì lợi hại nếu không phải có vân xuyên cậu ta đã sớm xong đời rồi nói xong tống lộ tử thêm mắm dặm muối kể lại chuyện xảy ra khi bọn họ đi đón gia đình tống huyền khanh sau khi ba mẹ Tống Uy nghe xong, lập tức nói, "Nói đúng lắm, không có Vân Xuyên, không chừng ngài Phùng đã tìm đến tận cửa rồi. Tiểu Uy, sau này không cho phép nói giúp đồ ăn hại kia nữa." Tiểu Uy nhếch miệng, không hề cảm thấy ngài Phùng không tìm bọn họ gây chuyện là vì Đường Vân Xuyên, nhưng anh ta cũng không thèm để ý đến Tống Lộ Tử, không nói thêm nữa. Người ba nhà cùng nhau tiến vào nhà hàng Húc Phong, đi đến phòng bao mà Đường Vân Xuyên đã đặt trước kia, sau khi ngồi xuống, đường vân xuyên cầm menu đến đưa cho tống huyền khanh nói gọi món ăn đi đừng khách khí hôm nay tôi mời khách tống huyền khanh liếc mắt nhìn đồ ăn trên menu phát hiện giá cả không rẻ nhưng cũng không tính là đắt lắm triệu liên cười nói huyền khanh chắc chắn gia đình các em chưa từng đến nhà hàng cao cấp như vậy ăn cơm đâu nhỉ xem đồ ăn trên menu đi đừng ngại đắt cứ gọi tự nhiên tống huyền khanh lập tức trả lời sao ở đây còn coi là đắt chứ giá này ở Hồng Thành cũng bình thường thôi. Triệu Liên lập tức lạnh mặt, trả lời, Huyền Khanh, em cũng đừng giả làm người giàu có, nhà các em có tên ăn hại lâm thanh diện kia, chỉ sợ bình thường còn rất ít khi ăn thịt, em lại còn nói món ăn ở đây không đắt. Tống Huyền Khanh cười ha ha, lại nói, đừng nhìn lâm thanh diện là đồ ăn hại, thằng nhóc kia có tiền lắm. Cậu ta còn dẫn chúng tôi đến không ít nhà hàng cao cấp ăn cơm, đều tốt hơn so với nơi này của các chị. Tất nhiên Triệu Liên tỏ ra không tin, lên tiếng nói em nhìn xem lại bắt đầu khoác lác rồi cũng đã nhiều năm như vậy em vẫn không bỏ được tật xấu khoác lác này hơn nữa em lại còn nói lâm thanh diện có tiền cái này ai tin chứ tống huyền khanh lập tức trừng mắt không ngờ bọn họ lại cảm thấy mình đang khoác lác lúc này mẹ tống huy lên tiếng hỏi huyền khanh không phải các chị ở biệt thự à sau khi em gọi điện thoại cho tiểu huy nó nói nó đang ở nhà bạn có phải biệt thự của các chị nhỏ quá thêm một người cũng không ở nổi sau đó người hai nhà đều phì cười nhà tôi ở chính là biệt thự tiểu uy cháu nói với mẹ cháu một chút cô cũng không cần phải khoác lác việc này làm gì sắc mặt tống huyền khanh rất khó coi Tống uy gật đầu nói cô nói không sai nhà họ quả đúng thật là biệt thự anh đang làm gì thế hơn nữa còn là biệt thự tốt nhất hông thành mẹ tống uy lập tức lườm anh ta một cái cất lời tiểu uy sao con cũng hùa theo bọn họ lừa gạt chúng ta chứ nếu nhà chị ấy ở biệt thự con có thể đến nhà bạn con ở sao? Mẹ, đó là con chơi game cùng bạn, chỗ ở của bạn con cũng là biệt thự, nhưng không tốt bằng nhà cô. Nói xong, Tống Uy lấy điện thoại di động ra, mở video và ảnh chụp mà hôm nay trước khi về anh ta quay chụp cho mọi người đang ngồi ở đây xem. Con còn cố ý quay video và chụp ảnh đây, mọi người có thể nói biệt thự này không tốt sao? Cả đám người nhìn video và ảnh chụp xong thì lập tức im bặt. Sắc mặt Triệu Liên và Tống Lộ Tử rất khó coi, Hai người vốn còn cho rằng biệt thự nhỏ của nhà mình rất tốt rồi, nhưng vừa nhìn thấy biệt thự của nhà Tống Huyền Khanh, trong nháy mắt không còn cảm thấy biệt thự nhỏ có gì tốt nữa. "Thôi đi, ai biết có phải cậu quay chụp nhà khác hay không?" Tống Lộ Tử lẩm bẩm một câu. "Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, mau gọi món ăn đi." Tống Quốc Lương cao mày nói. Ngay lúc này, cửa phòng bao bị người đẩy ra, mấy người hùng hổ đi vào. "Chương 183, đó là vợ của tôi." các người đi ra ngoài hết cho tôi hôm nay chúng tôi muốn ăn cơm ở đây lát nữa các người đến sau đi người đàn ông đi đầu nói ba người ngồi trên bàn đều sửng sốt không ngờ còn chưa kịp gọi đồ ăn lại có người đến kêu bọn họ ra ngoài rồi tất cả mọi người đều nhìn về phía đường vân xuyên anh ta cũng mang vẻ mặt nghi ngờ không biết đây là chuyện gì các người điếc hết rồi hả không nghe thấy ông đây nói gì sao mau đi ra ngoài hôm nay chúng tôi dành cái phòng này rồi Người đàn ông kia mất kiên nhẫn nói. Đường Vân Xuyên đứng lên nhìn về phía nhân viên phục vụ bên cạnh, cất tiếng hỏi, có chuyện gì thế? Phòng này là tôi đặt mà, bọn họ có ý gì? Nhân viên phục vụ xấu hổ đáp, là thế này, mấy anh đây là khách quen chỗ chúng tôi, phòng bao hôm nay đã đặt hết rồi, nhưng bọn họ không muốn đi nơi khác, cho nên cho nên muốn giành phòng bao của chúng tôi. Đường Vân Xuyên nhíu mày. Thưa ngài, mấy anh này nhân viên bán hàng cũng tỏ vẻ khó xử nhưng anh ta không dám chọc mấy người này người đàn ông kia kéo nhân viên phục vụ ra sau lưng sau đó trừng đường vân xuyên một cái mẹ nó cho cậu hay ông đây là người buôn bán ngọc lớn thứ hai ở huyện ngọc điền đấy trong huyện ngọc điền ông đây muốn ăn cơm ở đâu còn ai dám ngăn cản sao cậu mau dẫn những người này đi nếu không đừng trách tôi không khách sáo đường vân xuyên lập tức trợn mắt nói tôi còn là người của phùng ra đây anh bán ngọc lớn thứ hai thì sao chẳng lẽ anh còn dám chống lại Phùng Gia à? Người nọ nghe thấy lời của Đường Vân Xuyên thì khí thế lập tức giảm đi không ít, ở huyện Ngọc Điền, thật sự không có ai dám chống lại Phùng Gia cả. Anh ta nghi ngờ nhìn chăm chăm Đường Vân Xuyên, sau đó hỏi, cậu thật sự là người của Phùng Gia sao? Đường Vân Xuyên ngẩng đầu ưỡn ngực, không sai, tốt nhất anh mau nói xin lỗi tôi, nếu không để Phùng Gia biết, có lẽ anh không chịu nổi đâu. Đúng vậy, Vân Xuyên chính là người của Phùng Gia đấy, các người nghĩ mình là ai mà dám đến giành phòng bao với chúng tôi? triệu liên thấy bọn họ bị tên tuổi của phùng gia dọa sợ thì cũng kiêu căng hơn. người đàn ông kia nhìn thoáng qua triệu liên, sau đó lại nhìn về phía đường vân xuyên. mấy thuộc hạ của phùng gia tôi đều quen hết, sao tôi chưa từng gặp cậu vậy? đường vân xuyên lập tức trở nên hơi xấu hổ. tuy anh ta là trợ lý của phùng diệt thần, nhưng trên cơ bản là không gặp được anh ta. Phùng Diệt Thần cũng chỉ để anh ta xử lý một vài việc của công ty. Bình thường những chuyện ra ngoài xã giao, tiếp đãi khách hàng đều không đến lượt anh ta, cho nên mấy người này không quen Đường Vân Xuyên cũng rất bình thường. Chẳng lẽ tất cả cấp dưới của Phùng gia đều phải để anh làm quen một chút à? Tôi khuyên anh tốt nhất nên xin lỗi tôi ngay, nếu không tôi gọi điện thoại cho Phùng gia thì mấy người các anh sẽ không chạy được đâu. Đường Vân Xuyên hùng hổ nói. Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng vậy tôi sẽ ở đây nhìn cậu gọi điện thoại cho Phùng Gia. Nếu cậu gọi được, mấy anh đây sẽ xin lỗi các cậu. Nếu cậu không gọi được, vậy cũng đừng trách tôi không khách sáo. Tống Lộ Tử nhìn bọn họ bĩu môi, hừ, lại còn dám nghi ngờ bạn trai tôi. đợi đến lúc Phùng Gia đến đây thì các người chết chắc. Ha ha, nếu hôm nay cậu ta không kêu được Phùng Gia đến thì ông đây sẽ dẫn cô về cho các anh em của tôi lần lượt chơi. Người đàn ông kia bị ổi nhìn chằm chằm Tống Lộ Tử nói một câu. Tống Lộ Tử lập tức chán ghét nhìn thoáng qua bọn họ, không dám nói tiếp nữa. Đường Vân Xuyên lấy điện thoại của mình ra, anh ta cảm thấy mình không nuốt trôi được cơn tức này, hôm nay phải cho mấy người này bị trừng trị mới được. Tống Uy nhìn chằm chằm Đường Vân Xuyên, cảm thấy không đáng tin lắm, bèn quay đầu nói với Hứa Bích Hoài chị, chị nói một tiếng với anh rể em đi, đừng để lát nữa lại xảy ra chuyện. Hứa Bích Hoài ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu. Triệu Liên nghe thấy lời của Tống Uy thì trâm trọng. Anh nói với tên vô dụng kia thì có tác dụng gì? Vân Xuyên gọi cho Phùng ra một cuộc điện thoại là không sao rồi. Cho dù tên vô dụng kia có đến đây, chẳng lẽ còn có thể đuổi những người này đi giúp chúng ta sao? Tống Uy không thèm quan tâm đến cô ta, gửi một tin nhắn cho Lâm Thanh Diện. Anh rể, tụi em gặp chút chuyện ở nhà hàng Húc Phong, có người tìm đến gây chuyện. Anh có thể giải quyết giúp chúng em không? Anh cũng ở nhà hàng Húc Phong, em ở phòng bao nào? Lâm Thanh Diện trả lời, mắt Tống Uy lập tức sáng lên. Không ngờ Lâm Thanh Diện cũng ở trong nhà hàng Húc Phong, chắc chắn anh có thể dẹp phiền phức này giúp bọn họ. Anh ta lập tức nói tên phòng bao ra, còn nói chi tiết mọi chuyện cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bèn trả lời một câu, đừng lo lắng, anh cho người đi giải quyết một chút. Đường Vân Xuyên gọi điện thoại cho Phùng Diệt Thần, nói thật trong lòng anh ta vẫn có hơi lo lắng. Dù sao trước kia anh ta cũng chưa từng nhờ vào Phùng Diệt Thần cũng không biết Phùng Diệp Thân có thể giúp mình không. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt nguồn, đường Vân Xuyên nghe thấy âm thanh vang lên trong điện thoại thì cứng đờ người, mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy ra. Anh ta không ngờ Phùng Diệp Thần lại tắt điện thoại. Lúc này Phùng Diệp Thần đang ngồi uống rượu với Lâm Thanh Diện trong phòng bao cao cấp nhất ở nhà hàng Húc Phong, vì sợ bị người khác làm phiền nên tắt nguồn. Vợ của tôi ăn cơm ở đây, hình như phòng bao của bọn họ gặp chút phiền phức, anh đi qua xem sao đi, Lâm Thanh Diện nói với Phùng Diệp Thần. Anh ta lập tức đứng lên, lại có người dám gây chuyện với chị dâu của em á, em nhất định không bỏ qua cho bọn họ đâu. Sau đó Lâm Thành Diện và Phùng Diệp Thần bèn cùng nhau đi ra ngoài. Trong phòng bao của hứa Bích Hoài, đường Vân Xuyên sắc mặt cứng nở nhìn chằm chằm mấy người đàn ông trước mặt mình, trong chốc lát không biết làm thế nào. Con mẹ nó cậu có gọi điện thoại được điện thoại chưa, cậu đứng đây cả buổi mà sao không thấy động tĩnh gì thế, người đàn ông kia mất kiên nhẫn nói. Tống lộ tử lập tức đứng lên, chẳng lẽ các anh tưởng rằng bạn trai tôi không gọi điện thoại được cho Phùng ra sao? Tôi khuyên các người nên cút nhanh đi, nếu không đợi Phùng ra đến đây, các người có hối hận cũng đã muộn rồi đấy. Người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng, giành lấy điện thoại của đường Vân Xuyên, phát hiện anh ta hoàn toàn không gọi điện thoại thì lập tức nổi giận. Con mẹ nó, cậu còn gạt tôi à? Người đàn ông kia đánh một bà tai lên mặt đường Vân Xuyên, ném điện thoại của anh ta lên bàn. Tống lộ tử lập tức ngơ ngác, cô ta nhìn chầm chầm điện thoại của đường Vân Xuyên một lúc, phát hiện anh ta hoàn toàn không gọi điện thoại, mà chỉ cầm điện thoại đứng ở đó suốt 5 phút. Vân Xuyên, sao anh không gọi điện thoại cho Phùng ra? Tống lộ tử khó hiểu hỏi. Phùng, Phùng ra tắt máy rồi, hôm nay đúng là xui xẻo, chắc chắn đều tại lâm thanh diện chết tiệt kia, đường Vân Xuyên oán hận che mặt mình. Ba người ngồi trước bàn lập tức luống cuống, bọn họ vốn cho rằng đường Vân Xuyên có thể giải quyết chuyện này, bây giờ mới phát hiện đường Vân Xuyên cũng không lợi hại như bọn họ nghĩ. Mấy người đàn ông kia thấy đường Vân Xuyên hoàn toàn không gọi được phùng ra đến thì đều xông lên đè anh ta lại, hung hăng đánh anh ta một trận. Các người đừng đánh nữa, chúng tôi nhường phòng bao này cho các người còn không được sao, các người mau dừng tay cho tôi. Triệu Liên sốt ruột nói, con mẹ nó, còn dám lừa ông, khi nãy ông đây thật sự cho rằng cậu có thể gọi Phùng ra đến đấy, đánh cậu ta cho tôi. Người đàn ông kia giữ tợn la lên. Lúc này anh ta đưa mắt nhìn sang hứa bích hoài, ánh mắt lập tức sáng ngời, trên mặt nở nụ cười đáng khinh. Cô gái này cũng đẹp đấy, người đàn ông nói, dừng lại hết đi. Đường Vân Xuyên thấy mọi người dừng tay lại thì lập tức lùi về sau hai bước, sờ mặt mình. Cậu lừa tôi, tôi vốn định dạy dỗ cậu một chút, nhưng bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu đồng ý với tôi một điều kiện thì tôi sẽ tha cho cậu. Người đàn ông nói, Đường Vân Xuyên biết bây giờ anh ta không thể đấu với mấy người này, chỉ có thể hỏi một câu, điều kiện gì? Người đàn ông kia duỗi tay chỉ vào hứa bích hoài, cho cô gái này đi theo tôi thì tôi sẽ không so đo với các người nữa, hơn nữa phòng bao này cũng để lại cho các người sử dụng. Hứa bích hoài lập tức nhíu mày, Tống Huyền Khanh cũng lên tiếng, kêu con gái tôi đi với các người Á, không có cửa đâu tống lộ tử đảo mắt nói để hứa bích hoài đi đi chắc chắn mấy anh này cũng sẽ không làm gì cô ta đoán chừng là kêu cô ta đi uống rượu thôi đúng vậy đúng vậy chỉ uống rượu thôi tôi đảm bảo không làm gì khác cả người đàn ông cười xấu xa hứa bích hoài tức giận chừng tống lộ tử vậy sao cô không đi tống lộ tử chừng cô ta người ta nói là cô tôi đi làm gì cô ta nói đúng tôi chỉ cần cô thôi cô ta không đẹp bằng cô Tôi không vừa ý, người đàn ông nói. Tống Lộ Tử như vừa ăn phân vị sô cô la, không biết nên may mắn hay nên tức giận. Tống Uy vội vàng lấy điện thoại quay lại cảnh lúc này, sau đó chia sẻ cho Lâm Thanh Diện, dù sao có liên quan đến hứa Bích Hoài chắc chắn anh sẽ để ý. "Mau lên, các người mau bàn với nhau đi, là để cô gái này đi theo tôi hay để tôi đánh các người một trận, ông đây không có thời gian lãng phí ở đây với các người đâu." Người đàn ông mất kiên nhẫn nói một câu triệu liên lập tức nói để hứa bích ngoài đi theo người đàn ông này còn tống huyền khanh thì không đồng ý hai người lập tức làm âm ý lên lúc hai bên đang tranh cãi một nhân viên phục vụ đi đến nói với người đàn ông kia ông ông anh bên ngoài có người tìm anh ai không có mắt đến tìm tôi lúc này vậy người đàn ông kia mắng một câu nhân viên phục vụ đến gần bên tai người đàn ông nói mấy câu sắc mặt người đàn ông kia lập tức thay đổi cũng không quan tâm chuyện trong phòng nữa mà vội vàng xoay người đi ra ngoài lâm thanh diện và phùng diệp thần đã đứng ngoài phòng bao lâm thanh diện vừa xem video tống uy chia sẻ cho mình thấy người đàn ông kia muốn hứa bích hoài đi theo mình thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo phùng gia anh cũng đến đây sao thật ngại quá nếu biết anh ở đây thì tôi đã chuẩn bị một phần quà lớn cho anh rồi người đàn ông đi ra sau khi nhìn thấy phùng diệp thần thì tươi cười nói phùng diệp thần chừng anh ta lạnh lùng nói tôn nhị cậu to gan thật đấy còn dám đến phòng bao này gây chuyện nữa trái tim tôn nhị đập thịt một tiếng, thầm nghĩ hỏng rồi, chẳng lẽ thằng kia thật sự gọi phùng gia đến sao? phùng gia, tôi thật sự không biết thằng nhóc bên trong là người của anh, tôi lập tức đi xin lỗi cậu ta. tôn nhị vội nói. thằng nhóc bên trong nào? phùng diệc thần khó hiểu nói. thằng nhóc cao gầy đeo mắt kính ấy, cậu ta nói là người của anh, chẳng lẽ không phải cậu ta gọi phùng gia đến sao? tôn nhị hỏi. người của tôi cái gì? tôi đi theo đại ca của tôi đến thôi. Phùng Diệp Thần cũng không biết Tôn Nhị đang nói ai, kêu lên một tiếng. Tôn Nhị giật mình nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện, không ngờ người này lại là đại ca của Phùng Diệp Thần, vậy thì chắc chắn không phải người bình thường. Tôi hỏi anh, có phải khi nãy anh đùa giỡn một cô gái bên trong không? Lâm Thanh Diện hỏi. Tôn Nhị cười đáp, bên trong thật sự có một cô gái rất xinh đẹp, chẳng lẽ đại ca muốn cô gái nào? Tôi lập tức đi kêu cô ta ra đây. Tôn Nhị còn chưa nói xong đã bị Lâm Thanh Diện vào một cái lên mặt, sau đó thì đá vào đúng quần của anh ta, khiến anh ta ngã nhào xuống đất. Người đó là vợ của tôi, Lâm Thanh Diện nói. Sắc mặt Tôn Nhị thay đổi, cũng không rảnh để ý đau đớn trên người mình, vội vàng bò dậy quỳ gối trước mặt Lâm Thanh Diện cầu xin tha thứ. Đại ca, tôi biết lỗi rồi, tôi không biết cô gái bên trong có quan hệ đó với anh, nếu biết thì chắc chắn tôi sẽ không đi vào gây chuyện. Đại ca xin anh tha cho tôi, sau này tôi không dám nữa đâu. Phùng Diệt Thần lại đạp anh ta một cước, mắng con mẹ nó anh đúng là to gan nhỉ, lại còn dám ngấp nghé vợ của đại ca tôi, xem ra không thiến anh đi thì anh sẽ không biết mình mắc lỗi lớn thế nào nhỉ. Phùng ra, tôi biết lỗi rồi, anh xin tha giúp tôi đi, tôi thật sự không biết mà, tôn nhị duỗi tay vào mặt mình, gần như sắp bật khóc. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua anh ta nói, bây giờ đi vào xin lỗi, nếu sau này còn không có mắt như vậy nữa thì không đơn giản là thiến thôi đâu. Tôn nhị vội gật đầu, xoay người chạy vào phòng bao xin lỗi. Anh Diệt, chúng ta cần đi vào chào hỏi không? Phùng Diệt thần hỏi. Lâm Thanh Diệt lắc đầu, người bên nhà mẹ đẻ cô ấy không thích tôi, cũng không cần vào, giải quyết xong phiền phức là được rồi. Phùng Diệt thần gật đầu, trở về phòng bao của bọn họ với Lâm Thanh Diệt. Đúng rồi anh Diệt, em có một người bạn tên sói đen, đợi lát nữa muốn qua đây gặp mặt anh, anh không ngại chứ? Phùng Diệp Thần hỏi. Lâm Thanh Diện lắc đầu không có ý kiến. Trong phòng bao, Tống Huyền Khanh và Triệu Liên còn đang cãi nhau, lúc này Tôn Nhị quay lại, hai người lập tức im lặng. Đường Vân Xuyên căng thẳng, cho rằng Tôn Nhị muốn nổi giận. Hứa Bích Hoài cũng hơi lo lắng, nghĩ có nên gọi điện thoại cho Lâm Thanh Diện không? Còn Tống Uy lại rất thoải mái, vừa thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tôn Nhị thì anh ta đã biết có người chừng trị tên này rồi. Yên tâm đi chị, không sao đâu, Tống Uy cười nói với hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài mím môi, hoàn toàn không yên tâm được. Ngay lúc này, Tôn Nhị quỳ xuống trước mặt hứa Bích Hoài, sau đó dập đầu ba cái thật mạnh, tôi sai rồi, xin lỗi, xin các người tha cho tôi, tôi thật sự không biết quan hệ giữa các người và Phùng Gia. Sau này tôi không dám nữa đâu, chương 184 là Lâm Thanh Diện giải quyết trong phòng mọi người đều ngây dại. Tôn nhị trước đó còn khí thế hung hăng, đột nhiên quỳ xuống khấu đầu, tình hình đảo ngược này làm bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Cái này, đây là tình huống gì thế? Tống quốc lương trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất tôn nhị, nói một câu, không biết, sao ra ngoài một chuyến, lại biến thành người khác, triệu liên mặt cũng đầy nghi ngờ hỏi. Hứa bích hoài nhìn tôn nhị đang dập đầu với mình, cũng giật nảy mình, cô không biết có chuyện gì, nghĩ đến vừa rồi dáng vẻ tống uy luôn bình tĩnh còn khẳng định sẽ không có việc gì cảm thấy anh ta khẳng định biết đây là có chuyện gì quay đầu nhìn tống uy đây là có chuyện gì tống uy đắc ý đưa điện thoại di động của mình cho hứa bích hoài để hứa bích hoài nhìn lịch sử anh ta và lâm thanh diện nói chuyện sau khi xem xong hứa bích hoài hiểu rõ đây là có chuyện gì vừa rồi tôn nhị ra ngoài khẳng định là nhìn thấy lâm thanh diện cho nên sau này trở về mới có chuyển biến lớn như vậy không thể không nói, anh rể của tôi thật lợi hại, đều đến huyện Ngọc Điền của chúng ta, lại còn có thể có bản lãnh lớn như vậy, để tôn nhị dập đầu xin lỗi mình, Tống Uy cười nói. Đường Vân Xuyên vốn còn tưởng rằng tôn nhị sẽ nổi điên lên, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra một tia nghi ngờ. Anh ta nhìn chăm chăm tôn nhị nhìn thoáng qua, thăm dò hỏi, anh không phải mới vừa nãy còn phách lối à, sao ngược lại bây giờ quỳ xuống dập đầu. Tôn Nhị tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía đường Vân Xuyên, xin lỗi nói, anh bạn nhỏ, là tôi có mắt không chồng, vừa rồi đánh cậu, tôi đây xem như là đền tội. Nói xong, Tôn Nhị hung hăng giơ tay lên, tát mình mấy cái. Anh ta cũng không biết Lâm Thanh Diện để tâm, chỉ là hứa bích hoài, bởi vì hứa bích hoài và những người này ăn cơm chung với nhau, anh ta coi là những người này đều là bạn bè của Phùng Gia, cho nên một người cũng không dám đắc tội. Đường Vân Xuyên thấy Tôn Nhị vậy mà cũng đòi đền tội thật, hỏi anh vừa rồi ra ngoài, nhìn thấy Phùng Gia. Tôn Nhị lập tức gật đầu, nói thấy, Phùng Gia cùng bằng hữu của ngài ấy, tôi thật không biết các người lại là bạn của Phùng Gia, nhất là cô gái này, tôi thật biết sai, cô tha thứ tôi đi. Tôn Nhị mặt mũi đầy thành khẩn nhìn hứa bích hoài. Đường Vân Xuyên căn bản không nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Tôn Nhị, chỉ nghe được Phùng Gia tới, trong lòng lập tức nhận định Phùng ra là bởi vì mình mới đến giáo huấn Tôn Nhị. Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm Tôn Nhị, cũng may hôm nay không có xảy ra chuyện gì, Hứa Bích Hoài cũng không làm gì Tôn Nhị, nói một câu với Tôn Nhị, đi, anh đi đi, sau này đừng có lại làm loại chuyện này này là được rồi. Tôn Nhị lập tức gật đầu, sau đó lại dập đầu với Hứa Bích Hoài một cái nữa, tranh thủ thời gian đưa người rời khỏi phòng. Đường Vân Xuyên sắc mặt lập tức trở nên khó coi, anh ta cảm thấy tôn nhị là bởi vì anh ta mới có thể trở nên khách khí như vậy, bây giờ hứa Bích Hoài một bộ cao cao tại thượng để tôn nhị rời đi, không thể nghi ngờ là đoạt danh tiếng của anh ta. Ha ha, Bích Hoài, người thân trong nhà cô cũng thật đúng là cùng một nhà, Tôn Nhị rõ ràng là nể tình tôi, đến nói xin lỗi cô, tôi còn chưa lên tiếng, cô vậy mà để Tôn Nhị đi, đây có phải là quá đề cao bản thân không vậy? Giọng nói Đường Vân Xuyên lạnh lùng. Sau khi hứa Bích Hoài nghe được Đường Vân Xuyên nói, lập tức mở to hai mắt nhìn hỏi ý của anh là phùng gia vì anh mới tới xử lý tôn nhị nếu không thì sao chẳng lẽ lại là mấy người đang ngồi đây còn ai có quan hệ với phùng gia đường vân xuyên mở miệng nhưng mà lúc ấy không phải anh không gọi điện thoại của phùng gia hứa bích hoài hơi nghi ngờ hỏi đường vân xuyên lập tức hơi xấu hổ anh ta cũng không biết sao phùng gia lại biết anh ta ở đây nhưng anh ta thấy phùng gia sẽ chỉ vì anh ta mới có thể tới xử lý tôn nhị ngoại trừ anh ta, người ở đây căn bản không có ai biết Phùng Gia. Nhất định là người của Phùng Gia lúc ấy nhìn thấy tôi đến, bây giờ Tôn Nhị đến đây gây chuyện, bị Phùng Gia biết, Phùng Gia đến hỗ trợ giải quyết, đường Vân Xuyên tự tìm một lý do hợp lý. Tống Lộ Tử sau khi nghe cảm thấy cũng có lý, quay đầu nhìn về phía hứa Bích Hoài, nói có vài người thật tự cho là mình đúng, đứng dưới hào quang của người khác, lại còn ở đây ra vẻ là mình đang giải quyết mọi chuyện, thật sự là buồn cười. Triệu Liên cùng Tống Quốc Lương hai người cũng đều cảm thấy Phùng Gia đến giải quyết chuyện này, là nể mặt Đường Vân Xuyên, đều khinh bỉ nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài. "Bích Hoài, cô nói cô cũng thật là, lần trước cô cùng Lâm Thanh diện dựa hơi Vân Xuyên mới không bị Phùng Gia truy cứu, lần này cô lại dựa hơi Vân Xuyên, cô lại còn thay Vân Xuyên làm chủ, lần này cô không cảm ơn Vân Xuyên sao?" Triệu Liên cũng nói một câu. Hứa Bích Hoài lập tức nhíu mày, đầu tiên không nói cuối cùng là ai đang dựa hơi ai chuyện này vốn là không có quan hệ gì với cô nói đến cuối cùng cô vẫn là người bị hại triệu liên lại còn muốn để cô xin lỗi đường vân xuyên thực sự hơi quá đáng ai nói lần này là dựa hơi anh ta các người vừa rồi không nghe thấy người kia nói chính là bạn bè của phùng gia à chẳng lẽ lại là bạn bè của phùng gia cũng sẽ chạy tới giúp anh ta giải quyết công bằng tông uy bất mãn nói một câu bạn bè của phùng gia lại như thế nào chẳng lẽ bạn của phùng gia tôi không thể quen biết cậu ngược lại giải thích một chút người bạn này của Phùng Gia tại sao lại muốn tới giúp chúng ta? Đường Vân Xuyên cười lạnh nhìn Tống Uy nói. Tống Uy nhếch miệng nói anh không nhìn thấy vừa rồi người kia quỳ lại chị Bích Hoài à, hơn nữa anh ta còn nhắc đến chị Bích Hoài, cho nên chuyện lấy lại công bằng này, khẳng định là anh rể của tôi. Người đang ngồi nghe được Tống Uy nói, đều sửng sốt một chút, lập tức cười nhạo. Tống Lộ Tử nhìn Tống Uy như nhìn một kẻ ngốc, nói Tống Uy, cậu sẽ không phải là bị tên phế vật Lâm Thanh Diện kia tẩy não đấy chứ? cậu bây giờ sao cứ nghĩ đến nói đỡ cho anh ta vậy? Hơn nữa cậu cũng không nghĩ một chút, tên phế vật kia có tư cách gì mà làm bạn của Phùng Gia? cậu cũng đừng ở đây cái chảy cái cối. Tống Quốc Lương cùng triệu liên cũng hơi bất mãn nhìn Tống Uy một chút. trước kia hai nhà bọn họ đều xem thường người nhà Tống Huyền Khanh, bây giờ sau khi Tống Uy đi Hồng Thành một chuyến, vậy mà bắt đầu nói giúp đỡ Lâm Thanh Diện, đây là đối tốt mù quáng với người ngoài. Tống Uy cậu làm sao vậy? Lâm Thanh Diện có bao nhiêu vô dụng đều rõ như ban ngày, cậu nếu như muốn giúp anh ta nói chuyện, cũng không cần đẩy chuyện này về hướng anh ta, anh ta để phùng ra giải quyết chuyện này. Cậu không cảm thấy buồn cười sao? Triệu Liên khó hiểu nói. Tống Quốc Lương cũng nói, đúng vậy, chuyện này rõ ràng chính nể mặt Vân Xuyên mà xử lý, các người thừa nhận Vân Xuyên ưu tú, khó lắm hả? Tống Uy lập tức vừa trừng mắt, nghĩ thầm những người đây nhận định đường Vân Xuyên ưu tú, cũng thật sự là không có ai. Ba mẹ Tống Uy thấy Tống Uy nói như vậy, tranh thủ thời gian chừng anh ta hai mắt, để anh ta đừng nói giúp Lâm Thanh Diện. Tống Uy không chút Phật lòng, Lâm Thanh Diện cường đại anh ta rõ ràng, những người này không nhìn thấy, chỉ là bọn họ quá ngu xuẩn thôi. Thôi thôi, không muốn nói tiếng cảm ơn coi như xong, Bích Hoài, tôi thấy nhà các người sau này vẫn là ít cùng loại này lui tới đi, đều là đô vô ơn, coi như cô giúp bọn họ bọn họ cũng sẽ không cảm kích cô đường vân xuyên lạnh lùng nói tống huyền khanh thật sự là nhìn không được hướng về phía đường vân xuyên giống lên một câu cậu nói ai là đồ vô ơn vậy người ta chính là xin lỗi con gái tôi nếu thật là nể mặt cậu sao không dập đầu với cậu có thể giúp con gái tôi xử lý chuyện này tại sao không thể là lâm thanh diện nói cho các người biết lâm thanh diện bây giờ lợi hại rồi hứa bích hoài sướng sờ cô không nghĩ tới tống huyền khanh sẽ nói giúp lâm thanh diện mặt đầy kinh ngạc. Tống Huyền Khanh cũng là cảm thấy đường vân xuyên người nhà Triệu Liên nói chuyện quá khó nghe, cho nên mới nói như vậy, nếu không bình thường bà ta đương nhiên sẽ không nói giúp Lâm Thanh Diện. Hừ, thật không biết xấu hổ, mạnh mẽ nói tốt cho đô vô dụng như thế, thật không biết các người nghĩ như thế nào, Triệu Liên nhỏ giọng thầm thì một câu. Hứa quốc hoa cao mày, hô, đủ rồi, đừng nói chuyện này nữa được không vậy, chúng ta có ăn cơm hay không? Tất cả mọi người trầm mặc, một hồi lâu, Đường Vân Xuyên mới gọi phục vụ tới, gọi món, ba gia đình kết thúc bữa ăn trong không khí im lặng và khó xử. Ban đêm về đến nhà, Tống Huyền Khanh cũng không có cùng Triệu Liên nói chuyện, rửa mặt xong trở về phòng của mình. Triệu Liên cùng Tống Quốc Lương hai người đều mắng người nhà Tống Huyền Khanh không biết xấu hổ, ở nhà họ lại còn dám có khí thể lớn như thế. Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên hai người cơm nước xong xuôi thì tản bộ dưới lầu, xem ra đều là khá là khó chịu quan hệ nhà các cô thật thân thiết quá đi, không nói câu cảm ơn vậy thì thôi, lại còn nói là dô vô dụng kia giải quyết chuyện ngày hôm nay, thật là khiến người ta im lặng, đường vân xuyên mặt đầy khinh thường nói. Ôi dào, chồng ơi, anh cũng đừng so đo với bọn họ, bọn họ một nhà cứ như vậy, tại Hồng Thành bị khinh bỉ đã quen, về đến nhà, phát tiết với chúng ta, tống lộ tử mở miệng. Em là nói, bọn họ tại Hồng Thành bị khinh bỉ. Nhà bọn họ không phải đều ở biệt thự à? Đường Vân Xuyên hỏi. Gớm, biệt thự cái gì, ai biết Tống Uy làm ra ảnh chụp từ đâu, thật giả cũng không biết đâu. Một nhà bọn họ ở Hồng Thành, căn bản không có tí địa vị, hứa Bích Hoài còn gả cho Lâm Thanh diện tên phế vật này, nghe nói ông cụ bên kia rất xem thường nhà bọn họ, bọn họ nếu có thể ở lại biệt thự cũng thật lạ đấy, Tông Lộ Tử nói. Đường Vân Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói, dạng này mà còn dám khiêu chiến với anh, thật sự là có bệnh, khi dễ Đường Vân Xuyên này quá. Đúng vậy, Em cũng cảm thấy bọn họ quá đáng, rõ ràng sống không tốt, còn nhất định phải giả trang ra một dáng vẻ sinh hoạt vô cùng an nhàn, chiếc xe kia không chừng cũng là thuê, Tống Lộ Tử quát phụ. Lúc này Tống Lộ Tử Láo Liên nói: "Chồng ơi, em có cách nghiệm chứng một chút xem nhà bọn họ sống như thế nào." "Cách gì?" Đường Vân Xuyên hỏi. "Muốn biết nhà họ sống có tốt hay không, đi theo đám bọn họ tới trung tâm thương mại đi một vòng chẳng phải sẽ biết, ngày mai em gọi hứa Bích Hoài Lâm Thanh diện SC." chúng ta đi cửa hàng dạo một vòng, đến lúc đó anh mua cho em túi sách, xem Lâm Thanh Diện có bỏ tiền mua cho hứa bích hoài hay không, nếu là không nỡ, bọn họ đây nhất định là giả vờ, tống lộ tứ mở miệng. Đường Vân Xuyên gật đầu cười nói, biện pháp này được đấy, vậy chúng ta ngày mai đi trung tâm em thương mại. Nhưng như vậy phải để chống tốn kém một chút, Tống Lộ Tử làm nũng nói. Dương Vân Xuyên lập tức nở nụ cười nói, chuyện này đáng là gì, chỉ cần có thể bọn họ biết, bọn họ căn bản không có cách nào so với anh, coi như tiêu tốn mấy tỷ, anh cũng không đau lòng. Tống lộ tử nhanh chóng hôn lên mặt đường Vân Xuyên. Hơn nữa hôm nay hứa Bích Hoài dám cướp danh tiếng của anh, còn không nói cảm ơn, thật sự là tức chết anh rồi, chuyện này, anh tuyệt đối không thể nhịn, đường Vân Xuyên mở miệng. Trông à, chẳng lẽ lại anh muốn dạy dỗ hứa Bích Hoài? Tống lộ tử hỏi, không sai, em có biết hay không sói đen? Đường Vân Xuyên híp mắt nói. Mắt Tống Lộ Từ lập tức chừng lớn, nói: "Sói đen là đại ca nổi danh ở huyện Ngọc Điền chúng ta, anh muốn tìm Sói đen đối phó hứa Bích Hoài." Như vậy không tốt lắm đâu, mặc dù bọn họ rất ghê tởm, nhưng cũng không cần thiết đem bọn họ cho. Đường Vân Xuyên cười cười, nói: "Em đừng quá lo lắng, anh biết bọn họ là họ hàng của em, không thể làm quá tuyệt tình, hơn nữa anh cũng không mời nổi Sói đen, anh biết mấy tay đàn em dưới trướng anh ta, anh lúc ấy đã liên hệ bọn họ Đợi ngày mai bọn họ sẽ gây chút phiền phức với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, nhiều lắm cũng là trêu đùa Hứa Bích Hoài một chút, đánh Lâm Thanh Diện mà thôi. Tống Lộ Tử lúc này mới thở dài một hơi, cười nói cái này có thể, cũng nên bọn họ ăn chút thiệt thòi, thanh tỉnh một chút, Đường Vân Xuyên cười ôm eo Hứa Bích Hoài, một cái tay không ngừng sờ so soạng. "Buổi tối hôm nay em đừng về, đi thuê phòng với anh." Tống Lộ Tử lập tức đỏ mặt, nói: "Ai nha, đáng ghét." Nhưng cô cũng không có từ chối. Hai người đi tới phía khách sạn gần đó. Chương 185, vậy thì mua hết toàn bộ cửa hàng. Buổi sáng ngày hôm sau, Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên trở về nhà thì nhìn thấy bọn người Triệu Liên đang ăn sáng. Triệu Liên nhìn thấy Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên trở về, cũng chỉ cười một tiếng, đối với việc này cũng không cảm thấy lạ. Dù sao thì con người của Đường Vân Xuyên cũng tốt, họ đã hạ quyết tâm để Tống Lộ Tử kết hôn với Đường Vân Xuyên, vì vậy họ không quản việc của hai người đó nữa. Nhìn thấy quan hệ giữa Triệu Liên và Tống Huyền Khanh vẫn hơi cứng ngắc, Tống Lộ Tử trợn mắt nói, cô à, cô cũng đừng lo lắng chuyện hôm qua, thật ra bọn cháu cũng có chỗ không đúng, chúng ta là người thân, không cần phải vì chuyện này mà làm khó chịu lẫn nhau. Tống Huyền Khanh liếc nhìn Tống Lộ Tử, nói, cháu nói đúng, cháu hiểu chuyện hơn mẹ cháu nhiều. Triệu Liên lập tức trợn mắt, muốn cãi lại Tống Huyền Khanh, Tống Lộ Tử nhanh chóng liếc nhìn Triệu Liên, ra hiệu cho bà ta đừng nói gì. Cô, chỗ bọn cháu có mở một trung tâm mua sắm lớn. Bây giờ Bích Hoài chắc cũng không bận chuyện gì đâu. Cháu và Vân Xuyên chuẩn bị đi dạo một lát, hay là để cô ấy đi với chúng cháu được không? Tống Huyền Khanh quay đầu liếc nhìn Hứa Bích Hoài, mở miệng hỏi, "Hoài Nhi, con muốn đi không?" Hứa Bích Hoài lắc đầu và nói, "Con không đi đâu. Con không có hứng thú lắm với việc mua sắm ở trung tâm thương mại." Tống Lộ Tử trợn tròn mắt mục đích của cô ta hôm nay là làm cho hứa bích hoài đến trung tâm mua sắm để bị bêu xấu nếu hứa bích hoài không đi kế hoạch của cô ta sẽ bị phá hỏng cô ta quay đầu nháy mắt cười ra hiệu cho triệu liên giúp cô ta triệu liên lập tức hiểu ý tống lộ tử lập tức nói là không có hứng thú hay là không có tiền bích hoài cháu đi cùng với tử nhi đi nếu như cháu thích cái gì mà bản thân không mua nổi thì có thể để cho đường vân xuyên mua giúp cháu Vân Xuyên có tiền, sẽ không keo kiệt mà cái gì cũng không mua cho cháu như Lâm Thanh Diện đâu. Tống Huyền Khanh lập tức không phục, nói ai nói chúng ta không có tiền, hoài nhi, con cũng đi với bọn họ đi, nhân tiện gọi điện thoại cho Lâm Thanh Diện, để cậu ấy đến trả tiền. Hứa bích hoài cao mày nói, mẹ, con thật sự không muốn đi. Triệu Liên cười nói, con gái, hay là thì bỏ đi, con đi với Vân Xuyên một lát đi, mẹ thấy bọn họ chính là tiếc tiên, có đi cũng không mua nổi đâu. Tống Huyền Khanh tức giận, trong lòng không muốn để Triệu Liên coi thường bà như vậy, bèn đi đến bên cạnh Hứa Bích Hoài, cố gắng thuyết phục cô. "Con gái, con đi mua sắm dạo chơi một lát đi, con lâu lắm rồi vẫn chưa đi đến đó, đi với bọn họ dạo chơi, đừng ở trong nhà suốt, mẹ sẽ gọi điện cho Lâm Thanh Diệt, con đi với cậu ta đi, nhân tiện giúp mẹ mua một ít đồ, các con muốn mua gì cũng được, mẹ sẽ đi gọi điện cho Lâm Thanh Diệt đây." Nói xong, Tống Huyền Khanh cầm điện thoại lên, gọi điện cho lâm thanh diện sau khi cúp điện thoại tống huyền khanh cười nhìn hứa bích hoài nói con gái lâm thanh diện sẽ lập tức đến đây con đi cùng với bọn họ một chuyến đi hứa bích hoài bất đắc dĩ chỉ đành gật đầu đi thu dọn một chút khuôn mặt tống lộ tử cực kỳ cười lạnh lùng cô ta vốn dĩ còn đang nghĩ nên làm thế nào để kêu lâm thanh diện đi cùng giờ thì tốt rồi tống huyền khanh đã gọi lâm thanh diện đến cũng giảm bớt phiền não của cô ta sau khi hứa bích hoài thu dọn đồ đạc cô đi theo đường vân xuyên và tống lộ tử xuống lầu khi cô xuống lầu thì nhìn thấy lâm thanh diện đã đứng ở trước cổng cô bèn chạy tới đường vân xuyên và tống lộ tử nhìn thấy vậy cũng cười lạnh đi qua lâm thanh diện tối hôm qua anh ở đâu không phải là ngủ trong công viên chứ tống lộ tử cười chế nhạo ở khách sạn lâm thanh diện nói tống lộ tử cong môi nói chỗ đó cũng có người ở sao anh chắc rất hối hận khi ra ngoài sống chứ gì, nếu bây giờ anh nhanh chóng xin lỗi Vân Xuyên, có lẽ anh ấy vẫn để cho anh quay về nhà. Trong tiềm thức cô ta nghĩ rằng Lâm Thanh Diện sẽ tìm một khách sạn nhỏ với giá mấy chục ngàn một đêm thôi. Lâm Thanh Diện lắc đầu, khách sạn rất thoải mái, tốt hơn rất nhiều so với nhà của cô. Phùng Diệp Thần sắp xếp cho Lâm Thanh Diện ở trong khách sạn Hoa Đô, khách sạn 5 sao duy nhất ở huyện Ngọc Điền, hơn nữa lại là phòng tổng thống đương nhiên sẽ thoải mái hơn so với ở nhà của Tống Lộ Tử. Thôi đi, bớt nói khoác lại, cái gì mà khách sạn thoải mái hơn nhà của tôi chứ, trừ phi là khách sạn lớn hoa đô, anh cho rằng anh có thể ở nỗi chỗ đó sao Tống Lộ Tử khinh thường nói. Lâm Thanh Diện không so đo với cô ta, nói chúng ta đi như thế nào, lái xe à. Đường Vân Xuyên lập tức cười nói, lái xe đi, xe của tôi đậu ở đằng kia, xe của cậu để ở đây đi, quay đầu cũng hơi phiền lúc cậu đi chả cũng mệt nữa đường vân xuyên cũng cảm thấy chiếc xe kia của lâm thanh diện là xe thuê trong mắt cực kỳ khinh thường lâm thanh diện và hứa bích hoài cũng lười để ý đến bọn họ bèn đi bộ đến bên xe của đường vân xuyên rồi ngồi vào trong chưa được một lúc thì đã đến trung tâm thương mại sau khi bốn người xuống xe thì đi vào bên trong trung tâm mua sắm này là do phùng gia bỏ vốn xây dựng Ngoài việc bên trong giống như một trung tâm thương mại thì còn có rất nhiều gian hàng bán ngọc thạch phỉ thúy, hơn nữa còn có một khu đặc biệt chuyên bán ngọc dây đai thô, đây là sự đặc sắc của huyện Ngọc Điền chúng tôi, các người ở Hồng Thành chắc chưa từng thấy đâu, Tống Lộ Tử giới thiệu. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều gật đầu, trong trung tâm mua sắm ở Hồng Thành cũng không có loại ngọc dây đai thô này. Tôi nói với mấy người chứ, Vân Xuyên được giảm giá 20% khi mua sắm tại trung tâm này đây là lợi thế khi làm việc ở chỗ phùng ra, tống lộ tử lại đắc ý nói thêm một câu. Mấy người bọn họ đi đến một gian hàng bán túi sách hàng hiệu nổi tiếng, mắt tống lộ tử sáng lên khi nhìn thấy nơi đó. Hứa Bích Hoài không quá hứng thú với túi sách, cô thường chỉ cầm theo một chiếc túi đơn giản để đi làm, không thích những chiếc túi đắc tiên, cảm thấy chúng rất vô nghĩa. Lâm Thanh Diện nghiêng đầu nhìn Hứa Bích Hoài, cười nói, xem xem có thích chiếc nào không, anh mua cho em một chiếc hứa bích hoài lắc đầu không cần đâu em cũng không có nhu cầu thấy hứa bích hoài nói vậy lâm thanh diện chỉ có thể gật đầu đường vân xuyên ở bên cạnh cười lạnh nhìn lâm thanh diện lâm thanh diện cậu cũng quá ngốc rồi phụ nữ ai mà không khẩu thị tâm phi chứ trên miệng nói không cần nhưng thật ra đều là lừa gạt tôi thấy cô ấy không nỡ tiêu tiền của cậu đấy mà cậu lại không có nhiều tiền đúng không lâm thanh diện ngược lại không suy nghĩ đến vấn đề này quay đầu nhìn hứa bích hoài thật à Hứa Bích Hoài cười cười, nói, đâu phải, em thật sự không có hứng thú gì cả, anh có tiền hay không, em còn không biết sao, chẳng lẽ em sẽ ủy khuất mình để tiết kiệm tiền cho anh à? Lâm Thanh Diện nghĩ cũng đúng, Hứa Bích Hoài đã biết anh có thân phận gì của người nhà họ Lâm, quả thật sẽ không quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Đường Vân Xuyên cảm thấy hai người này đang diễn trò, mua không nổi thì nói mua không nổi đi, còn nói không có hứng thú. Chưa được một lúc, Tống Lộ Tử đã cầm một chiếc túi sách xinh đẹp đi tới, nói với Đường Vân Xuyên, chồng à, chiếc túi này đẹp quá nè, em muốn mua. Được, Đường Vân Xuyên không do dự nói. Nhưng chiếc túi này hơn 150 triệu đó, Tống Lộ Tử nói. Đường Vân Xuyên cười cười, hơn 150 triệu cũng mua, chỉ cần em thích, đắt đến đâu cũng sẽ mua cho em. Tống Lộ Tử cực kỳ vui vẻ, cầm thẻ của Đường Vân Xuyên đi tính tiền. Đường Vân Xuyên đắc ý nhìn Lâm Thanh Diệt, Lâm Thanh Diệt, cậu thấy chưa? Đây mới gọi là đàn ông, một người phụ nữ chỉ có thể nói cô ấy muốn mua gì khi một người đàn ông đủ mạnh mẽ, còn cậu thì không thể nên cô ấy đương nhiên ngại nói bản thân thích thứ gì. Đôi khi đàn ông phải rộng lượng hơn một chút, phụ nữ muốn hay không là một chuyện, còn cậu có mua hay không lại là chuyện khác. Cô ấy nói không muốn thì cậu không mua, đây rõ ràng là cậu keo kiệt. Cậu xem tôi này, chiếc túi hơn trăm triệu, nói mua là mua, không mang theo sự do dự nào. đây chính là bản chất tự tin của tôi. trước khi cậu mua còn phải hỏi một chút. nói cho cùng là bản thân cậu không đủ tự tin. sau khi lâm thanh diện nghe đường vân xuyên nói xong, cũng cười hỏi vậy theo ý của anh, tôi có nên rộng rãi mà mua cho cô ấy vài thứ có giá trị thì mới coi là tôn trọng cô ấy không? đường vân xuyên cười nói đương nhiên, chiếc túi hơn trăm triệu cũng xem là đắt. cậu nếu như không trả nổi, cũng chỉ có thể nói cậu quá nghèo lúc này tống lộ tử vừa mới mua túi sách trở về thấy đường vân xuyên đang giải thích đạo lý cho lâm thanh diện cô ta cười nói trông à đừng nói chuyện với kẻ ngốc như anh ta anh ta không phải là loại người thành công như anh cũng sẽ không hiểu anh nói gì đâu lâm thanh diện quay đầu nhìn hứa bích hoài nói anh nghĩ anh ta nói cũng có lý không phải em nói không muốn thì anh sẽ không mua hứa bích hoài trợn mắt nhìn lâm thanh diện nói vậy anh muốn mua gì cho em đường vân xuyên cười nói nhất định phải nhớ, mua thì phải mua thứ đắt nhất, đây mới thể hiện sự tôn trọng đối với cô ấy. Đương nhiên, cậu có thể không mua chiếc túi hơn trăm triệu giống như tôi, nhưng khoảng mấy chục triệu cũng xem như là biểu thị thành ý rồi. Tống lộ tử cong môi nói, em thấy anh ta còn không có tiền để mua nỗi chiếc túi mấy chục triệu nữa là. Lâm Thanh Diện cười, ghé vào lỗ tai hứa bích hoài nói, vậy trước tiên anh sẽ mua toàn bộ cửa hàng này giúp em đi. Hứa bích hoài lập tức trợn to hai mắt, không ngờ lâm thanh diện lại muốn mua toàn bộ cửa hàng này lời nói của lâm thanh diện không muốn để cho tống lộ tử và đường vân xuyên nghe thấy anh không muốn hai người này cứ lải nhải bên tai anh nói xong lâm thanh diện bước đến quầy lễ tân và nói chuyện với người của cửa hàng bích hoài anh ta vừa mới nói muốn mua cho cô chiếc túi nào cô không tự mình chọn à tống lộ tử nhìn chằm chằm hứa bích hoài hứa bích hoài nói không để anh ấy tự mua đi Cô thầm nghĩ Lâm Thanh Diện muốn mua toàn bộ cửa hàng, cần gì phải chọn nữa. Trong lòng Tống Lộ Tử cảm thấy cô không muốn làm Lâm Thanh Diện mất mặt nên mới nói như vậy, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ mua cho hứa Bích Hoài một chiếc túi rẻ nhất. Xem ra, nói nhà bọn họ có tiền cũng chỉ là giả thôi. Đường Vân Xuyên cũng suy nghĩ giống như Tống Lộ Tử, cảm thấy Lâm Thanh Diện sợ hứa Bích Hoài chọn chiếc quá đắt, cho nên mới vội vàng chạy đến hỏi nhân viên trong cửa hàng có chiếc túi nào rẻ nhất không nếu như muốn mua một chiếc túi nhiều tiền thì lâm thanh diện sớm đã khoe từ lâu rồi qua một lúc lâu lâm thanh diện vẫn còn đang nói chuyện với nhân viên trong cửa hàng tống lộ tử và đường vân xuyên đều cảm thấy lâm thanh diện đang mặc cả với nhân viên ở đó nhất thời bọn họ hơi mất kiên nhẫn tên lâm thanh diện này vì sao lại mất mặt như vậy chứ mua một chiếc túi mà cũng lâu đến vậy anh ta vì chút tiền này mà mặc cả một lúc rồi thật sự là phục rồi tổng lộ tử nói anh ấy không phải đang trả giá đâu, Hứa Bích Hoài nói. Cô đừng nói thay cho anh ta nữa, tôi thấy tên Lâm Thanh Diện này cũng quá keo kiệt, những lời tôi vừa mới nói với cậu ta có lẽ không có tác dụng rồi, nói thật chứ, chuyện cô gả cho Lâm Thanh Diện này thật sự không đáng, Đường Vân Xuyên nói. Hứa Bích Hoài hoàn toàn không để ý đến lời nói của Đường Vân Xuyên, nếu như gả cho Lâm Thanh Diện không đáng để nói, vậy trên thế giới này cũng không còn người đàn ông nào để cô đáng để gả nữa. Cuối cùng Lâm Thanh Diện cũng nói chuyện xong với nhân viên, người đó đồng ý sẽ bán hết túi sách cho Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện lấy thẻ ra, quẹt hơn 9 tỷ. Lâm Thanh Diện đưa địa chỉ ở Hồng Thành cho nhân viên, bảo cô ta gửi hết những chiếc túi này đến đó, sau đó yêu cầu cô ta mang chiếc túi đắt nhất trong cửa hàng trị giá 800 triệu ra, để cho Hứa Bích Hoài dùng trước. Sau khi giao phó xong xuôi, Lâm Thanh Diện cầm một chiếc túi, lấy nhãn hiệu trên đó đi, bước đến chỗ Hứa Bích Hoài đưa cho cô, cười nói, lấy chiếc này trước đi, sau đó rồi dùng đến nhiều chiếc khác. Hứa Bích Hoài cũng không từ chối, cầm lấy. Tống Lộ Tử lập tức nghiêng người qua, xem xét chiếc túi đó, phát hiện trên đó không có nhãn mát, lập tức cho rằng đó là hàng gia công còn lại trong cửa hàng. Dù sao thì loại hàng này mới không có nhãn mát, Lâm Thanh Diện hẳn là đã nói chuyện một lúc lâu nên nhân viên mới anh đang anh đang làm gì thế làm gì thế bán cho anh ta loại hàng gia công này tống lộ tử khịt mũi ngay lập tức và nói tôi tưởng anh mua một chiếc túi xịn hóa ra là đồ vứt đi thật là mất mặt anh đang anh đang làm gì thế làm gì thế lâm thanh diện hoàn toàn không để ý nói túi cũng mua xong rồi chúng ta qua bên phỉ thúy xem đi nói xong bốn người đi qua bên đó mọi người trong cửa hàng lập tức tiến lên kính cẩn nói với lâm thanh diện anh đi thong thả cảm ơn anh đã ủng hộ cửa hàng của chúng tôi Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên đều lộ vẻ nghi hoặc, Đường Vân Xuyên lấm bẩm, mấy người trong cửa hàng này bây giờ đều có thái độ tốt như vậy sao? Còn khách sáo với người mua như vậy? Audio điện tử võ tấn bền chương 186, khuyên cậu chớ mua cửa hàng đá phỉ thúy thô của Trung tâm Thương mại. Đây là nơi nổi nhất cả khu Trung tâm Thương mại, huyện Ngọc Điền nổi tiếng với đá phỉ thúy, nhắc đến huyện Ngọc Điền mọi người tự nhiên sẽ có sự yêu thích rất mạnh với Ngọc Phỉ Thúy. Như người ta nói một đao nghèo một đao phú, một đao xuyên vải bố, cá cược đá là một trò rất dễ khiến người ta nghiện, ở huyện Ngọc Điền cũng có thật nhiều người mê mệt trong đó, hy vọng có một ngày có thể dựa vào việc cá cược đá mà giàu lên. Sau bao nhiêu năm cược đá, cũng không ít nhà giàu ở huyện Ngọc Điền giàu lên do cược đá, có lúc chỉ cược chuẩn một hòn đá, đời này đã không phải lo ăn lo mặc. Chuyện cược đá này, thật ra thì cũng không khó khăn gì, tôi đi theo phùng gia lăn lộn lâu như vậy, cũng đã sớm luyện được một đôi mắt tinh tường, nếu như bây giờ không đi theo phùng ra lăn lộn, vẫn đi cược đá, tôi cũng có thể kiếm tiền đủ tiêu nửa đời sau, đường Vân Xuyên mặt đây đắc ý nói. Bình thường anh ta đi theo phùng diệt thần xử lý một ít chuyện đá phỉ thúy, công việc là hỗ trợ ghi chép một chút, rồi sắp xếp mang về thôi. Mấy viên đá thô kia đều là do bàn tay lão luyện của Phùng diệt Thần chọn ra, đường Vân Xuyên cũng chỉ đi theo bên cạnh, thường học lỏm một ít, hiểu một ít sơ sài bên ngoài mà thôi. Thật sự để cho anh ta đi cược đá, chỉ bằng chút tài nghệ của anh ta, chỉ sợ là đến vốn còn không hoàn được. Wow, người tài, cậu lợi hại như vậy, chẳng bằng giờ chúng ta đi mua một viên đá thô. À, không đúng chúng ta đi kiếm bộn tiền, tống lộ tử hai mắt sáng lên nói. Đường Vân Xuyên lập tức hơi lúng túng, anh vốn là chỉ là muốn thổi phồng khoe khoang thôi, không ngờ tống lộ tử lại tưởng thật. Dù giá phỉ thúy thô rẻ hơn phỉ thúy rất nhiều, nhưng một hòn đá giá cũng không rẻ, loại có màu sắc và độ bóng trông có vẻ có triển vọng không có mấy trăm triệu thì cũng không mua được. Nhưng anh ta đã nói ra mấy lời huynh hoang này, bây giờ muốn rút lại cũng khó. Huống chỉ bây giờ Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài còn ở đây mà, anh ta không thể để Tống Lộ Tử mất mặt, nếu Tống Lộ Tử muốn đi mua đá thô, anh ta cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Bốn người một nhóm đi tới khu triển lãm đá thô, hai người Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm những hòn đá thô kịch, tỏ vẻ muốn chọn một viên quý giá. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm trên những hòn đá kia một lượt, sau đó cười nói, những viên đá này màu ánh sáng và mật độ có hơi kém, về cơ bản thì không mở ra được nguyên liệu tốt gì cả. Trung tâm thương mại để ở đây, chắc cũng chỉ để thu hút những người gà mở thôi, những viên có khả năng mở được nguyên liệu tốt, chắc hẳn sẽ không bán ở đây, những thứ đó sẽ bán nhờ cách đấu giá. Hứa Bích Hoài nghe được lời Lâm Thanh Diện, lập tức trợn to hai mắt, nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, anh cũng hiểu cái này lâm thanh diện cười một tiếng nói trước kia lúc nhàn rỗi nhàm chán có nghiên cứu qua một ít không phân biệt ngọc hay đồ cổ mắt nhìn đá của anh cũng không kém nhìn đồ cổ bao nhiêu hứa bích hoài biết rõ thành tựu của lâm thanh diện ở phương diện đồ cổ lần trước bậc thầy giám định hồng thành đều khuất phục trước lâm thanh diện đủ để thấy tài nghệ lâm thanh diện cao thế nào bây giờ anh nói ở phương diện nhìn đá không thua đồ cổ là bao hứa bích hoài không hoài nghi chút nào chẳng qua là cô hơi hiếu kỳ người đàn ông này của mình, rốt cuộc có bao nhiêu tài lẻ mà cô không biết. Qua chốc lát, đường Vân Xuyên đã nhìn chúng một viên đá màu vô cùng ổn. Trên bê mặt tảng đá có phát ra ánh xanh, đây là dấu hiệu có phỉ thúy. Đường Vân Xuyên vội vàng nhìn bốn phía, phát hiện không có người chú ý tảng đá này, vội vàng đưa tay cầm lên. Lộ tử, chúng ta lần này thật sự may mắn quá, tảng đá chắc chắn có thể có thủy phí, em xem này, từ bề ngoài có thể nhìn vào màu sắc bên trong, ở đây nhất định có phỉ thúy, đường Vân Xuyên kích động nói. Tống lộ tử không hề hiểu cái này, nghe đường Vân Xuyên nói nhất định có thể mở ta phi thúy, cũng trợn to hai mắt. Nhưng mà chồng, nếu tảng đá này nhất định có thể mở ta phí thủy, tại sao những người đó không chú ý tới tảng đá này, tống lộ tử không hiểu hỏi. Đường Vân Xuyên lập tức cười lên nói, tảng đá này vừa được để lên, còn chưa có người tới xem, chúng ta vận khi tốt, vừa lúc nhìn thấy, hôm nay thật là lượm được ngọc rồi nếu cắt ra, bán có khi được hơn 3 tỷ. Lúc này bên cạnh không ít người chú ý tới viên đá đường Vân Xuyên, lập tức cũng lại gần quan sát một chút, ngay sau đó đều bắt đầu khen. Cậu nhóc, mắt tốt thật, tảng đá này nhìn một cái là biết có thể mở được phỉ thúy. Đúng vậy, bê mặt ánh xanh, loại đá này cũng không hiếm, người anh em, cậu có cần không, không cần thì cho tôi. Chật chật, sao tôi đen đuổi thế nhỉ, tảng đá này mà tôi thấy thì tốt biết mấy. Nghe mọi người tán dương, trong lòng đường Vân Xuyên càng thêm tin chắc tảng đá này có thể mở ra phỉ thúy tới, trên mặt cực kỳ vẻ đắc ý. Lâm Thanh Diện nhìn chầm chằm đá kia nhìn một cái, chú ý tới tảng đá này mặc dù có thể nhìn ra màu xanh, nhưng màu xanh này có hơi khác màu xanh của phỉ thúy. Bởi vì hiểu biết với chuyến cược đá này khá rõ, Lâm Thanh Diện biết có một loại đá là thương gia dùng để lừa khách hàng, để cho bọn họ bỏ tiên mua, cho nên đặc biệt tiêm màu cho đá. Cái gọi là tiêm màu, chính là tạo một cái lỗ nông trên đá thô, rót thuốc nhuộm xanh lá cây vào rồi chám lại, khiến người ta nhìn vào trong thấy màu xanh. Tảng đá này rõ ràng chính là đá tiêm màu. Người ở chỗ này phần lớn đều là gà mờ, đương nhiên không biết chuyện trong giới kinh doanh, cho nên cũng cho là đường Vân Xuyên nhặt được tên lường gạt. Tảng đá này không mở ra nguyên liệu tốt đâu, cậu tốt nhất là đừng mua, Lâm Thanh Diện mở miệng. Đường Vân Xuyên lập tức diếu cợt nhìn Lâm Thanh Diện, nói anh biết cái gì, một người chỉ mua được túi tồn kho cho vợ mình sao có thể nhìn ra cái tốt của viên đá này dù sao tôi cũng đi theo phùng ra lâu thế tảng đá này tốt xấu thế nào vẫn nhìn ra được lúc này anh ta nghiêng đầu nhìn về nhân viên phía bên nói tảng đá này bao nhiêu tiền tôi muốn mua nhân viên đó thấy vậy lập tức chạy tới vui vẻ ra mặt nói quý khách ánh mắt quý khách tốt thật tảng đá này là hòn có khả năng mở ra phỉ thúy trong trường hôm nay nếu như quý khách muốn bớt cho anh coi như 900 triệu. Nghe được giá 900 triệu, Đường Vân Xuyên lập tức do dự một chút, dù sao cái giá này cũng không nhỏ, tương đương với nửa năm tiền lương của anh ta. Lâm Thanh Diện thấy Đường Vân Xuyên có ý muốn mua tảng đá này, lại nhắc nhở một câu, tảng đá này thật sự không tốt như anh nghĩ, nếu như anh mua, chắc chắn sẽ hối hận. Đường Vân Xuyên vốn là còn do dự, nghe được Lâm Thanh Diện nói như, nhất thời hơi tức giận, nói con mẹ nó, hôm nay ông đây phải mua viên đá này cậu thì biết cái gì, cứ ở chỗ này nói, tôi thấy rõ ràng là cậu ghen tị tôi kiếm được tiền. Sao nào, tự cậu không mua nổi, thì không muốn để cho tôi mua. Thấy đường Vân Xuyên nói như vậy, Lâm Thanh Diện bĩu môi, không để ý tới anh ta nữa. Nếu anh ta muốn bị lừa thế thì để anh ta bỏ tiền ra trả giá cho bài học này. Tông Lộ Tử cũng khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện, nói, một tên nhãi chỉ biết ăn bám cậu, cũng dám tới chỗ người tài chỉ trỏ, người tài có thể là theo chân phùng ra, sao ánh mắt anh ấy sai được. Tôi thấy rõ ràng là cậu ghen tị, mình không ăn được nho lại nói nho chua. Người xung quanh cũng hơi khinh bỉ nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy Lâm Thanh Diện quả thật hơi ghen tị giống như Đường Vân Xuyên nói, cho nên cố ý nói như vậy để quấy rối. Đương nhiên nhân viên đó biết rõ ràng tảng đá này mở ám, Lâm Thanh Diện nói như vậy thì tương đương với làm trở ngại cô ta làm ăn, dĩ nhiên là cô ta tương đối khó chịu. Vị khách này, cậu không mua thì không nên nói lung tung, Cược đá vốn là cá cược. Dù có hy vọng thì không ai biết cắt ra bên trong có gì, anh nói như vậy, tương đương với làm trở ngại việc buôn bán của chúng tôi, nếu như anh còn nói thể nữa, tôi cũng chỉ có thể để bảo vệ mời anh ra ngoài. Nhân viên bán hàng mở miệng. Tôi thấy tốt nhất mấy người nên đuổi cậu ta ra ngoài, Tống Lộ Tử nói. Sốt của cậu có mua không? Không cần thì để tôi, tôi mua, lúc này có một người nói. Đường Vân Xuyên lúc này mở miệng, muốn chứ, tại sao không muốn? Bây giờ tôi trả tiền, quẹt thẻ, trả tiền xong thì cắt luôn. Anh ta đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên, nhân viên lập tức vui vẻ ra mặt nhận thẻ, nhận được tiền sau đó đưa hóa đơn cho Đường Vân Xuyên, sau đó cười nói, anh hãy nhớ lấy, cược đá vẫn là may rủi, dù anh có hy vọng, kết quả có thể không như anh nghĩ. Đường Vân Xuyên mặt đầy tự tin, nói tảng đá này tuyệt đối có thể mở được phỉ thúy tốt, ông đây mua 900 triệu, đến lúc đó chắc chắn có thể bán 3 tỷ. Nhân viên thấy Đường Vân Xuyên tự tin như vậy, trong lòng cũng cười trộm, sau đó thì để người khác cầm đá đi cắt. Đường Vân Xuyên nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện một cái, cười nói: "Tảng đá này giá cả sắp gấp bội, cậu nhìn hâm mộ đi, nói cho cậu, dù cậu hâm mộ cũng vô ích, cậu không cần ở đây hy vọng tảng đá mở ra loại không tốt, với kinh nghiệm của tôi thì tảng đá này chắc chắn có thể kiếm tiền." Tông Lộ Tử cũng đi theo phụ quát lên, chỉ có người có tài năng, quyết đoán như vậy mới kiếm nhiều tiền, không giống cậu. Mua túi sách cũng phải mua đồ tồn kho, đợi tảng đá này cắt ra kiếm được nhiều tiền rồi tức đỏ mắt đi. Lâm Thanh Diện mặt đây vẻ không vấn đề, trong đầu nghĩ chờ lát nữa đá cắt ra, thì có các người phải hối hận thôi. Hứa Bích Hoài dĩ nhiên càng tin tưởng Lâm Thanh Diện, hơn nữa cô sờ túi sách trong tay, về cảm nhận mà nói thì, túi này không giống đồ tồn kho, hơn nữa tới giờ cô chưa từng thấy đồ tồn kho nào lại ra công tinh xảo như vậy. Không bao lâu người phụ trách cắt đá của cửa hàng đã mang hòn đá của đường vân xuyên ra cắt đường vân xuyên hai con mắt nhìn chằm chằm viên đá kia khi thấy đá cắt ra xuất hiện chính là mặt phẳng đá thông thường đường vân xuyên lập tức luống cuống không được góc độ này không đúng cậu đổi hướng cắt một đường nữa đường vân xuyên mở miệng người nọ lập tức lại đổi hướng kết quả cắt ra cũng giống như nhau trừ việc ngoài mặt có ánh xanh còn lại chỉ là một viên đá bình thường đường vân xuyên lập tức trợn tròn mắt anh ta tiêu 900 triệu, mua một viên đá tầm thường. Trông, tảng đá này không có gì khác đá bình thường, cái này thật có thể bán trên 3 tỷ sao? Tống lộ tử nghi ngờ hỏi. Đường Vân Xuyên lập tức kêu một câu, bán cái gì, viên đá dởm này bán 10 đồng cũng không ai mua. Ông đây bị lừa. Những người lúc đó nói tảng đá này nhất định có thể mở loại tốt cũng im bặt, còn người vừa định mua viên đá này cũng mừng thầm, khá may là đường Vân Xuyên mua, hay là thì người mất tiền là anh ta rồi. Đường Vân Xuyên lập tức nhìn về phía nhân viên làm việc, giận dữ hết các người là lũ lừa gạt, trả tiền đây. Nhân viên làm việc liếc mắt về phía anh ta, nói, lúc đó tôi nói cho anh rồi, cược đá cũng chỉ là cá cược, không cắt ra trước không ai biết bên trong thể nào. Hơn nữa chúng tôi cũng công khai giá niêm yết, là chính anh muốn mua, không cắt ra thứ tốt, anh không cần tức người khác. Đường Vân Xuyên lập tức năm quả đấm, nhưng anh ta đối lý thật, vốn không có lý do gì tìm nhân viên gây phiền phức, Ánh mắt anh rơi vào trên người Lâm Thanh Diện, tức giận nói, cũng là bởi vì mày, đều là do thằng phế vật mày nguyền rủa tao, hay là phải mày nói bậy bạ, tảng đá này nhất định có thể mở ra nguyên liệu tốt, mày đền tao 900 triệu. Lâm Thanh Diện không nói nhìn anh ta, nói tôi nhắc nhở anh, là chính anh muốn mua, cũng không thể vì một câu nói của tôi, có thể thay đổi tảng đá kia, nếu được thế thì tôi đã trở thành người giàu nhất từ lâu rồi. Mày nói láo, tao không cần biết, mày phải đền tiền tao. Đường Vân Xuyên tức đỏ mắt, đây chính là nửa năm tiền lương của anh ta, cứ như vậy trôi đi, dĩ nhiên anh ta đau lòng. Anh đừng ở đây tranh cãi vô lý, Lâm Thanh Diện tốt bụng khuyên anh, anh lại đánh ngược, thật là không biết xấu hổ, hứa bích hoài mở miệng. Đường Vân Xuyên cắn răng, biết mình đối lý, cũng chỉ có thể mắng Lâm Thanh Diện trong lòng một trăm lần. Chờ đấy, chờ xem lát nữa mày còn thoải mái không, đường Vân Xuyên cắn răng nghiến lợi nói. Bốn người cùng nhau rời khỏi khu cực đá, Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử sắc mặt đều âm trầm, nhất trí rằng họ phải đền tiền, là bởi vì Lâm Thanh Diện mồm đen. Nhưng vì chờ trả thù Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài, Đường Vân Xuyên không trở mặt ngay với họ. 900 triệu mà thôi, ông đây không quan tâm, không phải là nửa năm tiên lương sao, coi như không có giá 900 triệu, ông đây mạnh hơn so với Lâm Thanh Diện chỉ mua túi tồn kho cho người phụ nữ của mình, Đường Vân Xuyên an ủi mình nói. Chồng nói không sai, anh mạnh hơn Lâm Thanh Diện nhiều lắm, tổng lộ tử mở miệng, cô ta lại nhìn hứa Bích Hoài, nói, Bích Hoài, em còn cầm cái túi tồn kho tên phế vật này mua cho, mất mặt quá. Chị thấy em nên vứt đi để người ta đỡ chê cười. Hứa Bích Hoài nhìn túi trong tay mình, nói, em cảm thấy cái túi này tốt vô cùng, ít nhất thì nhìn đẹp hơn của chị. Tống lộ tử bĩu môi, nói thật là không biết hàng, túi đó của em là đồ tồn, đẹp nữa có ích lợi gì. Lúc này mấy cô gái đi ngang qua họ, mấy cô gái kia thấy túi sách trong tay hứa bích hoài, lập tức hô lên. Đây không phải túi sách bản giới hạn trong cửa hàng kia sao, tận 750 triệu. Qua, wow, thật là thật hâm mộ quá, cô ấy lại đeo túi đắt như vậy. Đúng vậy, cái này túi này đẹp quá, giá quá đắt, vốn mình không mua nổi. Đây cũng là bạn trai cô ấy mua cho nhỉ, tốt thật, khi nào tôi mới có bạn trai tốt như vậy đây, chương 187, cậu ta mua hết cả cửa hàng sau khi tống lộ tử và đường vân xuyên nghe thấy mấy cô gái kia nói vậy thì lập tức trợn tròn mắt nhìn. Các người đứng đó nói linh tỉnh gì vậy? Cái túi trong tay nó là hàng phách, sao có thể là loại số lượng giới hạn được? Nói 750 triệu, tôi thấy còn chẳng đến 750 đồng đâu, tống lộ tử mở miệng. Mấy cô gái kia đều lộ vẻ nghỉ ngờ. Lúc này có một cô gái đi tới, hỏi tôi có thể xem túi sách của cô không? Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, đưa cái túi cho cô gái kia. Cô gái cẩn thận quan sát cái túi sách kia, sau đó mở bên trong ra xem một lúc mới nói, cái túi này tuyệt đối là thật, bên trong còn có tem chống hàng giả đấy. Chị gái nhỏ, em thật sự hâm mộ chị, bạn trai chị mua cho chị cái túi đắt như vậy, chị đúng là hạnh phúc nhé. Hứa Bích Hoài cũng cười ngọt ngào, không nói gì. Mấy cô gái kia lại hâm mộ nhìn Hứa Bích Hoài mấy lần, sau đó mới rời đi. Không thể nào, sao cái túi này của em có thể trị giá 750 triệu được. Đây không phải là hàng fake do Lâm Thanh Diện mua à? Trên gương mặt tổng lộ tử đầy vẻ không tin. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, từ trước tới giờ tôi chưa từng nói mình mua hàng fake. Đường Vân Xuyên lập tức trừng mắt với Lâm Thanh Diện, anh ta còn đang tức Lâm Thanh Diện vì chuyện vừa rồi đấy. Bây giờ nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, anh ta khinh bỉ nói, cậu ở đây làm màu cái gì chứ? Cậu nghĩ cậu có thể mua được túi 750 triệu à? Trên cái túi này thậm chí còn chẳng có nhãn mát nếu là thật thì cũng chỉ có thể chứng tỏ cậu trộm được thôi. Anh đừng có ngậm máu phun người được không, Lâm Thanh Diện sẽ không làm loại chuyện đó đâu, hứa bích hoài thanh minh cho Lâm Thanh Diện. Tống Lộ Tử nói với vẻ rất hung, em không cần thanh minh cho kẻ vô dụng này làm gì. Cái này nhất định là do cậu ta trộm được, túi 750 triệu, vậy cũng đủ để xử tù nhiều năm đấy. Bích Hoài, em đừng trách bọn chị vô tình, cậu ta làm ra chuyện phạm pháp như vậy thì phải bị trừng phạt thích đáng bọn chị sẽ quay lại cửa hàng kia để xác nhận. Đường Vân Xuyên cũng gật đầu, đi về phía cửa hàng bán túi vừa rồi. Bọn họ vừa bôi thường 900 triệu, trong lòng vẫn còn đang khó chịu. Hơn nữa bọn họ cũng cảm thấy là Lâm Thanh Diện rủa bọn họ đền tiên, bây giờ có một cơ hội tốt như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu có thể làm cho Lâm Thanh Diện vào tù mấy năm, vậy đương nhiên không thể tốt hơn. Hứa Bích Hoài nhíu mày nhìn hai người bọn họ, không ngờ bọn họ quá đáng như thế lâm thanh diện mỉm cười nói chúng ta cũng qua đi thân ngay chẳng sợ bóng tà chờ bọn họ qua xác nhận rồi sẽ không thể nói được lời nào nữa hứa bích hoài khẽ gật đầu cùng đi với lâm thanh diện đến cửa hàng kia đường vân xuyên thấy lâm thanh diện đi qua theo thì quay đầu cười lạnh với anh nói tên trộm túi nhà cậu cứ chờ bị bắt đi đến trong cửa hàng Đường Vân Xuyên rất khí thế chỉ tay vào túi sách trong tay hứa bích hoài hỏi, cái túi này có phải là của cửa hàng các cô không? Mấy nhân viên trong cửa hàng liếc nhìn hứa bích hoài và lâm thanh diệt, nghĩ thầm, đây không phải là hai người mua hết cửa hàng của bọn họ sao? Bọn họ vội vàng gật đầu. Cái túi này là trong cửa hàng chúng tôi, xin hỏi có vấn đề gì không? Nhân viên cửa hàng hỏi, là trong cửa hàng của các cô thì được rồi, tên này trộm cái túi này từ trong cửa hàng của các cô, các cô mau báo cảnh sát bắt cậu ta đi, các cô đúng là sơ ý, túi đắt như vậy bị trộm, không ngờ các cô cũng không phát hiện ra. Hay là phải nhờ có tôi thì cửa hàng các cô bị tổn thất lớn rồi, Đường Vân Xuyên làm ra dáng vẻ làm chuyện tốt. Đúng vậy, thật may là chúng tôi có lòng tốt phát hiện ra giúp các cô đấy. Cho dù hai người kia xem như là họ hàng thân thích với chúng tôi, nhưng bọn họ phạm tội, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao che. Các cô cứ việc báo cảnh sát là được. Tống Lộ Tử cũng nói theo. Mấy nhân viên cửa hàng này đều nhìn hai người Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử với vẻ mặt sửng sốt, còn cảm giác đầu óc của hai người kia. Dường như có chút vấn đề. Cái này, các người có thể hiểu nhầm rồi, cái túi này không phải là do ngài ấy trộm mà là mua, một nhân viên cửa hàng nói. Không thể nào, các người không biết đâu, người này là một tên vô dụng, chính là một kẻ ăn bám. Cậu ta căn bản không có tiền thì làm sao có thể mua được cái túi đắt tiền như vậy của các người chứ? Cô nhất định là nhớ nhầm rồi, mau báo cảnh sát bắt cậu ta đi, Tống Lộ Tử mở miệng. Vẻ mặt mấy nhân viên cửa hàng lập tức đều lạnh xuống. Lâm Thanh Diện mua hết túi trong cả cửa hàng của bọn họ, trở thành khách hàng VIP của chỗ bọn họ. Hai người kia còn dám nói xấu khách hàng VIP của bọn họ, bọn họ đương nhiên sẽ không vui rồi. Mong hai người tôn trọng người khác một chút đi vị khách này đã mua hết túi trong cả cửa hàng chúng tôi. Các người nói ngài ấy là kẻ vô dụng, vậy các người thì tính là gì chứ? Các người cũng chỉ mua có một cái túi 150 triệu trong cửa hàng chúng tôi mà thôi, một nhân viên cửa hàng nói. Hai người đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử lập tức tròn mắt, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn nhân viên cửa hàng kia, cơ thể giống như bị sét đánh vậy. Cô, cô nói gì, cậu ta mua hết túi của cửa hàng à? Đường Vân Xuyên lẩm bẩm nói không sai, ngài đây đã mua hết túi ở chỗ chúng tôi, chỉ lấy cái đắt tiền nhất cho quý cô kia dùng. Ngài ấy vì để ý tới tâm trạng của các người, thậm chí còn tháo mát đi. Không ngờ các người lại nói ngài ấy trộm túi, đúng là cố tình gây sự, nhân viên cửa hàng nói. Đường Vân Xuyên nuốt nước bọt, nếu lời này là thật, vậy Lâm Thanh Diện rất nhiều tiền à. Mua túi của cả cửa hàng, dù thế nào cũng phải mấy tỷ đi. Tống Lộ Tử hít sâu một hơi, Nói tôi không tin cậu ta mua hết túi trong cửa hàng của các cô. Có phải cậu ta cho các cô tiền trả nước, bảo các người cố ý nói như vậy không? Cô lấy cho tôi xem chứng cứ chứng minh cậu ta mua hết túi ở cửa hàng các cô đi. Nhân viên cửa hàng kia thấy Tống Lộ Tử không tin đi tới trước máy tính, lấy ra biên lai like chuyển tiền giao với Lâm Thanh Diện vừa rồi. Cô không tin thì tự mình sang đây xem, biên lai like chuyển tiền của ngân hàng không giả được, sao các người lại nhàm chán như vậy chứ? Chúng tôi cần phải lừa câu chuyện như vậy à?" Nhân viên cửa hàng không nhịn được nói. Hai người Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên vội vàng đi qua xem, sau khi thấy bên trên chuyển khoản hơn 9 tỷ thì đều hít sâu một hơi lạnh. Mà chỗ người chuyển khoản viết rõ tên của Lâm Thanh Diện. "Không, không ngờ là thật." Ánh mắt Tống Lộ Tử lập tức dao động. Dù thế nào cô ta cũng không ngờ được Lâm Thanh Diện tự nhiên lại nhiều tiền như vậy, một túi cho hứa Bích Hoài mua hết cả một cửa hàng. Trong lòng Đường Vân Xuyên cũng có cảm xúc phức tạp, vẫn là anh ta khuyến khích Lâm Thanh Diện nhất định phải hào phóng một chút. Hào phóng mà anh ta hiểu cũng chỉ là mua một cái túi chín triệu tới 150 triệu thôi, mà Lâm Thanh Diện hào phóng lại mua luôn cả một cửa hàng, có thể lập tức nhìn ra được sự chênh lệch giữa hai người. Trước đó anh ta và Tống Lộ Tử vẫn cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ mua một hàng phế, trong lòng đều nhận định cả nhà Tống Huyền Khanh nói có tiền cũng chỉ là giả vờ. Bây giờ xem ra Người ta không nói dối, người ta thật sự giàu. Dù sao trong cả huyện Ngọc Điền này, sợ rằng cũng chỉ có Phùng Diệp Thần là có thể mua hết một cửa hàng mà hoàn toàn không do dự. Bây giờ các người còn muốn báo cảnh sát bắt tôi nữa không? Lâm Thanh Diện cười nói. Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử đều liếc nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt phức tạp. Hai người không nói gì, mà đi ra ngoài với dáng vẻ chán nản. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi ra ngoài theo. Hứa Bích Hoài nói một câu hai người muốn đi dạo nữa không tống lộ tử quay đầu lúng túng liếc nhìn hứa bích hoài nói không đi đi ra hít thở không khí thôi hứa bích hoài cười lạnh nghĩ thầm như vậy các người chẳng còn có lý do gì để nói lâm thanh diện vô dụng nữa rồi sao tên vô dụng này lắm tiền như vậy thật không công bằng trên gương mặt tống lộ tử đầy vẻ ghen ti nói anh cũng thấy vậy rõ ràng anh xuất sắc hơn cậu ta nhiều như vậy không ngờ cậu ta lắm tiên thế trên mặt đường vân xuyên lộ rõ vẻ thất bại bây giờ anh ta chỉ cảm thấy trên người mình chẳng còn sức lực gì nữa thật đáng chết tên vô dụng này căn bản không xứng để có nhiều tiền như vậy em đúng là tức chết mất thôi ban đầu chúng ta có thể đánh bại tất cả đều do tên vô dụng này nguyền rủa tống lộ tử nghĩ đến hòn đá thô kia trong lòng lại càng thêm tức giận lúc này điện thoại của đường vân xuyên đổ chuông anh ta lấy ra xem là mấy tên đàn em của sói đen mà anh ta đã hẹn tới." Ánh mắt Đường Vân Xuyên lập tức sáng lên, nói, "Đừng có gấp, bọn họ không đắc ý được bao lâu đâu. Người mà anh tìm đã đến rồi, lần này nhất định phải dạy dỗ cho hai người bọn họ một bài học. Nhất là tên vô dụng Lâm Thanh Diện này, cậu ta dựa vào đâu mà so tiền với anh? Cậu ta đáng chết." Hai người thương lượng một lát, sau đó cùng đi về phía Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài. Thái độ của Tống Lộ Tử rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, nói với hứa Bích Hoài, Bích Hoài, trước đó là do bọn chị không tốt, hơi lỗ máng, mong em và Lâm Thanh Diện bỏ qua nhé. Hứa Bích Hoài thấy Tống Lộ Tử qua xin lỗi, trong lòng cũng không giận bọn họ nữa, nói, không sao, chúng ta là họ hàng, chỉ cần làm rõ mọi chuyện là được. Tống Lộ Tử khẽ gật đầu, nói chị và Vân Xuyên đi dạo hơi mệt nên định quay về. Bọn em còn muốn đi dạo ở đây nữa không? vậy bọn em cũng về luôn, hứa Bích Hoài nói. Bốn người cùng đi về phía bãi đỗ xe. Đến bãi đỗ xe, đường Vân Xuyên lái xe qua. Lúc này có bốn người đàn ông đi tới bên này, còn trao đổi ánh mắt với đường Vân Xuyên. Đường Vân Xuyên liếc nhìn Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài. Bốn người đàn ông này lập tức gật đầu, sau đó lại đi về phía Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài. Tống Lộ Tử biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nên vội vàng ngồi vào trong xe vừa rồi cô ta xin lỗi hứa Bích Hoài, cũng chỉ để hứa Bích Hoài có thể đi cùng cô ta tới bãi đỗ xe mà thôi. Đường Vân Xuyên đã nói rõ với bốn người này, bảo bọn họ đi tới gây rắc rối cho Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài. Ban đầu đường Vân Xuyên chỉ muốn bọn chúng đánh Lâm Thanh Diện một trận, đùa giỡn hứa Bích Hoài một chút là xong. Nhưng trong lòng tống lộ tử đồ kỵ Lâm Thanh Diện, còn đỏ mắt khi thấy hứa Bích Hoài có người chồng lắm tiền là Lâm Thanh Diện cho nên cô ta lại bảo đường vân xuyên nói với bốn người này tốt nhất là có thể đánh cho lâm thanh diện thành kẻ tàn phế sau đó cưỡng hiếp hứa bích hoài đường vân xuyên cảm thấy tống lộ tử làm thế hơi tàn nhẫn tống lộ tử ngược lại thấy không sao cả lòng ghen ti của con người có thể sinh ra sự gian ác hơn nữa cô ta vốn chướng mắt cả nhà hứa bích hoài cho dù để bọn họ gặp chút xui xẻo lại thế nào dù sao người đường vân xuyên tìm tới là sói đen sói đen nổi tiếng lợi hại ở huyện ngọc điền cũng chỉ có phùng ra có thể áp chế được hắn ta. Người của hắn ta gây ra chuyện, hắn ta nhất định có thể giúp đỡ giải quyết. Đây cũng không phải là chuyện tống lộ tử cần phải quan tâm. Mục đích của cô ta chính là muốn làm cho hứa bích hoài gặp xui xẻo, chỉ có hứa bích hoài càng thảm thì cô ta mới càng cảm thấy xả giận. Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài đứng bên ngoài chờ đường Vân Xuyên lái xe ra. Lúc này Lâm Thanh Diện cũng nhìn thấy được bốn người kia, cảm giác khí thế của bốn người bọn chúng hung hăng như muốn gây sự vậy. Bốn người đều cười lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện. Sau khi đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, bốn người kia đột nhiên vây quanh Hứa Bích Hoài, trên gương mặt đầy vẻ thô bỉ nhìn cô. Dáng vẻ con này không tệ đâu, đi với anh vào khách sạn chơi đùa một chút chứ. Bọn anh chắc chắn sẽ làm cho em thoải mái, đi theo bọn anh đi. Lâm Thanh Diện thấy thế kéo Hứa Bích Hoài ra phía sau lạnh lùng nhìn bốn người kia nói cút ngay thì tôi không so đo với các người bốn người đều cười lạnh nhìn lâm thanh diện người dẫn đầu nói mày còn rất trâu bỏ nhỉ tao nói cho mày biết bọn tao để mắt tới vợ mày bảo nó chơi với bọn tao thì hôm nay tao còn có thể bỏ qua cho mày bằng không tao lại đánh gãy chân của mày để cho mày nhìn bọn tao chơi với nó trên xe đường vân xuyên và tống lộ tử đều cười lạnh nhìn lâm thanh diện bọn họ không ngờ lâm thanh diện lại còn dám đối chất với bốn người này Lâm Thanh Diện này vẫn rất có khí phách đấy, lại còn dám chống đối với bốn người bọn chúng. Đáng tiếc, bốn người này lại là người của Sói Đen. Ở huyện Ngọc Biên, ngoại trừ người của Phùng gia thì bọn chúng chẳng sợ ai cả. Hôm nay, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ tiêu đời thôi, Đường Vân Xuyên mỉm cười nói. Tống Lộ Tử lộ vẻ mong đợi, nói cậu ta tiêu đời mới tốt đấy. Một kẻ vô dụng không ngờ có nhiều tiền như vậy, tốt nhất là bắt cậu ta giao hết tiền lại cho chúng ta lâm thanh diện thấy bốn người có vẻ kiên trì muốn gây sự thì không khỏi nhíu mày các người xác định là cố ý muốn gây sự với tôi chứ lâm thanh diện mở miệng ha ha tao không nghe nhầm chứ thằng ngu này còn ra vẻ mình rất ngâu nữa à bọn tao muốn gây sự với mày đấy sao nào mày muốn một mình đánh bốn người bọn tao à một người biểu diễn cơ bắp của mình thằng nhóc nhanh giao vợ mày ra tao đã đói khát khó nhịn được rồi Mày bớt ở đây cản trở đi, người dẫn đầu kia nói. Lúc này Lâm Thanh Diện lại muốn ra tay giáo huấn bọn họ. Hứa Bích Hoài kéo cánh tay anh, nói, "Lâm Thanh Diện, đừng chấp nhặt với bọn họ làm gì? Hay là chúng ta đi nhanh lên đi." Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ bọn chúng thì chắc hẳn cố ý đến gây sự, muốn chạy thì chắc không thể được đâu, chỉ có thể giải quyết bọn chúng thôi. Lâm Thanh Diện nói xong lại nhìn về phía người dẫn đầu kia, anh lao vào tới một bước tiếp theo chính là một quyền đánh vào ngực hắn, đánh cho hắn ngã xuống đất. Ba người còn lại chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Lâm Thanh Diện đã đến trước người chúng. Chỉ trước mắt, bốn người đều ngã trên mặt đất. Trên xe, đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử vẫn đang chờ xem kịch vui, lại không ngờ Lâm Thanh Diện thu thập bốn người này nhanh gọn như vậy, bọn họ lập tức lại sốc rồi. Sao, sao cậu ta lợi hại như vậy? mươi 188, người mà sói đen không dám động tới. Bốn người đàn ông cũng không ngờ Lâm Thanh Diện tự nhiên có thể đánh giỏi như vậy, bọn họ cố nhịn đau lại từ dưới đất đứng lên. "Phác, mày lại dám đánh bọn tao à? Mày có biết bọn tao là người của ai không hả?" Người dẫn đầu nhìn Lâm Thanh Diện kêu lên một câu. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn người kia, nói: "Tôi không quan tâm các người là người của ai. Kẻ nào dám có ý đồ với vợ tôi thì cần phải giáo huấn." Người dẫn đầu kia cắn răng, nói với ba người phía sau mình: "Vừa rồi là do chúng ta sơ suất." để thằng nhóc này chiếm lợi thôi. Bây giờ tất cả đều nghiêm túc một chút, khống chế hắn trước, chừng trị hắn rồi chơi con đàn bà này. Ba người đều khẽ gật đầu, trên gương mặt bốn người đều đầy cảnh giác nhìn Lâm Thanh Diện, tính lại ra tay với Lâm Thanh Diện. Trông à, anh nói xem bốn người bọn chúng có thể đánh thắng được Lâm Thanh Diện không? Tống Lộ Tử hỏi một câu. Chắc hẳn là có thể, bốn người bọn chúng là bốn người đàn em lợi hại nhất của sói đen, Chắc hẳn có thể giết tên vô dụng này rất dễ dàng. Vừa rồi là do bọn họ sơ suất thôi, đợi lát nữa, tên vô dụng này sẽ gặp xui xẻo thôi." Đường Vân Xuyên nói. Tống Lộ Tử khẽ gật đầu, nói, "Nhìn bốn người kia quả thật nghiêm túc hơn rất nhiều, lần này chắc hẳn." Tống Lộ Tử còn chưa nói hết câu, Lâm Thanh Diện đã lại xông tới và ra tay lần nữa. Lần này tốc độ của Lâm Thanh Diện nhanh hơn, chỉ nghe thấy bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử lại trợn tròn mắt nhìn. Ngoặc kép, có thể chừng trị được Lâm Thanh Diện, trong miệng Tống Lộ Tử vừa nói ra dứt lời thì bốn người kia đã ngã trên mặt đất. Sao có thể như vậy được? Không phải em nói Lâm Thanh Diện này từ đầu đến chân là một kẻ vô dụng sao? Tại sao bốn đàn em của sói đen lại không chịu nổi một đòn của cậu ta như vậy? Đường Vân Xuyên nhìn về phía Tống Lộ Tử với vẻ khó hiểu. Trên gương mặt Tống Lộ Tử cũng đầy vẻ chấn động, nói em cũng đâu rõ đâu lâm thanh diện đúng là một kẻ vô dụng mà hay là bên hồng thành làm sao có thể truyền đi lợi hại như vậy hai người đều nghẹn lời bọn họ vốn tưởng để người của sói đen trừng trị lâm thanh diện lâm thanh diện tuyệt đối sẽ phải chịu quả đăng bây giờ xem ra căn bản là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi sau khi bốn người ngã trên mặt đất trên gương mặt bọn chúng đầy vẻ hoảng sợ nhìn lâm thanh diện mãi đến lúc này bọn chúng mới ý thức được sự tranh lệch giữa mình và lâm thanh diện điều này căn bản không phải chỉ nghiêm túc một chút là có thể giải quyết được đâu. Lâm Thanh Diện đi về phía bốn người kia, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bốn người kia, lạnh lùng nói, nói, là ai bảo các người tới. Người dẫn đầu kia trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ dữ tợn nói, bọn tao là người của sói đen, nếu mày còn dám ra tay nữa, để sói đen biết được sẽ tuyệt đối không tha cho mày đâu. Lâm Thanh Diện lập tức nhíu mày, hôm qua anh ăn cơm với Phùng Diệp Thần, Phùng Diệp Thần còn gọi một người tên là Sói Đen tới. Sau khi Sói Đen kia nghe được Lâm Thanh Diện là đại ca của Phùng Diệp Thần thì cung kính với Lâm Thanh Diện chẳng khác nào một gã đàn em trung thành và tận tâm vậy, làm sao có thể bảo người qua gây rắc rối cho anh được. Anh nói là Sói Đen nổi tiếng ở huyện Ngọc Điền kia à? Lâm Thanh Diện hỏi. Nếu nói tới tên Sói Đen thì cả huyện Ngọc Điền này cũng chỉ có một người thôi. Mày đã biết tới danh tiếng Sói Đen thì mau quỳ xuống xin lỗi bọn tao đi bằng không tao sẽ lập tức gọi điện cho đại ca tao. Đến lúc đó mày lại tiêu đời rồi, người dẫn đầu kia nói. Sói đen không dám bảo người tới gây sự với tôi, nói, rốt cuộc là ai bảo các người tới. Lâm Thanh Diện chất vấn. Bốn người đều cười ha ha, trong giọng nói đầy vẻ diễu cợt. Thằng nhóc, mẹ nó chứ, mày nghĩ là mày là ai hả? Lại còn cho rằng đại ca bọn tao không dám gây sự với mày à? Cả huyện Ngọc Điền, ngoại trừ phùng ra sẽ không có người nào mà đại ca bọn tao không dám chọc tới người dẫn đầu kia nói đường vân xuyên và tống lộ tử thấy lâm thanh diện bắt đầu chất vấn bốn người là ai phái tới thì lập tức hoảng loạn vội vàng từ trên xe bước xuống bích hoài em không có chuyện gì chứ vừa rồi đúng là quá nguy hiểm mà bọn chị vừa định xuống xe đi qua giúp đỡ không ngờ lâm thanh diện đánh quá giỏi thế mà lại trừng trị hết bọn họ tống lộ tử đi tới bên cạnh hứa bích hoài giả vờ quan tâm hỏi vài câu. Hứa bích hoài bĩu môi, cảm thấy tống lộ tử đúng là rõ trá. Vừa rồi khi bốn người này qua, tống lộ tử và đường Vân Xuyên đã lập tức vào trong xe, căn bản không hề có ý định qua giúp bọn họ. Đường Vân Xuyên liếc nhìn Lâm Thanh Diện nói, Lâm Thanh Diện, cậu đã đánh bọn họ rồi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tôi muốn biết là ai phái bọn chúng tới đã, bọn chúng không nói thì hôm nay đừng mong rời đi, Lâm Thanh Diện nói. Trong lòng Đường Vân Xuyên lập tức thầm mắng một tiếng, nói cậu không nghe được bọn chúng vừa nói bọn chúng là người của sói đen à? Sói đen lại là đại ca xã hội đen rất lợi hại ở huyện Ngọc Điền. Chẳng lẽ cậu còn muốn chống lại sói đen sao? Đi nhanh lên đi, còn dây dưa nữa sẽ không có lợi cho cậu đâu. Sói đen lại thế nào? Nếu bọn họ không nói thì lập tức gọi sói đen đến. Thật ra cũng tiện để tôi hỏi một câu, xem bọn họ có phải do sói đen phái qua không vẻ mặt Lâm Thanh Diện không quan tâm, nói. Lâm Thanh Diện, não cậu bị úng nước à? Đã nói với cậu, sói đen là nhân vật lớn ở huyện Ngọc Biên, cậu không thể động vào rồi mà. Sao lại có người cố chấp như cậu vậy chứ? Tống Lộ Tử cũng bối rõi. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử, hỏi, đây là chuyện giữa tôi và bọn chúng, các người gấp làm gì? Trên mặt Tống Lộ Tử và đường Vân Xuyên lập tức lộ vẻ lúng túng bọn họ đương nhiên sợ Lâm Thanh Diện hỏi ra chuyện này là do bọn họ giật dây, sẽ gây phiền toái cho bọn họ. Cậu nói gì vậy, chúng tôi sốt ruột thì làm sao? Nếu cậu thật sự chọc phải sói đen, chúng tôi còn bị cậu làm liên lụy theo. Chẳng lẽ chúng tôi vẫn không thể suy nghĩ cho mình à? Tống lộ tử đảo trong mắt, vội vàng nói. Các người sợ bị liên lụy thì có thể đi luôn bây giờ. Tôi đâu có ép các người phải ở lại chỗ này, Lâm Thanh Diện nói. Tống lộ tử lập tức nghẹn lời cô ta thật sự không ngờ lâm thanh diện tự nhiên tích cực như thế đường vân xuyên nhìn người dẫn đầu kia với ánh mắt cầu xin hy vọng hắn đừng khai ra mình người dẫn đầu kia xem như nghĩa khí cũng không định khai ra đường vân xuyên và tống lộ tử đương nhiên sở dĩ bọn chúng không định nói là vì cảm thấy lâm thanh diện chắc chắn không đấu lại sói đen đến lúc đó lâm thanh diện thật sự ép quá mức thì bọn chúng lại gọi sói đen đến sói đen nhất định sẽ giúp bọn chúng trừng trị lâm thanh diện các người nói hay không? không nói, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. lâm thanh diện bước tới một bước, người dẫn đầu kia cười lạnh nhìn lâm thanh diện nói, bớt đứng đây dọa chúng tôi đi. nếu mày lại dám động vào bọn tao, tao sẽ gọi đại ca bọn tao tới. đến lúc đó mày có thể sẽ phải nhận lấy hậu quả. lâm thanh diện giơ chân lên đạp mạnh lên bắp đùi của người gần anh nhất, sắc một tiếng, chân của người kia gãy luôn. a, à, đau chết mất, người kia không nhịn được kêu lên mấy người ở đó đều thầm giật mình không ngờ lâm thanh diện tự nhiên ra tay quyết đoán như thế nói đến là đến căn bản không hề do dự gọi sói đen tới tôi muốn đích thân hỏi thử hắn ta xem có chuyện gì xảy ra lâm thanh diện nói đường vân xuyên lập tức kêu lên lâm thanh diện cậu điên rồi sao nếu thật sự chờ sói đen tới cậu có thể sẽ tiêu đời đấy cậu làm gãy chân đàn em của hắn ta cậu tưởng hẳn ta sẽ bỏ qua cho cậu sao Tống lộ tử cũng la lên theo. Cậu biết cậu làm thế sẽ mang đến ảnh hưởng lớn thể nào cho chúng ta không? Hơn nữa cậu thậm chí sẽ liên lụy đến cả nhà họ Tống chúng tôi mất. Đến lúc đó sói đen gây rắc rối cho chúng tôi thì cậu có gánh được trách nhiệm này không? Tôi nói, nếu các người sợ bị liên lụy thì có thể đi ngay bây giờ. Tôi không cần các người phải ở lại. Lâm Thanh Diện nhắc lại một lần nữa. Phác, mày làm gãy chân anh em tao, bây giờ cho dù mày có muốn chạy cũng không được đâu mày chờ đấy cho tao tao sẽ gọi đại ca tao tới người dẫn đầu kia cũng sốt ruột gọi điện thoại luôn cho sói đen nói cho sói đen biết vị trí bảo hắn ta nhanh dẫn người qua đường vân xuyên thấy người dẫn đầu kia gọi điện thoại cho sói đen thì cũng chợt biến sắc quay đầu nhìn về phía tống lộ tử nói cậu ta muốn chết nhưng chúng ta lại không muốn chúng ta đi nhanh đi tống lộ tử liếc nhìn hứa bích hoài nói nể tình chúng ta là họ hàng chị khuyên em một lần nữa em xác định không đi theo bọn chị à. Đợi lát nữa người của sói đen tới, em muốn chạy cũng không chạy được đâu. Hứa Bích Hoài hít sâu một hơi nói, Lâm Thanh Diện ở đâu, em ở đó. Tống Lộ Tử thấy Hứa Bích Hoài nói vậy thì không do dự nữa, vội vàng lên xe của đường Vân Xuyên, hai người lái xe rời khỏi bãi đỗ xe. Khi đến bên ngoài, trên gương mặt Tống Lộ Tử đây lo lắng hỏi, chồng à, anh nói xem, nếu mấy người kia thật sự khai ra hai người chúng ta thì phải làm sao? Đường Vân Xuyên mỉm cười nói, "Vậy thì em thật sự suy nghĩ nhiều rồi. Em không nghĩ xem sói đen là ai à? Em thấy lát nữa sói đen tới, Lâm Thanh Diện còn có thể lớn lối như vậy sao?" Đến lúc đó, sói đen thấy đàn em của mình bị đánh gãy chân, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lâm Thanh Diện. Khi đó Lâm Thanh Diện làm gì còn có cơ hội hỏi ai sai khiến bọn chúng nữa. "Không chừng qua hôm nay, em sẽ bắt đi hai người họ hàng đấy." Tống Lộ Tử nghe Đường Vân Xuyên nói vậy cũng thấy có chút đạo lý, cũng an tâm. Anh nói cũng đúng, người chọc vào sói đen làm sao có thể có kết cục tốt được. Đúng là em suy nghĩ nhiều rồi. Xem ra lần này Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài thật sự sẽ tiêu đời thôi. Vừa nghĩ tới kết cục mà hai người bọn họ sắp gặp phải, em thật sự rất hưng phấn đây, Tống Lộ Tử mỉm cười nói. Một tên vô dụng ở nơi khác tới thôi, cho dù lắm tiền lại thế nào. Chẳng lẽ cậu ta còn có thể làm cho đại ca huyện Ngọc Điền cúi đầu thần phục cậu ta sao? Đây căn bản là lời nói vô căn cứ. Anh thấy qua hôm nay, em cũng không cần phải phiền lòng vì hai người kia nữa." Đường Vân Xuyên cười nói. Trong bãi đỗ xe, sau khi người dẫn đầu gọi điện thoại cho Sói Đen lại cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện. Hắn thấy, chỉ cần Sói Đen vừa tới, Lâm Thanh Diện trên cơ bản xem như là một người chết. Thằng này mày là một kẻ từ bên ngoài tới lại dám lớn lối ở huyện Ngọc Điền chúng ta như vậy, đúng là không sợ chết. Sói đen lại là người nổi tiếng ngoan độc ở huyện Ngọc Điền chúng ta. Chờ hắn ta đến, mày lại cách cái chết không xa đâu, người dẫn đầu kia nói. Lâm Thanh Diện liếc nhìn hắn hỏi, sao mày biết tao từ bên ngoài tới? Người dẫn đầu kia lập tức ngậm miệng, điều này tất nhiên là do Đường Vân Xuyên nói cho hắn biết, nhưng hắn nhận tiền của Đường Vân Xuyên nên đương nhiên không thể tùy tiện bán đứng xuyên được lâm thanh diện thật sự không có vấn đề gì chứ lúc này hứa bích hoài hơi lo lắng nhìn lâm thanh diện lâm thanh diện mỉm cười nói với cô không có vấn đề gì đâu nếu đúng là sói đen kia thì chuyện nai lại dễ xử lý thôi người dẫn đầu kia cười giếu cợt nghĩ thầm mày đúng là giỏi chém gió nói sói đen như đàn em của mày vậy không bao lâu một đám người hung hăng xông vào bãi đỗ xe dẫn đầu chính là sói đen sói đen có dáng người không cao Da ngăm đen, trên người nổi cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt vô cùng tàn nhẫn, khiến người ta có cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Người dẫn đầu kia thấy sói đen dẫn người tới, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn và hai người khác vội vàng đỡ người gãy chân lên, chạy về phía sói đen. "Đại ca, cuối cùng anh cũng tới rồi." Tiểu Tứ bị đạp gãy một chân, người kia còn khiêu khích anh, nói anh tới cũng không dám động vào hắn. "Lần này anh nhất định phải ra mặt giúp bọn em đấy." người dẫn đầu kia lập tức nói với vẻ mặt đây uất ức sói đen nhìn hắn hỏi huyện ngọc điền này ngoại trừ phùng ra còn có người mà tao không dám động tới à đúng vậy đại ca bọn em cũng nói vậy nhưng người kia không hề để ý tới anh anh nhất định phải cho hẳn biết rõ sự lợi hại của anh đấy người dẫn đầu kia mở miệng tiếp theo hắn đi tới trước mặt lâm thanh diện thậm chí chỉ vào lâm thanh diện nói đại ca chính là hắn sói đen liếc nhìn lâm thanh diện sau đó trong lòng chợt căng thẳng. Phắc, đây không phải là người mà ngay cả phùng gia cũng phải kính nể ba phân sao. Sao lại là cậu ta được? Trước kia ở huyện Ngọc Điền, người sói đen không dám động tới thật sự chỉ có phùng gia. Nhưng bây giờ lại khác, ngoại trừ phùng gia còn có thêm một người nữa. Đó chính là người trước mặt hắn ta, chương 189, đều không phải thứ tốt. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm sói đen, mở miệng hỏi, bốn người bọn họ là cậu phái tới. Sói đen vội vàng nói, không phải, ngài Lâm, tôi còn không biết xảy ra chuyện gì nữa kia. Người dẫn đầu kia thấy sói đen lại khách khí như vậy với Lâm Thanh Diện, lập tức nói một câu, lão đại, anh khách khí với hắn làm gì, người này ở vùng khác, hơn nữa nghe nói còn là tên ăn bám vô dụng, anh thay bọn em dạy dỗ hắn là được. Sói đen nghe thấy lời sau của người kia sắc mặt lập tức thay đổi, hắn ta nghiêng đầu nhìn về phía người đó cho anh ta một cái tát vào mặt. Phế, đồ phế vật, mày là cái thá gì, cũng dám nói chuyện như vậy với Ngài Lâm. Sói đen mắng một câu. Người nọ lập tức trợn tròn mắt, che mặt mình không dám tin nhìn Lâm Thanh Diện. Lão đại, anh, anh sao vậy, ở huyện Ngọc Điền này, anh không phải chỉ sợ phùng ra sao, sao bây giờ ngay cả hắn cũng sợ. Người nọ không hiểu hỏi. Cho dù là phùng ra, cũng không dám chọc anh ta, Thân phận của anh ta người như mày không tưởng tượng nổi đâu, lần này mày đúng là gây họa lớn cho tao rồi." Sói đen chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Da gà trên người tên dẫn đầu kia đều nổi cả lên, mặt không dám tin nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, lẩm bẩm nói, "Phùng." Phùng gia cũng không dám chọc, em thật sự chọc vào người không nên chọc rồi sao? Sói đen tức giận trợn mắt nhìn anh ta, lại không nhịn được cho anh ta một cái tát, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, cung kính nói, "Ngài Lâm phiền anh giải thích một chút là đã chuyện gì xảy ra với. Để tôi biết nguyên nhân ra sao. Lâm Thanh Diện nói chuyện bốn người này tới kiếm chuyện với anh. Sói đen sau khi nghe xong lập tức trợn to hai mắt, không nghĩ tới mấy thuộc hạ này của mình lại không biết sống chết như vậy, chạy tới gây chuyện với Lâm Thanh Diện. Ngài Lâm, ngài chờ một chút, tôi phải phát tiết lửa giận trong lòng tôi chút đã, sói đen hướng về phía Lâm Thanh Diện cung kính nói. Sau đó hẳn ta xoay người, lập tức thay đổi mặt mũi, hoàn toàn thành một ma thần vừa đi ra từ trong địa ngục. Hắn ta trợn mắt nhìn bốn người tới kiếm chuyện với Lâm Thanh Diệt, sau đó xông lên, đánh người. Mẹ kiếp đám phế vật, tao con mẹ nó cho tụi mày ăn ngon uống ngon, tụi mày lại ra ngoài làm loại chuyện này, hơn nữa còn dám trêu chọc vợ ngài Lâm, tao thấy tụi mày thật sự sống nhàn hạ quá rồi. Sói đen xuống tay vô cùng ác, mấy quyên đi xuống, người dẫn đầu kia cũng đã bắt đầu chảy máu mũi. Những tiểu đệ sói đen dẫn theo mặt đều giật giật bọn họ là lần đầu thấy sói đen ra tay với người của mình ác như vậy tụi mày con mẹ nó còn đứng ngây ra đó làm gì lại đây đánh tụi nó cho tao đánh chết cho tao nếu ai dám nương tay tao cho đánh hội đồng sói đen nổi giận gầm lên một tiếng những người kia cũng không dám thờ ơ vội vàng gia nhập với sói đen thay nhau đánh bốn người kia hứa bích hoài thấy một màn này không nhịn được có hơi sợ hãi đồng thời cũng sinh ra kính nể sâu sắc với lâm thanh diệt hoặc có thể nói là sùng bái, cho dù là người vùng khác, Lâm Thanh Diện vẫn có thể giải quyết tất cả phiên phức như thường, người đàn ông này là bến cảng an toàn nhất của cô. Qua hồi lâu, bốn người kia đã bị đánh đến máu thịt mơ hồ, hơi thở thoi thóp. Lâm Thanh Diện cảm thấy cũng được rồi, bèn nói, được rồi, dừng tay đi. Sói đen lúc này mới để mọi người dừng tay, hắn ta lần nữa cung kính đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, nói xin lỗi, ngài Lâm, thật sự xin lỗi, tôi không biết bọn họ lại gây chuyện với anh sau này nếu xảy ra loại chuyện này ngài lâm cứ để tôi xử lý nói như vậy bọn họ không phải anh phái tới lâm thanh diện mở miệng hỏi tôi nào dám những thuộc hạ này của tôi bình thường làm gì tôi cũng không hỏi tới sói đen mở miệng vậy anh hỏi bọn họ coi rốt cuộc là ai sai khiến lúc đó bọn họ rõ ràng là nhắm về phía chúng tôi không giống như là nhất thời kích động lâm thanh diện mở miệng sói đen lập tức gật đầu đi tới trước mặt tên dẫn đầu, mở miệng hỏi, nói: "Là ai bảo tụi mày tới kiếm chuyện với ngài Lâm?" Người dẫn đầu kia đã hoàn toàn bị dọa sợ, lúc này anh ta căn bản không dám nói láo, cho nên khai ra Đường Vân Xuyên. Lâm Thanh Diện sau khi nghe thấy, trong mắt lập tức lộ ra một tia sát khí, lúc đó anh cũng hơi hoài nghi hai người Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử, không nghĩ tới còn thật sự là hai người họ làm. Mặt hứa Bích Hoài cũng đầy kinh ngạc, lúc đó Tống Lộ Tử khuyên cô đi. Cô còn tưởng rằng Tống Lộ Tử thật sự là vì để ý quan hệ họ hàng của họ, quan tâm cô, không nghĩ tới đây cũng chỉ là biểu hiện trột giả của Tống Lộ Tử. Sau khi làm rõ ràng là xảy ra chuyện gì, Lâm Thanh Diện để cho sói đen mang người của hắn ta đi. Sói đen bày tỏ nhất định muốn bồi tội với Lâm Thanh Diện, nói muốn ních thân đi bắt đường vân xuyên tới, ngay trước mặt Lâm Thanh Diện đánh gãy tay chân anh ta. Lâm Thanh Diện từ chối sói đen, nói chuyện này anh tự mình làm sói đen không biết làm sao, chỉ đành dẫn người của mình rời khỏi bãi đậu xe, lúc đi còn không ngừng nói xin lỗi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài cũng không tiếp tục ở lại bãi đậu xe, cùng đi ra ngoài, gọi xe, chạy về hướng tiểu khu của nhà Tiếu Dung. Thật không nghĩ tới đường Vân Xuyên này lại ác độc như vậy, còn đặc biệt tìm người tới đôi phó chúng ta, thật quá ghê tởm, hứa Bích Hoài mở miệng. Trong này khẳng định cũng không thiếu xúi dục của Tống Lộ Tử, Hai người bọn họ đều không phải thứ tốt gì, Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Hoài nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, anh định xử lý chuyện này như thế nào? Lâm Thanh Diện cười một tiếng với Hứa Bích Hoài, nói chuyện này em không cần phải để ý đến, đến lúc đó anh tự nhiên sẽ để bọn họ phải chịu dạy dỗ. Đường Vân Xuyên sắp xếp người ra tay với Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện đương nhiên không thể nhịn, chỉ có điều anh cũng không nóng vội, lúc đó đi dạo trung tâm thương mại lâm thanh diện nghe thấy đường vân xuyên và tống lộ tử đang thảo luận chuyện đính hôn hai người họ hẳn là muốn qua mấy ngày nữa sẽ đính hôn nếu đường vân xuyên và tống lộ tử đối với anh và hứa bích hoài như thế vậy anh cũng không ngại để tiệc đính hôn của đường vân xuyên và tống lộ tử trở nên đặc sắc hơn một chút hứa bích hoài gật đầu lần này việc đường vân xuyên và tống lộ tử làm quả thật có hơi quá đáng hứa bích hoài cũng đã không coi tống lộ tử là họ hàng rồi những người gọi là họ hàng này có lúc thậm chí còn thua cả người lạ, hứa bích hoài đối với bọn họ cũng không có cảm tình gì, cho nên cho dù Lâm Thanh Diện muốn trừng phạt bọn họ, cô cũng sẽ không ngăn cản. Lúc hai người trở về, trong nhà Triệu Liên, Tống Huyền Khanh và Triệu Liên đã đến mức nước lửa không dung. Triệu Liên, bà là thứ không biết xấu hổ, cái vòng này của tôi mua hơn 600 triệu, bà lại làm bể nó, bà mau bồi thường cho tôi. Tống Huyền Khanh trợn mắt nhìn Tiếu Dung trước mặt mình. Bởi vì tôi nay hứa Bích Hoài đồng ý tống Lộ Tử cùng ra ngoài dạo trung tâm thương mại, cho nên quan hệ của Tống Huyền Khanh và Triệu Liên cũng hơi hòa dịu. Ngay lúc nãy, Triệu Liên trong lòng vô cùng vui vẻ kéo Tống Huyền Khanh xem mấy món trang sức Đường Vân Xuyên mua cho mình, Triệu Liên nói Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử qua mấy ngày thì đính hôn, những đồ trang sức này là Đường Vân Xuyên đặc biệt mua cho bà ta. Những món trang sức này cũng không tính là rẻ, mỗi một món đều hơn mấy triệu, có món hơn chục triệu thậm chí còn có mấy món mấy chục triệu ở nơi như huyện Ngọc Điên này đeo đồ trang sức như vậy đã xem như là vô cùng tôn quý rồi triệu liên chính là muốn lấy mấy đồ trang sức này tới cho Tống Huyền Khanh đỏ con mắt để bà ta biết bà ta căn bản kém hơn mình bản thân có con rể tốt như Đường Vân Xuyên mà Lâm Thanh Diện ở nhà Tống Huyền Khanh chỉ là một tên phế vật chắc chắn sẽ không mua đồ trang sức cho bà nhưng điều khiến bà ta không nghĩ tới là Tống Huyền Khanh sau khi nghe xong bà ta giới thiệu những đồ trang sức kia Lập tức lộ ra vẻ mặt đầy khinh thường, nói đồ trang sức mấy triệu mấy chục triệu quá bèo nhèo. Triệu Liên lập tức nóng giận, nói đồ trang sức mấy chục triệu còn bèo nhèo, Tống Huyền Khanh đây là ghen tị với bà ta. Lần này Tống Huyền Khanh đến là có chuẩn bị, Lâm Thanh Diện đang tới huyện Ngọc Điền, nhưng bà đã nhận được rất nhiều trang sức đắt tiền từ trang sức tinh thần, phần lớn đều có giá 300 mấy 600 triệu, những thứ kia của Triệu Liên dĩ nhiên kém hơn đồ Lâm Thanh Diện cho bà. Bà lấy ra mấy món trang sức Lâm Thanh Diện cho bà, Triệu Liên nhìn qua, nói về giá cả những trang sức này, Triệu Liên lập tức trợn tròn mắt. Bà ta làm gì từng thấy qua đồ trang sức mắc tiền như vậy, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Tống Huyền Khanh đang lừa mình. Có điều chờ sau khi bà ta nhìn chất lượng của đống đồ trang sức kia, phát hiện quả thật nếu so với những thứ Đường Vân Xuyên mua cho bà ta tốt hơn nhiều, trong lòng lập tức khó chịu. Bà ta vốn muốn ra oai với Tống Huyền Khanh để Tống Huyền Khanh ghen tị với bà ta, kết quả sau đó lại thành bà ta ghen tị với Tống Huyền Khanh. Mặt Tống Huyền Khanh đầy đắc ý, nhìn gương mặt méo xẹo của Triệu Liên cười không dứt. Trong lòng Triệu Liên tức giận, giả bộ nhìn trang sức rồi cố tình trượt tay, làm bể một cái vòng của Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh lập tức dựng lông, vòng đó là cái bà thích nhất, giá hơn 600 triệu, bà không nghĩ tới Triệu Liên lại làm bể của bà ta, cho nên lập tức làm dùm ben với Triệu Liên. Triệu Liên mặt đầy khinh bỉ nhìn Tống Huyền Khanh, nói tôi cũng không phải cố ý, hơn nữa bà có làm quá không, chỉ một cái vòng tay, lại dám nói hơn 600 triệu, tôi thấy bà muốn nhân cơ hội này lừa tiền nhà chúng tôi thì có. Bà nói láo, cái vòng này là trang sức cao cấp, nhà các người được bao nhiêu tiền chứ, sao tôi có thể nghĩ đến chút tiền đó nhà bà, bà mau đền tiền cho tôi, nếu không bây giờ tôi lập tức báo cảnh sát. Tống Huyền Khanh quát to. Triệu Liên bĩu môi, nói, suy lời bà ai mà tin bà rõ ràng chính là ghen tị nhà tôi có tiền hơn nhà bà cố ý tới đây lừa tôi nói cho bà biết cái vòng này tôi sẽ không đền bà báo cảnh sát cũng vô ích tôi cũng không phải là cố ý tống huyền khanh dường như sắp tức chết đây là lần đầu tiên bà đụng phải người còn không biết xấu hổ hơn bà bà không phải cố ý cũng phải đền nếu không bà cứ chờ bị cảnh sát bắt đi tống huyền khanh giống to suy vậy vừa hay tôi có thể tố cáo bà tội lừa gạt một cái vòng tay thôi bà đòi tôi 600 triệu, bà tưởng tôi ngu sao. Trên đời này làm sao có thể có vòng tay mắc như vậy, đều là đồ giả. Triệu Liên nói, Tống Huyền Khanh lúc này muốn động thủ với Triệu Liên, bà thật sự nuốt không trôi cục tức này. Hai người Tống Quốc Lương và Hứa Quốc Hoa vẫn luôn ở bên cạnh xem kịch, lúc thấy hai người muốn động thủ, mới vội vàng tới ngăn lại. Ông đừng cản tôi, để tôi dạy dỗ mụ đàn bà không biết phải trái này bà ta làm hư vòng tay của tôi còn không đền tiền tôi xưa nay chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy tống huyền khanh nói bà đây là đang lừa gạt tôi dựa vào cái gì phải đền tiền cho bà khí thế của triệu liên không hề thua kém tống huyền khanh được rồi hai người dừng lại đi một cái vòng mà thôi quả thật không đáng nhiều tiền như vậy sau này tôi bảo lộ tử đưa mấy người mấy triệu bà đừng làm loạn ở đây nữa tống quốc lương nói một câu Hứa Quốc Hoa vốn cho là Tống Quốc Lương sẽ hiểu lý lẽ hơn chút, lại không nghĩ rằng ông ta lại muốn dùng mấy triệu đuổi bọn họ, trong lòng cũng khó chịu, Quốc Lương, Huyền Khanh không lừa tiền các người, cái vòng đó quả thật có giá hơn 600 triệu. Bớt ở đây nói bậy nói bạ đi, nhà các người không ai là tốt cả, Triệu Liên lại mắng một câu. Lúc này cửa phòng bị người ta đẩy ra, Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh diện đi vào. Tống Huyền Khanh thấy Hứa Bích Hoài trở lại, mắt sáng lên, chạy nhanh tới, nói con gái con mau làm chứng cho mẹ, cái vòng này có phải mua hơn 600 triệu hay không? Hứa Bích Hoài thấy cái vòng kia bể rồi, trên mặt đây kinh ngạc, nói, đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Tống Huyền Khanh nói lại chuyện vừa với Hứa Bích Hoài, sau đó nhìn về phía Tiếu Dung, khi thế hung hăng nói, bà nghe thấy chưa, con gái tôi đã nói cái vòng này hơn 600 triệu, bà còn không đền tiền. Tiếu Dung bĩu môi, nói các người là người một nhà, cô ta dĩ nhiên là nói giúp bà, đừng tưởng rằng tôi là đứa trẻ 3 tuổi dễ bị bắt nạt. Cái vòng đó thật sự hơn 600 triệu, không lừa các người. Hứa Bích Hoài cau mày nói. Bích Hoài, không nghĩ tới cô càng lớn càng học không ra gì, lại còn giống mẹ cô, học nói giỏi rồi, Tống Quốc Lương nói một câu. Lúc này Lâm Thanh Diện đi tới, nhìn Tống Nguyên Khanh, nói, mẹ, con nhớ lúc con tới mẹ bỏ hóa đơn những trang sức kia vào vali rồi, mẹ đi lấy hóa đơn tới, cho bọn họ nhìn không phải là được rồi sao. Tống Huyền Khanh lúc này mới nhớ tới bà còn mang theo hóa đơn, cho nên nhanh đi lấy hóa đơn mấy thứ trang sức kia trong vali ra, tìm được hóa đơn và chứng tử của chiếc phòng đó, lấy ra đưa đến trước mặt Tiếu Dung. Hóa đơn và chứng từ đều ở đây, bây giờ tôi xem bà còn muốn chối cãi thể nào. Có bản lĩnh chúng ta báo cảnh sát, tôi xem cảnh sát sẽ giúp ai. chương 190, ra ngoài ở. Mặt triệu liên đây khinh bị nhận lấy hóa đơn và chứng tử trong tay Tống Huyền Khanh, sau khi thấy giá trên hóa đơn, Bà ta lập tức trợn to hai mắt. 714 triệu, sao có thể mắc như vậy? Triệu Liên thét lên một tiếng. Tống Quốc Lương cũng vội vàng nhìn sang, sau khi thấy giá tiền trên hóa đơn, cũng hít một hơi khí lạnh. Chứng từ này bên trên còn có tem chống giả, nhìn qua chắc không phải là giả, Tống Quốc Lương mở miệng. Triệu Liên lập tức trợn mắt nhìn ông ta nói, đây chính là giả, là bà Ngụy tạo, Tống Huyền Khanh bà đừng tưởng rằng bà có thể lừa tôi cái này nếu không phải bà muốn lừa tiền chúng tôi, cố ý ngụy tạo, thì không ai ra ngoài lại mang thứ này cả. Bà không tin chúng ta có thể đi cha, tôi cho bà tâm phục khẩu phục, Tống Huyền Khanh nói. Triệu Liên lập tức kinh sợ, Tống Huyền Khanh đã nói đến đây rồi, vậy chắc không phải là giả. Ai muốn đi cha với bà, mấy thứ hàng giả này của bà nên bị tiêu hủy, nói xong, Triệu Liên muốn xé hóa đơn và chứng từ. Mặt Tống Huyền Khanh biến sắc, không nghĩ tới sau khi Triệu Liên thấy đuối ly, lại làm ra chuyện này. Lúc này bà muốn đưa tay ra cướp, Triệu Liên vội vàng lui về phía sau, căn bản không cho Tống Huyền Khanh cơ hội. Bây giờ chỉ cần hủy hóa đơn và chứng từ thì không ai có thể nói cái vòng kia của Tống Huyền Khanh trị giá bao nhiêu tiền nữa, bà ta cũng không đền nhiều tiền như vậy. Nhưng mà ngay lúc bà ta muốn xé chứng từ, một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt bà ta, sau đó ung dung đoạt hóa đơn và chứng từ về. Triệu Liên nhìn tay mình trở nên trống trơn, lại ngẩng đầu nhìn, phát hiện hóa đơn và chứng từ đều bị Lâm Thanh Diện cầm. Lâm Thanh Diện, cái đồ vô dụng, trả hóa đơn và chứng từ lại cho tôi." Triệu Liên mở miệng hét. Lâm Thanh Diện căn bản không phản ứng lại với bà ta, mà là đem hóa đơn và chứng từ giao cho Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh cười lạnh, nói, "Lâm Thanh Diện là người nhà tôi, bà cho rằng nó sẽ nghe lời bà." Lâm Thanh Diện hơi giở khóc dở cười. Anh không nghĩ tới lần đầu tiên mình được Tống Huyền Khanh thừa nhận là người một nhà, lại trong tình huống thế này. Triệu Liên thờ hổn hến. Bây giờ hóa đơn và chứng từ đều ở trong tay Tống Huyền Khanh. Nếu như Tống Huyền Khanh thật sự muốn báo cảnh sát, người chịu thiệt nhất định là bà ta. Mau đền tiền, bớt lắm lời ở đây đi. Tống Huyền Khanh khí thế hung hăng nói. Tống Huyền Khanh, cả nhà các người ăn của nhà chúng tôi ở của nhà chúng tôi, bà còn có mặt mũi bảo tôi đền tiền. Hơn nữa chúng ta là họ hàng. Tôi cũng không phải cố ý, bà đến mức như vậy sao?" Triệu Liên bắt đầu đánh vào tình cảm. "Ha ha, sao đến mức đó, nhà bà không phải có tiền sao, hơn 600 triệu với nhà bà mà nói không là gì, nhanh lấy ra đi, Tống Huyền Khanh cười lạnh nói. "Nếu bà muốn đòi tiền tôi, bây giờ bà lập tức cút ra khỏi nhà chúng tôi, khoảng thời gian này cả nhà các người cùng sống ở nhà nghỉ tôi tàn như Lâm Thanh diện đi, nhà này của chúng tôi dù gì cũng là nhà lớn." Thời gian bà ở nhà tôi lấy vào bù tiền đi, Triệu Liên nói. Tống Huyền Khanh lập tức trợn mắt, không nghĩ tới Triệu Liên lại tính toán cái này với bà. Không ở thì không ở, cho dù tôi ngủ ngoài đường, cũng phải đòi khoản tiền này. Tống Huyền Khanh cắn răng nói. Triệu Liên không nghĩ tới Tống Huyền Khanh có khí thế như vậy, trong nhất thời cũng hơi tiến thoái lưỡng nan. Vậy bây giờ các người dọn ra ngoài nhanh cho tôi, tôi không muốn gặp lại cả nhà các người, Triệu Liên nói. Được thôi. Bà đền tiền cho tôi trước, tôi lập tức dọn ngay." Tống Huyền Khanh nói. Triệu Liên dường như cũng sắp điên rồi, sao bà ta chịu lấy ra hơn 600 triệu, nhưng Tống Huyền Khanh không buông không dứt, bà ta không biết nên làm gì. "Không trả tiền đúng không? Bây giờ tôi báo cảnh sát." Tống Huyền Khanh lúc này muốn gọi điện thoại. Triệu Liên vội vàng ngăn bà lại, sau đó đi vào phòng ngủ, cầm 300 triệu tiền mặt ra. "Các người ở nhà tôi một ngày lại hai lần thoát khỏi phiền phức nhờ mặt mũi của Vân Xuyên, cho nên tôi chỉ đưa các người 300 triệu, phần còn lại bù vào đó, từ nay về sau hai nhà chúng ta không còn quan hệ gì cả, các người sau này bớt tới nhà chúng tôi đi, Triệu Liên nói. Triệu Liên bà cũng khôn quá rồi đó, chỉ 300 triệu. Tống Huyền Khanh nói. Làm sao, không muốn, vậy 300 triệu cũng không có, lúc này Triệu Liên muốn lấy 300 triệu về. Tống Huyền Khanh lập tức đoạt lại 300 triệu kia triệu liên coi như bà ác sau này sớm muộn cũng có lúc bà đến cầu nhà chúng tôi đến lúc đó xem bà làm thế nào tống huyền khanh cắn răng nghiến lợi nói nực cười nhà các người có cái gì tốt mà cầu tôi thấy bà vẫn nên nghĩ xem sau khi rời khỏi chỗ này phải đi đâu ở kia ông cụ bên kia nhất định sẽ không để các người qua đó các người cũng chỉ có thể ngủ ngoài đường triệu liên nói tống huyền khanh không để ý tới bà ta nữa mà là về phòng thu dọn đồ đạc Hứa Bích Hoài cũng không muốn tiếp tục ở nơi này, cho nên cũng vội vàng đi thu dọn đồ. Sau khi xách đồ xuống lầu, Lâm Thanh Diện mang hành lý bỏ vào trong xe, Tống Huyền Khanh nhổ nước bọt về phía nhà Triệu Liên, mắng một câu, cái nhà tôi tàn, còn thật sự cho rằng chúng tôi thèm lắm. "Mẹ, mau lên xe đi, đừng lề mề nữa." Hứa Bích Hoài nói. Sau khi Tống Huyền Khanh ngồi vào xe, trong lòng vẫn còn cơn tức, bà nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nói, "Lâm Thanh Diện đều do cậu nếu không phải cậu dính vào đường Vân Xuyên, tiện nhân triệu liên kia cũng sẽ không chỉ đưa cho tôi 300 triệu, cậu phải đền cho tôi. Lâm Thanh Diện cười một tiếng, nói, một món trang sức mà thôi, sau này con mua cho mẹ thêm một cái là được. Đây là chính cậu nói, cậu không được chơi sỏ tôi, Tống Huyền Khanh nói. Chúng ta vẫn nên nghĩ buổi tối ở đâu đi, sẽ không phải ngủ đầu đường xó chợ thiệt chứ, hứa quốc hoa nói một câu. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ông kia, không ở nhà triệu liên, chúng ta không thể ở khách sạn sao? Tại sao phải ngủ đầu đường xó chợ? Tống Huyền Khanh trợn mắt nhìn ông. Nếu không tới chỗ con ở đi, hoàn cảnh chỗ đó cũng không tệ lắm, Lâm Thanh Diện nói. Cái nhà nghỉ tôi tàn cậu ở người có thể ở sao? Chúng ta vẫn nên tìm chỗ khác đi, hơn nữa cậu phải bỏ tiên, Tống Huyền Khanh nói. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Chỗ ở của Lâm Thanh Diện khẳng định tốt hơn mẹ nghĩ, chúng ta tới chỗ anh ấy ở là được rồi. Lâm Thanh Diện lái xe đi, hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện cười một tiếng, sau đó lái xe về hướng khách sạn Hoa Đô. Mẹ nói con nghe, chỗ cậu ta ở nếu quá kém, mẹ sẽ không ở Tống Huyền Khanh lầm bẩm. Sau khi đến chỗ Lâm Thanh Diện ở, Tống Huyền Khanh và hứa quốc hoa cả hai người đều trợn to mắt, nhìn khách sạn Nguy Nga lộng lẫy trước mắt, hai người đều có hơi hoài nghi nơi này có phải là huyện thành không, sao khách sạn ở đây còn tốt hơn so với Hồng Thành. Lâm Thanh Diện, Hôm qua cậu chính là ở đây." Tống Huyền Khanh mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu, nói "Chúng ta vào đi thôi, con bảo bọn họ sắp xếp thêm một phòng cho mọi người." Tống Huyền Khanh đầy hoảng hốt, bây giờ một chút cũng không muốn đi, nơi này so với nhà Triệu Liên còn tốt hơn nhiều. Lâm Thanh Diện lại cho người của khách sạn sắp xếp một phòng tổng thống để Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa vào ở, còn Hứa Bích Hoài thì ở cùng với anh. Buổi tối, cả nhà cùng tới ăn buffet của khách sạn Hoa Đô. Tống Huyền Khanh mặc dù ở lại, nhưng vẫn không ngừng nói Lâm Thanh Diện quá lãng phí, ở nơi tốt như vậy, có lúc còn muốn Lâm Thanh Diện ra ngoài tìm một khách sạn nhỏ, chỉ bọn họ ở phòng tổng thống là được, còn có thể tiết kiệm tiền. Hứa Bích Hoài sau khi nghe thấy mặt đầy tức giận, nói ở đây là dùng tiền của Lâm Thanh Diện, nếu Tống Huyền Khanh còn nói như vậy, lấy lại căn phòng của bọn họ. Tống Huyền Khanh lúc này mới ngậm miệng, có điều trong lòng vẫn nhắc mãi không ngừng. Trong nhà Triệu Liên hai người đường vân xuyên và tống lộ tử ở bên ngoài chơi đến rất khuya mới trở về nghĩ đến lâm thanh diện và hứa bích hoài khẳng định đã bị người của sói đen xử lý mặt bọn họ đầy hưng phấn sau khi bọn họ trở về phát hiện cả nhà tống huyên khanh đều dọn đi rồi tống lộ tử cho là lâm thanh diện và hứa bích hoài xảy ra chuyện lớn cho nên vội vàng hỏi triệu liên đã xảy ra chuyện gì triệu liên tức giận nói chuyện hôm nay với tống lộ tử sau khi cô ta nghe thấy lâm thanh diện và hứa bích hoài hoàn hảo không hao tổn gì trở về mặt đầy nghi ngờ đường vân xuyên cũng không tưởng tượng nổi không nghĩ tới lâm thanh diện và hứa bích hoài lại có thể thoát khỏi cơn phẫn nộ của sói đen trong này nhất định là xảy ra chuyện khác có điều mặc kệ nói thế nào hai người đều cảm thấy lâm thanh diện và hứa bích hoài đắc tội sói đen sói đen nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi mẹ mẹ cũng đừng quá đau lòng 300 triệu kia, sau này để Vân Xuyên bù lại cho mẹ, hơn nữa còn để anh ấy mua trang sức hơn 600 triệu cho mẹ, tống lộ tử cười nói. Mặt đường Vân Xuyên đầy lúng túng, trong đầu nghĩ cô thật đúng là coi tiền tôi là của cô mà, có điều anh ta cũng không dám phản bác, chỉ có thể cười gật đầu. Được rồi, không nghĩ đến chuyện này nữa, hai đứa qua hai ngày nữa phải đính hôn, không thể để xui xẻo nhà bọn họ ảnh hưởng đến chúng ta. Đúng rồi, các con đã định, muốn đính hơn ở đâu chưa? Triệu Liên mở miệng hỏi. Tống Lộ Tử cười nói, Vân Xuyên nói với con, tiệc đính hôn của tụi con nhất định phải làm tốt nhất cho nên định làm ở khách sạn hứa đô. Triệu Liên và Tống Quốc Lương đều trợn to hao mắt, bọn họ sống ở huyện Ngọc Điền lâu như vậy, danh tiếng của khách sạn hứa đô đương nhiên bọn họ nghe qua, đây chính là khách sạn tốt nhất của huyện Ngọc Điền. Con gái, mẹ nghe nói muốn ăn cơm hay ngủ ở khách sạn Hoa Đô, đều cần có quan hệ, hơn nữa giá cả còn cực kỳ đắt, chúng ta thật sự có thể làm tiệc đính hôn ở chỗ đó sao?" Triệu Liên mở miệng hỏi. "Mẹ, cái này mẹ cứ yên tâm đi, Vân Xuyên là người của phùng gia, còn có thể không có quan hệ sao? Anh ấy đã nói chuyện với người ta, đến lúc đó nhất định có thể tới." Tống Lộ Tử nói. "Đúng vậy gì, bên kia còn đã nói qua, đến lúc đó bọn họ sẽ giữ lại một phòng bao cho chúng ta." Đường Vân Xuyên cười nói. Triệu Liên và Tống Quốc Lương lập tức vui vẻ ra mặt hoàn toàn quên mất chuyện lúc nãy với Tống Huyền Khanh. Vẫn là Vân Xuyên lợi hại, khách sạn Hoa Đô cũng có thể làm được, đời này của chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội tới khách sạn Hoa Đô dùng cơm rồi. Chuyện này phải để người nhà Tống Huyền Khanh thấy, bọn họ bây giờ không chừng đang ở một nhà nghỉ nhỏ bé, nếu để cho bọn họ biết chúng ta làm tiệc đính hôn ở khách sạn Hoa Đô, khẳng định bọn họ phải ghen tị chết mất. Triệu Liên Dương Dương Đắc Y nói. Audio điện tử võ tấn bền chương 191, ác nhân tự có ác nhân trị khách sạn Hoa Đô. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đang ngồi trong phòng khách phòng Tổng thống xem TV. Lúc này Tống Huyền khanh khí thế hung hăng đi vào, mặt đầy tức giận ngồi xuống bên cạnh Hứa Bích Hoài, còn quăng đưa điện thoại tới. Mẹ, mẹ sao vậy? Hứa Bích Hoài hơi nghi ngờ hỏi. Thật là tức chết mẹ, tiệc đính hôn của Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên định tổ chức ở khách sạn Hoa Đô, Tiến nhân triệu liên này đăng trong bảng tin, đó gọi là khoe khoang, mấu chốt là bà ta khoe khoang thì thôi đi, mẹ cũng sẽ không nói gì, nhưng bà ta lại còn mượn cơ hội này giễu cợt nhà chúng ta, thật là tức chết mẹ, Tống Huyền Khanh nói. Hứa Bích Hoài lấy điện thoại của Tống Huyền Khanh tới, nhìn tin triệu liên đăng, phát hiện bên trên viết, con gái cuối cùng sắp đính hôn rồi, cùng thanh niên kiệt xuất đường Vân Xuyên của huyện Ngọc Điền, sự ưu tú của Vân Xuyên tôi cũng không cần nói nhiều, cậu ấy vì tiệc đính hôn lần này, Đặc biệt đặt phòng ở khách sạn Hoa Đô, thật là làm chúng tôi vui mừng, mà nhà nào đó không biết phải trái bây giờ đoán chừng còn đang ngủ ở khách sạn nhỏ, chỗ như khách sạn Hoa Đô này, bọn họ đời này cũng ở không nổi. Hứa Bích Hoài sau khi nhìn bài đăng, cũng nhíu mày một cái, bài này rõ ràng là cố ý đăng cho Tống Huyền Khanh xem. Bên dưới cũng có không ít bình luận, đều chúc phúc nhà Triệu Liên, có người hỏi một câu nhà nào đó là chỉ ai, Triệu Liên lập tức nói là nhà Tống Huyền Khanh những người trong nhà họ tống vốn không thích tổng huyền khanh lập tức đều bắt đầu châm chọc cũng khó trách tống huyền khanh lại tức giận như vậy triệu liên làm thế quả thật hơi quá đáng mẹ mẹ cũng đừng quan tâm những người không quen biết này mẹ bây giờ không phải cũng đang ở khách sạn hoa đô sao hơn nữa còn là phòng tổng thông không cần phải tức giận với bọn họ hứa bích hoài khuyên nhủ không được mẹ nuốt không trôi cục tức này xem bà ta ăn nói không ra gì kìa nói cứ như nhà chúng ta rất đáng thương vậy mẹ cũng phải đăng vòng bạn bè Tống Huyền Khanh mở miệng. Sau đó, Tống Huyền Khanh cầm điện thoại chụp mấy tấm hình trong phòng, đăng vòng bạn bè. Phục vụ của khách sạn Hoa Đô đúng là tốt, nhất là phòng Tổng thống, mặc dù giá cả có đắt một chút, có điều ở thoải mái, không giống người nhà nào đó, tới đặt tiệc đính hôn cũng phải cân nhắc nửa ngày, thật là nghèo kiết xác. Sau khi bà đăng vòng bạn bè xong, lòng vô cùng mong đợi chờ người khác tới hâm mộ bà, thuận tiện chọc tức con tiện nhân tiếu dung kia, nhưng điều khiến bà không nghĩ tới là sau khi đăng bài này không bao lâu bình luận để lại đều là hoài nghi những tấm hình này của bà là lấy từ trên mạng dường như không có một ai tin tống huyền khanh bây giờ đang ở khách sạn hoa đô đều nói bà tìm hình trên mạng dùng cách này để so bì với người khác quả thực mất mặt tống huyền khanh làm sao cũng không nghĩ tới những người này vậy mà chẳng hề tin tưởng bà tức đến mức thiếu chút nữa thì đập điện thoại con gái con nhìn những người này là ai thể sao bọn họ đều không tin là mẹ nói thật chứ? Thật là tức chết mẹ, những người này nhất định bị mụ đàn bà đê tiện tiếu dung kia mua chuộc, nếu không sao lại nói giúp bà ta Tống Huyền Khanh nổi giận đùng đùng nói. Hứa Bích Hoài thấy bộ dạng này của Tống Huyền Khanh, ngược lại hơi buôn cười, trước kia cô nói giúp Lâm Thanh Diện, Tống Huyền Khanh chưa một lần tin tưởng cô, bây giờ Tống Huyền Khanh không được người khác tin, hứa Bích Hoài cuối cùng cũng thấy bộ dạng bực bội đó của Tống Huyền Khanh. Quả nhân ác nhân tự có ác nhân trị, Tống Huyền Khanh lần này cũng coi như là đụng phải khắc tinh chân chính rồi. "Mẹ, bây giờ mẹ biết cảm nhận lúc trước mẹ không tin con chưa?" Hứa Bích Hoài cười hỏi. Tống Huyền Khanh lập tức trợn mắt, nói: "Mẹ không tin con là bởi vì mẹ biết sự thật khẳng định không phải như con nói, mẹ cũng là có căn cứ, bọn họ đơn thuần là tranh cãi vô lý, cái này sao có thể giống nhau được." Hứa Bích Hoài không còn lời gì để nói, trong đầu nghĩ mẹ mình vẫn cân ác nhân như Triệu Liên tới dày vò thêm cô không muốn quan tâm chuyện của Tống Huyền Khanh nữa, nói: "Mẹ, mẹ mau trở về phòng của mình đi." Lâm Thanh Diện ngồi ở một bên cười nhìn Tống Huyền Khanh và Hứa Bích Hoài, mặc dù hai người đang cãi vã, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy hơi ấm áp. Tống Huyền Khanh thấy Lâm Thanh Diện ở bên cạnh cười, lập tức trợn mắt nhìn anh, nói cười cười cười, chỉ biết cười, tên phế vật cậu trừ cười ra còn biết làm gì, cậu nhìn Đường Vân Xuyên người ta đi, ít nhất biết giúp Triệu Liên giải quyết phiền toái, còn cậu, trong tay ngoài đống tiền dơ bẩn chẳng còn cái gì cả. Lời kia của bà vừa thốt ra, Lâm Thanh Diện lập tức không còn cảm thấy ấm áp gì nữa, quả nhiên, nơi có tống huyền khanh, chỉ có dầu sôi lửa bỏng. Loại ấm áp này, căn bản không tồn tại. Mẹ, con có thể giúp mẹ trả thù nhà triệu liên, Lâm Thanh Diện mở miệng. Tống Huyền Khanh lập tức sửng sốt, không thể nào tin được lời của Lâm Thanh Diện, nói cậu. Cậu dựa vào gì giúp tôi trả thù nhà bà ta? dựa vào đống tiền dơ bẩn mẹ nói lâm thanh diện mở miệng cười lúc hứa bích hoài nghe thấy lâm thanh diện muốn giúp tống huyền khanh trả thù nhà triệu liên lập tức nhíu mày nói lâm thanh diện anh đừng để ý mẹ em tống lộ tử nhà bọn họ cũng chỉ là giận dỗi với chúng ta mà thôi không cần phải vì giúp mẹ em mà trả thù bọn họ lâm thanh diện nhìn về phía hứa bích hoài nói cái này cũng không phải chỉ vì mẹ em vẫn là vì em việc bọn họ làm rất quá đáng nên bị trừng phạt không sai, nên để cho bọn họ bị trừng phạt. Tống Huyền Khanh quát thêm, bà cũng không biết Lâm Thanh Diện nói chuyện gì, bây giờ bà chỉ muốn hung hăng trả thù nhà Triệu Liên. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, gật đầu, không ngăn cản nữa. Tính cách của Lâm Thanh Diện cô rất rõ, Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử tìm người làm như vậy với Lâm Thanh Diện và mình, Lâm Thanh Diện sao có thể bỏ qua cho bọn họ. Qua không bao lâu, Lâm Thanh Diện đã xuất hiện ở cửa phòng làm việc giám đốc của khách sạn Hoa Đô anh đẩy cửa đi vào thấy giám đốc đang cùng một nữ phục vụ thân thiết quần áo hai người đều xốc xách thấy cửa đột nhiên bị đẩy ra vội vàng tách nhau ra bắt đầu mặc quần áo của mình mẹ kiếp ai cho cậu vào trước khi cậu vào không biết gõ cửa à giám đốc mã lượng chửi về phía lâm thanh diện lâm thanh diện cũng không để ý tới lời của anh ta mà là đi tới cái ghế phía trước ngồi xuống cô phục vụ kia sau khi mặc quần áo tử tế vội vàng chạy ra ngoài Mã lượng nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diệt, nói con mẹ nó cậu có ý gì? Phòng làm việc này của tôi là nơi cậu cậu có thế tùy tiện xông vào sao? Cậu từ đâu chạy tới vậy? Không nói, tôi gọi bảo vệ ném cậu ra ngoài. Anh ta nhìn Lâm Thanh Diệt ăn mặc bình thường, không giống như là người có tiên, bình thường tới chỗ bọn họ ăn cơm ngủ lại, đều là nhân vật có mặt mũi, sẽ không giống như Lâm Thanh Diệt tùy tiện thế kia, thoạt nhìn đã toàn đồ vỉa hè cho nên anh ta cảm thấy Lâm Thanh Diện cũng không phải khách hàng nơi này, bèn không khách khí với Lâm Thanh Diện. Qua hai ngày nữa tôi muốn bao nơi này, anh tính xem tổng cộng cần bao nhiêu tiền, Lâm Thanh Diện mở miệng. Sau khi Mã Lượng nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, nhất thời diễu cợt, nói con mẹ nó đầu cậu bị úng nước à. Chỉ bằng cậu, cũng muốn bao nơi này của chúng tôi. Tôi thấy cậu chắc là vừa chạy từ trong bệnh viện tâm thần ra, cậu ngay cả một phòng của chúng tôi còn không ở nổi, còn dám nói bao hết khách sạn tôi ở chỗ các người đặt hai phòng không tin anh có thể tự mình tra lâm thanh diện mở miệng mặt mã lượng không hề tin mở miệng hỏi cậu tên là gì lâm thanh diện mã lượng lúc này đi tới trước máy tính của mình tra thử sau khi nhập tên lâm thanh diện vào phát hiện lâm thanh diện lại đặt hai phòng tổng thống ở đây hơn nữa còn là lâu dài điều này làm anh ta giật mình cậu đặt ở đây hai phòng tổng thống sao mã lượng mở miệng hỏi Lâm Thanh Diện gật đầu. Mặt mã lượng đầy nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Diện, nhìn thế nào cũng cảm giác khẩn trương không giống như người có thể đặt hai phòng tống thống ở chỗ này của bọn họ. Cậu làm sao chứng minh cậu là Lâm Thanh Diện? Lỡ như cậu giả mạo người khác tới kiếm chuyện với tôi thì sao? Mã lượng lên tiếng. Lâm Thanh Diện thấy mã lượng không tin anh, bất đắc dĩ lắc đầu, trong đầu nghĩ ở huyện Ngọc Điền, làm việc gì cũng cần có phùng diệt thần. Nếu như tôi nói tôi là bạn của phùng diệt thần, cái này chắc anh có thể tin chứ, Lâm Thanh Diện mở miệng. Mỗi ngày người giả mạo bạn của Phùng Diệp Thần rất nhiều, bớt khoác lác ở đây đi, Mã Lượng khinh thường nói một câu. Vậy tôi gọi điện thoại cho anh ta, gọi anh ta qua đây, Lâm Thanh Diện mở miệng. Nói xong, anh lấy điện thoại mình ra, gọi điện thoại cho Phùng Diệp Thân, bảo anh ta tới đây một chuyến. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thanh Diện nhìn về phía Mã Lượng, nói Phùng Diệp Thần sẽ tới rất nhanh, chờ anh ta tới, rồi anh hãy quyết định có muốn cho tôi bao khách sạn này hay không. Mã lượng lập tức ha ha cười lớn, nói cậu là người khoác lác nhất tôi từng gặp đấy, cậu cho là gọi một cú điện thoại, thì phùng ra sẽ tới. Mẹ nó bớt ở chỗ này làm bộ đi, mau nói, cậu rốt cuộc muốn làm gì. Mã lượng có giang díu với rất nhiều phục vụ xinh đẹp của khách sạn Hoa Đô, anh ta bây giờ hơi hoài nghi Lâm Thanh Diện có phải là bạn trai của cô phục vụ nào đó biết chuyện của bọn họ, cho nên cô ý tới báo thù không. Lâm Thanh Diện không để ý anh ta nữa, mà là ngồi yên tĩnh, chờ Phùng Diệp Thần tới. Mã Lượng thấy Lâm Thanh Diện không nói lời nào, định kêu bảo vệ tới đuổi anh ra ngoài. Ngay lúc này, một nữ phục vụ đi vào, mặt đầy ý cười đi tới bên cạnh Mã Lượng, sau khi thấy Lâm Thanh Diện, gật đầu với anh, cô ta cho rằng Lâm Thanh Diện là bạn của Mã Lượng. Anh Mã, chị em của em nhận gửi một đồ tốt, em đặc biệt đem tới cho anh xem, phục vụ kia cười nói. Đồ tốt gì? mã lượng mở miệng hỏi một đoạn video nghe cô ấy nói là cô ấy quay lén lúc cô ấy và một người đàn ông làm người đàn ông này chính là một tên cha nam đã có bạn gái qua hai ngày nữa dự định đính hôn rồi nhưng vẫn qua tìm chị em của em cô ấy thu lại đoạn video này định chờ đến lúc đó lúc tên đàn ông kia kết hôn rồi cho anh ta một võ cô gái phục vụ nói vừa nói cô vừa lấy điện thoại ra phát đoạn video kia bên trong truyền ra tiếng nam nữ mã lượng nghiêng đầu nhìn lâm thanh diện trong đầu nghĩ người này cũng không gây chuyện để cậu ta ngồi ở đây một lúc trước đợi lát nữa rồi đuổi cậu ta ra ngoài mẹ kiếp chị em của em lắng lơ thế tư thế này mà cũng được mã lượng cười nói một câu lúc này người đàn ông bên trong nói một câu nói ý đại khái chính là cô gái này so với bạn gái anh ta mạnh hơn nhiều lâm thanh diện sau khi nghe thấy câu này lập tức nhíu mày tiếp đó anh đứng lên đi tới bên cạnh mã lượng nhìn chăm chằm video kia. Mã lượng thấy Lâm Thanh Diện cũng đi tới nhìn, lập tức cười lên, nói, vừa rồi thấy cậu khoác lác lắm, làm sao, cậu cũng thích xem loại video này. Xem ra cậu cũng là một người lầm lì. Lâm Thanh Diện không phản ứng lại với mã lượng, trong lòng anh hơi kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy hơi buồn cười, bởi vì vai nam chính trong video này lại là đường Vân Xuyên. Cô phục vụ cho mã lượng xem xong video, rời đi, cô ta vốn định làm chút gì đó với mã lượng, có điều thấy Lâm Thanh Diện ở đây, cô ta không tiện lắm. Tiểu tử, video cho cậu coi rồi, cậu nên đi rồi chứ. Đừng nói với tôi cậu vẫn muốn bao khách sạn chúng tôi, chuyện này không thể nào, Mã Lượng nói. Vừa lúc đó, đột nhiên có người gõ cửa phòng làm việc, Mã Lượng mặt đầy kỳ quái, trong đầu nghĩ chẳng lẽ là cô phục vụ vừa rồi rơi đồ, bèn đi tới mở cửa. Sau khi mở cửa, Mã Lượng thấy Phùng Diệp Thần đứng bên ngoài, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng mở miệng, phùng. Phùng ra, sao anh tới đây? Tôi đến tìm đại ca tôi, anh ấy ở đâu rồi? Phùng Diệp Thân nói. Mã lượng nhất thời hít một hơi khí lạnh, vội vàng nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện ở bên trong, người này lại là đại ca của Phùng Gia. Xong rồi xong rồi, lần này thật sự xong rồi, vừa rồi thái độ của anh ta đối với Lâm Thanh Diện kém như vậy, hơn nữa còn ngay trước mặt anh xem video bất nhã kia, nếu như lâm thanh diện tìm anh ta gây chuyện chức giám đốc này của anh ta sẽ mất ngay ở đây ở đây giọng mã lượng run rẩy nói phùng diệp thần đi thẳng vào thấy lâm thanh diện thật sự ở trong lập tức cười anh diện tìm tôi có chuyện gì không tôi vừa mát xa chân xong định nghỉ ngơi thì bị anh gọi điện thoại tới phùng diệp thần cười nói mặt mã lượng đầy thấp thỏm nếu như lâm thanh diện truy cứu chuyện vừa rồi anh ta xong đời có điều chuyện khiến anh ta không nghĩ tới là lâm thanh diện không nói chuyện vừa rồi mà là nói hai ngày nữa tôi muốn bao khách sạn này anh nói với anh ta bảo anh ta làm cho tôi phùng diệc thân lập mức mở miệng anh diện đây đều là chuyện nhỏ còn nói với anh ta làm gì nói với tôi là được khách sạn này anh muốn dùng thế nào thì dùng thế đó không ai dám nói gì phải 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 phùng gia nói đúng mã lượng vội vàng phụ họa anh nghe rồi đấy Hai ngày nữa đại ca tôi muốn bao cái khách sạn này, đến lúc đó không được cho ai vào, các người toàn bộ đều nghe đại ca tôi, nghe thấy chưa?" Phùng Diệp Thần nói với Mã Lượng một câu. Mã Lượng vội vàng gật đầu, nói, "Nghe thấy rồi, tôi nhất định đều nghe vị đại ca này." Lâm Thanh Diện thấy Mã Lượng đáp ứng, lấy thẻ ngân hàng của mình ra để Mã Lượng thanh toán, Phùng Diệp Thần lập tức cự tuyệt, nói Lâm Thanh Diện nếu như nói chuyện tiền nong với anh ta, đó chính là xem thường anh ta. Lâm Thanh Diện cười cười, cũng không từ chối, lại cất thẻ ngân hàng vào. Sau khi nói xong, Lâm Thanh Diện đứng dậy, đi ra ngoài, lúc sắp ra cửa, anh xoay người nhìn về phía Mã Lượng. Mã Lượng giật mình, cho rằng Lâm Thanh Diện muốn xử lý anh ta, tim nhảy cẳng lên. "Bảo cô phục vụ kia gửi video kia cho tôi, tôi cần dùng." Lâm Thanh Diện cười nói. Chương 192, không được bất kính với anh Lâm. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã tới ngày đính hôn của tống lộ tử và đường vân xuyên nói là tiệc đính hôn thật ra là bữa cơm hai gia đình tống lộ tử và đường vân xuyên ban đầu triệu liên còn muốn gọi tống nguyên vấn tới theo bà ta thay con gái bà ta tìm được người bạn trai xuất sắc như vậy khi đính hôn chắc chắn trưởng họ nhà họ tống là tống nguyên vẫn phải có mặt nhưng đường vân xuyên nói phòng bao anh ta đặt không rộng lắm chỉ đủ cho hai nhà ngồi thêm một người nữa thì có vẻ hơi chật Thay vì gọi Tống Nguyên vấn tới rồi cảm thấy Đường Vân Xuyên keo kiệt, tốt hơn là không gọi tới. Hai gia đình cùng đến cổng khách sạn Hoa Đô, Triệu Liên vui vẻ, không ngừng kéo tay mẹ Đường Vân Xuyên, hai người nói chuyện díu rít. Tôi nói bà nghe, nhà họ Tống có một người tự cho mình là đúng, gả vào một gia tộc nho nhỏ ở Hồng Thành, lúc nào cũng bị bắt nạt, còn có một đứa con rẻ hèn nhát ăn cơm chùa, mấy ngày trước còn phét lác với tôi rằng mình sống trong biệt thự Tôi không vừa mắt cô ta bèn đuổi cả nhà họ ra ngoài, kết quả không ngờ ngày hôm đó cô ta còn đăng lên bảng tin nói rằng mình sống ở khách sạn Hoa Đô, đúng là cười chết tôi luôn. Chắc chắn cô ta không biết khách sạn Hoa Đô của chúng ta muốn vào ở thì phải có quan hệ, hơn nữa với hoàn cảnh gia đình nhà cô ta, chắc chắn không thể ở được nơi đắt đỏ thế này, Tống Huyền Khanh lại nhảy liên tục. Chính là cái đứa con rể phế vật tên Lâm Thanh Diện đúng không? Tôi nghe Vân Xuyên nói rồi, không ngờ cả nhà họ lại đáng ghét như thế, Bà đuổi họ đi là đúng rồi, mẹ Đường Vân Xuyên nói. Nói cậu ta phế vật đã là khen cậu ta rồi, cả nhà họ mắng chửi cậu ta, tôi vẫn chưa gặp mà mới chỉ nghe kể lại thôi, vẫn là Vân Xuyên nhà chúng ta ưu tú, có thể đưa chúng ta tới ăn cơm ở khách sạn lớn như Hoa Đô này." Triệu Liên cười nói. Mẹ Đường Vân Xuyên cũng rất đắc ý, rõ ràng là rất hài lòng với con trai mình. Đường Vân Xuyên bước tới cửa khách sạn Hoa Đô, lập tức có hai người phục vụ đi tới ngăn họ lại tôi đã đặt một phòng bao trong này, đường Vân Xuyên, cho chúng tôi vào. Đường Vân Xuyên nói, xin lỗi, khách sạn chúng tôi hôm nay đã được bao hết, các chỗ đặt trước đó đều đã bị hủy, chúng tôi đã gửi tin nhắn thông báo trước cho anh rồi, một người phụ vụ nói. Đường Vân Xuyên xứng người một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra xem, hai ngày trước anh ta có nhận được một tin nhắn, nhưng lúc đó anh ta cho rằng đó là tin nhắn quấy rối nên không quan tâm. Ý hai anh là gì? Tôi đã đặt trước rồi, các anh nói hủy là hủy, các anh đang lừa gạt người tiêu dùng phải không? Đường Vân Xuyên lập tức sốt ruột. Hôm nay anh ta đã hứa sẽ đưa hai nhà đến khách sạn Hoa Đô mở tiệc đính hôn, nếu bây giờ bảo anh ta không thể đi vào thì chắc chắn anh ta sẽ điên mất. Dù sao Triệu Liên cũng đã nói cho tất cả những người có thể nói rồi, bây giờ đột nhiên không được vào sẽ là một chuyện rất xấu hổ. Xin lỗi, chúng tôi đã thông báo cho anh rồi, hôm nay khách sạn chúng tôi đã được bao hết mọi người vẫn nên quay về thôi ạ à, người phục vụ lại nói triệu liên và tống lộ tử nghe thấy lời phục vụ nói sắc mặt đều trở nên khá khó coi triệu liên tiến lên một bước rồi nói là ai đã bao chọn cả khách sạn hoa đô các người bớt lừa chúng tôi đi tôi thấy hai cậu là đang cố ý thì đúng hơn cậu mau cho chúng tôi vào nếu không chúng tôi sẽ tố cáo cậu tôi nói rồi hôm nay chỗ này đã được bao hết nhân viên không liên quan cũng không được vào các người không hiểu sao Người phụ vụ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh có thái độ gì đấy, anh biết chúng tôi là ai không? Anh không cần công việc này nữa rồi phải không? Nói cho anh biết, Vân Xuyên nhà chúng tôi là người của Phùng Gia. Nếu các anh dám không cho anh ấy vào thì các anh chờ bị Phùng Gia xử lý đi. Tống Lộ Tử hét lên. Hai người phụ vụ sửng sốt khi nghe Tống Lộ Tử nói đường Vân Xuyên là người của Phùng Gia. Nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hôm nay nơi này được Phùng Gia đặt, nếu người này thật sự là người của Phùng gia thì chắc chắn ông ấy sẽ thông báo trước. Cho nên cả hai đều cho rằng những người này đang nói dối, chưa biết chừng là tới để gây rối. Phùng gia đặc biệt dặn dò nếu hôm nay không có lệnh của ông ấy và anh Lâm thì không ai có thể vào khách sạn. Nếu những người này thật sự muốn xông vào thì đó là do họ thất trách, đến lúc đó hai người họ sẽ gặp xui xẻo. Hai người nhìn nhau nở nụ cười xấu xa một người trong đó nhìn đám người ngoài cửa rồi hỏi các người thật sự là người của phùng gia lẽ nào còn có thể giả nói cho các cậu biết vân xuyên là người tâm phúc bên cạnh phùng gia nếu hôm nay các người không cho chúng tôi vào thì cứ đợi ra đi tay trắng đi triệu liên nói đường vân xuyên xấu hổ anh ta vẫn chưa đi được xa như lời triệu liên nói nếu bị phùng gia biết thì chắc chắn ông sẽ trách anh ta nhưng anh ta nghĩ hai nhân viên phục vụ ở cửa này chỉ là người bình thường chắc chắn sẽ không đi xác nhận với Phùng Gia nên cũng không ngăn cản Triệu Liên. Ha ha, vậy mọi người chờ một chút, tôi sẽ cho người đi sắp xếp phòng bao, người phục vụ nói xong xoay người bước vào. Triệu Liên đắc ý, quay đầu nhìn đường Vân Xuyên, Vân Xuyên à, vẫn là con lợi hại, đám người này đều phải nhìn sắc mặt con, nếu như là tên phế vật nhà Tống Huyền Khanh thì e là hẳn đã bị dọa sợ mà chạy mất rồi. Đường Vân Xuyên cười không nói gì. Một lúc sau người phục vụ đó chạy lại, phía sau anh ta còn có một đội nhân viên bảo vệ. Mau bắt đám người này lại cho tôi, họ muốn đến khách sạn chúng ta để gây rối, nhưng hôm nay anh Lâm đã bao hết toàn bộ khách sạn, không được để xảy ra sai sót gì. Trước tiên hãy bắt những kẻ gây rối này lại cho tôi rồi nhốt vào phía sau, qua hôm nay rồi thải. Một nhóm nhân viên an ninh ngay lập tức bao vây hai gia đình Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên. Triệu Liên ngẩn người, không phải nói đi chuẩn bị phòng cho họ sao, Thế nào lại dẫn theo một đội bảo vệ tới, hơn nữa còn muốn bắt bọn họ. Đường Vân Xuyên cũng nhíu mày, không ngờ mọi chuyện lại trở nên thế này. Hôm nay là ngày vui của anh ta, nếu bị quấy giày như thế này thì thật sự là quá xui. Các người dừng tay lại cho tôi, biết tôi là ai không mà dám bắt tôi. Tôi là người của Phùng Gia đấy, đường Vân Xuyên hét lớn. Bớt giả vờ đi, hôm nay Phùng Gia đã ra lệnh bao chọn khách sạn này đến chuyện còn không biết mà vẫn giả vờ là người của Phùng gia, anh coi chúng tôi đều là kẻ ngốc à? Người phục vụ hết lại. Vẻ mặt Đường Vân Xuyên đột nhiên thay đổi, anh ta không ngờ lại là mệnh lệnh của Phùng gia. Anh ta do dự một chút rồi quay đầu nói với Tống Lộ Tử: Lộ Tử là Phùng gia hạ lệnh bao chọn chỗ này, hay là hôm nay chúng ta tìm một nơi khác trước, sau này anh lại đưa mọi người tới đây. Tống Lộ Tử lập tức lộ vẽ không tình nguyện, đã nói tiệc đính hôn sẽ tổ chức ở đây sao có thể nói thay đổi là thay đổi như thế được đến đây với đến nơi khác có thể giống nhau sao đường vân xuyên cao mày nhưng đây là địa bàn của phùng gia lẽ nào em muốn anh làm trái ý ông ấy sao tống lộ tử không nói nữa nhưng vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt cô ta được rồi mọi người dừng lại đi chúng tôi không vào nữa chúng tôi đi chỗ khác đường vân xuyên nói lúc này nhóm bảo vệ mới dừng tay Nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm bọn họ nói, thế còn tạm được, sau này đừng mạo danh làm người của phùng gia nữa, phùng gia là người mà loại người như các người có thể với tới sao? Triệu Liên tức giận nhưng lại không dám nói gì, thầm nghĩ sao Đường Vân Xuyên lại làm ăn thế này, không những không đưa được họ vào khách sạn Hoa Đô ăn Tôi mà còn suýt nữa bị bắt. Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô đỗ trước khách sạn Hoa Đô, cả nhà Lâm Thanh diện xuống xe, sáng nay họ về vùng nông thôn hít thở không khí trong lành, bây giờ mới quay lại hai nhân viên phục vụ trông thấy nhà Lâm Thanh Diện đã về thì lập tức lo lắng, hét lên với đám người nhà đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử, các người mau tránh sang một đi, nhà anh Lâm về rồi, nếu các người chặn đường họ thì sẽ gặp xui xẻo đấy, chúng tôi cũng không quan tâm đâu. Mấy nhân viên an ninh cũng vội vàng đẩy hai nhà đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử sang một bên. Triệu Liên không ngừng lẩm bẩm anh Lâm cái chó gì chứ, sao họ phải tôn trọng như vậy? Cả nhà Lâm Thanh Diện bước vào khách sạn Hoa Đô, Tống Huyền Khanh nhìn thấy đám người triệu liên bị chặn lại bên ngoài khách sạn, lập tức bật cười. Lâm Thanh Diện, thật là có công của con đấy, không ngờ bỏ họ thật sự bị ngăn lại ở bên ngoài, Tống Huyền Khanh cười nói. Lâm Thanh Diện không nói gì, dẫn người nhà vào trong. Triệu Liên thấy gia đình Tống Huyền Khanh đi qua, lập tức mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được. Sao có thể là người nhà họ? Triệu Liên ngạc nhiên hỏi. Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử cũng nhìn chằm chằm gia đình Tống Huyền Khanh với vẻ mặt kỳ lạ, không biết sao họ lại xuất hiện ở đây. Tống Huyền Khanh khinh thường nhìn đám người triệu liên, sau đó ngẩng cao đầu bước vào khách sạn Hoa Đô. Nhìn thấy nhà Tống Huyền Khanh chuẩn bị đi vào, triệu liên đột nhiên hét lên, các người làm gì vậy, hôm nay khách sạn Hoa Đô đã có người bao chọn rồi, các người không vào được đâu, lẽ nào các người muốn tới đây ăn trực bữa tiệc đính hôn của nhà chúng tôi à? Tống Huyền Khanh bĩu môi nói, các người còn không vào được cửa mà vẫn không biết xấu hổ nói muốn tổ chức tiệc đính hôn ở đây, không sợ mất mặt à? Bà Triệu Liên lập tức giận điên người hét lên. Tống Lộ Tử kéo áo Triệu Liên, "Mẹ, đừng để ý tới họ, lát nữa họ bị bắt mới hay." Mắt Triệu Liên sáng lên, cười khẩy nhìn Tống Huyền Khanh, "Vậy cũng chưa chắc các người đã được vào, đi vào cho chúng tôi xem nào." Đoàn người nhà Tống Huyền Khanh không dừng lại mà đi thẳng vào khách sạn Hoa Đô. Hai nhân viên phục vụ nhanh chóng nhường đường và cúi đầu chào họ. Cảnh tượng này khiến cả hai nhà đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử đều ngây người, không phải vừa nãy hai người phục vụ kia còn nói sẽ bắt người vào sao, thế nào mà mấy người Tống Huyền Khanh lại đi vào được. Sau khi gia đình Tống Huyền Khanh vào, Tống Huyền Khanh quay đầu nhìn Triệu Liên cười nói, chúng tôi vào rồi, nhìn thấy chưa? Không phải bà cảm thấy đường Vân Xuyên rất lợi hại à, bây giờ đến vào còn không vào được, còn ở đây huynh hoang với tôi, thật nực cười. Triệu Liên vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người phục vụ hỏi, không phải nói hôm nay đã có người bao chọn rồi sao? Vì sao không ngăn cản họ? Hai người phục vụ liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói, là người nhà anh Lâm đã bao cả khách sạn, vì sao chúng tôi phải ngăn cản họ? Triệu Liên ngẩn người, nhà anh Lâm, lẽ nào người bao chọn chỗ này là Lâm Thanh Diện? Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử đều nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt khó tin, Tống Lộ Tử hét lên, không thể nào, anh Lâm mà anh nói lẽ nào chính là tên phế vật Lâm Thanh Diện. Hai người phục vụ lập tức chừng mắt nhìn Tống Lộ Tử. Không được phép bất kính với anh Lâm. Anh Lâm cái chó gì, anh ta là một tên phế vật, các người cung kính anh ta như vậy, tôi thấy các anh bị anh ta lừa rồi, các anh mau bắt lấy họ. Tống Lộ Tử hét lớn. Các nhân viên an ninh lập tức bao vây họ lại, hung hăng nhìn chằm chằm từng người một, những người này dám xúc phạm anh Lâm chính là đang tìm cái chết đương nhiên họ không cho phép chuyện này xảy ra. Lâm Thanh Diện thấy vậy thì xua tay nói, đừng chấp nhặt với bọn họ, tất cả tất cả chúng ta dai sai rồi, chúng ta dai sai rồi. Mấy nhân viên bảo vệ lúc này mới dừng tay. Lúc này Tống Huyền Khanh nhìn chăm chăm Triệu Liên, cười nói, Triệu Liên, có phải bà rất muốn vào đây ăn cơm không? Chỉ cần bà có thể trả đủ tiền phá hỏng vòng tay của tôi thì tôi sẽ bảo họ cho các người vào, thế nào? chương 193, đăng clip. Triệu Liên nghe Tống Huyền Khanh nói xong thì lập tức hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà Tống Huyền Khanh trong lòng, mắng xong ngẫm lại thấy không đúng lắm, bà ta mắng đời thứ 18 của Tống Huyền Khanh chẳng phải là đang mắng Tống Quốc Lương sao. Ngày hôm đó Triệu Liên thê thốt sẽ không bao giờ cầu xin Tống Huyền Khanh, không ngờ lại bị vả mặt nhanh đến thể. Nói cứ như thể thực sự các người nói gì là thế đó vậy, mấy người này chắc là diễn viên mà các người tìm tới đúng không? bây giờ bà đòi tiền mẹ tôi đã để lộ mục đích của bà rồi tống lộ tử bày ra dáng vẻ đã nhìn thấu sự thật triệu liên cũng lập tức gật đầu cảm thấy đúng là như vậy tống huyền khanh tôi khuyên bà vẫn nên mau chóng rời khỏi đây cùng với đám diễn viên của mình đi nếu không lát nữa người của khách sạn hoa đô tới các người muốn chạy cũng không được đâu triệu liên hung hãng nói bà ta vẫn đang tự hỏi sao có thể có người đặc biệt bao chọn cả khách sạn hoa đô vào đúng ngày con gái bà đính hôn thế bây giờ Tống Lộ Tử nói vậy thì mọi chuyện đã được giải thích. Chắc chắn là Tống Huyền Khanh ghen ti với Tông Lộ Tử và Đường Vân Xuyên nên mới cố ý tìm một dàn diễn viên tới gây rối cho họ vào ngày này, không cho họ vào. Nếu thật sự là người của khách sạn Hoa Đô thì sao có thể gọi tên phế vật Lâm Thanh Diện này là Anh, một cách tôn trọng như vậy, cho nên chắc chắn là đang diễn. Các người nói ai là diễn viên? Chúng tôi là nhân viên khách sạn Hoa Đô chính hiệu, người phục vụ trừng mắt nhìn triệu liên hét cắt, diễn khá giống đấy, Triệu Liên khinh thường nói. Thấy bọn họ không tin, Tống Huyền Khanh lập tức sốt ruột, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diệt, hy vọng anh sẽ nghĩ cách. Nếu mọi người không tin, tôi có thể gọi người quản lý đến, mọi người có thể đối chất với anh ta. Lâm Thanh Diệt nói, được, vậy anh gọi người quản lý ra đây, tôi biết quản lý ở đây là ai, mặc dù không quen nhưng cũng đã thấy vài lần, sẽ không nhận nhầm, đường Vân Xuyên nói. Lâm Thanh Diện gọi ngay cho Mã Lượng, sau khi mã lượng nhận được điện thoại thì vội vàng chạy đến anh lâm anh có dặn dò gì ạ à? mã lượng hỏi giải thích cho họ có phải chúng tôi đã bao chọn chỗ này không lâm thanh diện nói mã lượng quay đầu liếc nhìn đám người đường vân xuyên ở cửa sửng sốt đó chẳng phải nam chính trong video sao nhưng anh ta cũng không dám hỏi nhiều vội vàng giải thích hôm nay chỗ chúng tôi thật sự đã được anh lâm bao chọn xin hỏi có vấn đề gì không khi Đường Vân Xuyên nhìn thấy Mã Lượng đi xuống thì vô cùng kinh ngạc, Mã Lượng đúng là quản lý của khách sạn Hoa Đô, điều này không thể giả được. Anh ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ Mã Lượng lại tôn trọng Lâm Thanh Diện như thế. Tống Lộ Tử nhìn chằm chằm Mã Lượng rồi hỏi Đường Vân Xuyên, đây có phải quản lý không? Đường Vân Xuyên gật đầu. Tống Lộ Tử nghiến răng, không ngờ Lâm Thanh Diện thực sự gọi được quản lý của khách sạn Hoa Đô xuống. Triệu Liên vốn còn muốn chế nhạo gia đình Tông Huyền Khanh một phen, không ngờ quản lý lại là thật, nhất thời chỉ có thể nuốt lại lời vừa thốt ra. Tống Huyền Khanh liếc nhìn Triệu Liên đắc thắng, hỏi thế nào, hôm nay các người có còn muốn tổ chức tiệc đính hôn ở khách sạn Hoa Đô nữa không? Bài đăng trên vòng bạn bè của bà, chắc người của cả nhà họ Tống đều đã biết rồi, đến khi đó nếu họ phát hiện các người còn chưa bước vào cửa khách sạn Hoa Đô chắc chắn sẽ cười nhạo các người đến chết. Triệu Liên lập tức lo lắng, Tống Huyền Khanh nói không sai, nếu họ đến cửa cũng không vào được thì thật sự sẽ trở thành trò cười của cả nhà họ Tống. Đường Vân Xuyên quay đầu nhìn Tống Huyền Khanh hỏi, chúng tôi còn nợ họ bao nhiêu tiền? 3 tỷ 9601, Triệu Liên chưa kịp lên tiếng thì Tống Huyền Khanh đã nói trước. Đường Vân Xuyên cau mày, nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày đính hôn của mình với Tống Lộ Tử, không thể khiến mọi người đều không vui, 3 tỷ 960 vẫn trong khả năng anh ta có thể trả, vì thế anh ta nói với Tống Huyền Khanh tôi trả cho bà để chúng tôi vào. Tống Lộ Tử lập tức nói, mẹ tôi đã đưa cho các người 300 triệu rồi, các người còn muốn thế nào? Ai biết vòng tay của các người bao nhiêu tiền, hơn nữa mẹ tôi cũng không cố ý, tốt xấu gì các người cũng được coi là người nhà của tôi, có đến mức phải làm vậy không? Tống Huyền Khanh trừng mắt, cô đúng là được đúc ra cùng một khuôn với mẹ cô, đều không biết xấu hổ như nhau. Lúc này Lâm Thanh diện tiến lên một bước, nói nếu các người có thể lấy ra số tiền này thì tôi sẽ bảo họ sắp xếp phòng bao sang trọng nhất ở đây cho mọi người mắt đường Vân Xuyên sáng lên không thành vấn đề tôi đưa tiền cho anh Triệu Liên vội ngăn lại Vân Xuyên con điên rồi à sao lại phải đưa tiền cho họ Zia gì à, không biết phòng bao sang trọng nhất của khách sạn này chỉ riêng phí sử dụng thôi đã mấy tỷ rồi trang trí bên trong rất sang trọng còn có một mặt tường tivi có thể vừa ăn vừa xem tivi phòng cháu đặt trước đó chỉ là phòng riêng bình thường nhất thôi, nếu vậy vẫn là chúng ta được lời, đường Vân Xuyên nói. Triệu Liên và Tống Lộ Tử đều sửng sốt, sau đó đều mỉm cười, không ngờ Lâm Thanh Diện lại ngốc như vậy, vì đòi tiền mà phải sắp xếp cho họ phòng bao sang trọng nhất, như vậy cũng có nghĩa là họ chẳng mất gì cả. Lâm Thanh Diện, sao cậu lại sắp xếp phòng bao sang trọng cho họ, cậu ngốc à? Tống Huyền Khanh chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười nói, mẹ đừng lo, Phòng bao dành cho họ đương nhiên có kế hoạch riêng của con. Đường Vân Xuyên không do dự nữa mà chuyển cho Tống Huyền Khanh 360 triệu, Tống Huyền Khanh nhận được tiền thì rất vui, dù sao chiếc phòng đó cũng là do Lâm Thanh Diện mua, bà ta còn rất nhiều, bây giờ cũng coi như đã biến hiện ra chiếc phòng khác. Lâm Thanh Diện thấy Đường Vân Xuyên đã chuyển tiền thì bảo quản lý cho họ vào, hơn nữa còn sắp xếp cho họ phòng bao hạng nhất. Đúng là ngu ngốc, hắn còn tưởng đã chiếm được hơi từ chúng ta vẫn chưa thấy ai ngốc như hắn, Triệu Liên lẩm bẩm. Đám người Triệu Liên vào xong, Lâm Thanh Diện bảo Hứa Bích Hoài và Tống Nguyên Khanh vào phòng trước, còn anh tới phòng điều khiển trung tâm khách sạn một chuyến. Anh Lâm, video lần trước anh bảo tôi đưa ấy, không phải là muốn. Mã Lượng nhìn Lâm Thanh Diện hỏi. Lâm Thanh Diện cười nói, chờ tín hiệu của tôi, biết phải làm gì rồi chứ. Mã Lượng gật đầu ngay, cười nói, đảm bảo khiến anh Lâm hài lòng sau đó Lâm Thanh Diện ra khỏi phòng điều khiển, đi về phía phòng bao riêng đẳng cấp đó. Trong phòng bao sang trọng, gia đình Triệu Liên và Đường Vân Xuyên đều nhìn chằm chằm trang trí trong phòng riêng này với vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi há hốc mồm. Trời ơi, xa xỉ quá đi, nơi này đúng là nơi mà Hoàng thượng mới có thể đến mà, chẳng trách Vân Xuyên lại nói chỉ riêng phí sử dụng thôi đã tốn cả vài tỷ Triệu Liên cảm thán. Tống Lộ Tử cũng cười, chúng ta có thể đính hơn ở nơi này, thật sự là tốt quá, em phải chụp thật nhiều ảnh cho các bạn cùng lớp xem, chắc chắn họ sẽ ngưỡng mộ em lắm." Đường Vân Xuyên cười, Lâm Thanh Diện còn định dùng cách này để anh đưa tiền cho họ được lời chứ, đúng là cười chết anh. Xem ra anh ta chỉ là một tên hai lúa, không biết sự xa xỉ của phòng bao hàng đầu nơi này, Vân Xuyên nói đúng, tên phế vật Lâm Thanh Diện đó sao có thể hiểu được những điều này. Mẹ thấy quản lý kia cũng thông đồng với họ rồi, chắc chắn họ đã mang lại lợi cho quản lý nên quản lý mới diễn cùng chưa biết chừng số tiền đó còn phải chia một nửa cho quản lý ấy, Triệu Liên nói. Nhưng nói thế nào thì phòng bao này cũng mất vài tỷ phí sử dụng đó, Tống Quốc Lương nói. Ông bị ngốc à, quản lý đó phụ trách nơi này, người khác sử dụng phòng bao đương nhiên phải trả phí sử dụng, nhưng cậu ta là quản lý ở đây, muốn dùng cũng chỉ là chuyện nhỏ, chưa biết chừng cậu ta còn thường xuyên kiếm thêm tiền dựa vào cách này ấy, Triệu Liên nói. Nghe bà ta nói vậy, mọi người đều gật đầu, cảm thấy cũng có lý. Hừ, Kệ họ đi, dù sao chúng ta đã đến được phòng riêng hàng đầu khách sạn Hoa Đô, biết bao người phải ghen ti. Vân Xuyên, sau này anh phải đối xử thật tốt với em, trong mắt chỉ có mình em, sẽ không có hứng thú với người phụ nữ khác, anh cũng sẽ mãi một lòng với em, em nói có đúng không? Tống Lộ Tử nói với đường Vân Xuyên. Trong mắt đường Vân Xuyên thoáng hiện lên tia bối rối, anh ta nói đúng. Đúng thế, anh sẽ chỉ đối xử tốt với em. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, một người phục vụ bước vào, đường Vân Xuyên nhìn sang thì vô cùng sửng sốt, người phục vụ này chính là người đã yêu đương lén lút với anh ta lần trước. Nhân viên phục vụ cũng hơi giật mình, lúc nãy quản lý bảo cô đến đây phục vụ nên cô tới, không ngờ đường Vân Xuyên lại ở trong phòng bao này. Cô ta cầm thực đơn đưa cho đường Vân Xuyên, cười nói, mời anh gọi món. Đường Vân Xuyên lúng túng cầm lấy thực đơn và bắt đầu gọi món. Tống lộ tử nhìn ra đường Vân Xuyên bói rối, Nhìn anh ta và nhân viên phục vụ vài lần thì hỏi, "Vân Xuyên, anh sao vậy? Ở đây lạnh thế này sao anh lại đổ mồ hôi?" Khụ khụ, có thể là do vừa mới vào, em gọi đi, anh bật tivi." Đường Vân Xuyên đưa thực đơn cho Tống Lộ Tử rồi bật tivi. Tống Lộ Tử nhìn Đường Vân Xuyên một cách nghi ngờ, luôn cảm thấy anh ta có điều gì đó không ổn. Gọi món xong, nhân viên phục vụ ra khỏi phòng bao, lúc này Đường Vân Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Xem tivi đi màn hình lớn như dạp chiếu phim thế này, chúng ta ở nhà cũng không xem được loại tivi này đâu. Đường Vân Xuyên cười nói. Lúc này cửa phòng bao lại bị mở ra, mọi người quay đầu nhìn, phát hiện là Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, sao tên phế vật anh lại vào đây, chỗ chúng tôi không chào đón anh, anh mau cút đi cho tôi. Tống lộ tử chửi bới. Lâm Thanh Diện cười nói, rất xin lỗi vì đã làm phiên tiệc đính hôn của hai người, nhưng tôi muốn nhắc nhở cô rằng đường Vân Xuyên không tốt như cô nghĩ đâu, nếu cô thật sự muốn đính hôn với anh ta thì tôi khuyên cô tốt nhất hãy suy nghĩ cẩn thận. Đường Vân Xuyên lập tức đứng lên, chửi, Lâm Thanh Diện, mày có ý gì? Chắc chắn là tên ngốc này tới đây để gây chuyện, mọi người ngồi xuống trước đi, tôi đi giải quyết. Đường Vân Xuyên lo lắng nhìn mọi người trong phòng một lượt rồi vội vàng đi tới cửa, đẩy Lâm Thanh Diện ra ngoài, còn đóng cửa lại. Mày làm cái quái gì đấy, có phải mày không muốn thấy chúng tao sống tốt đúng không? Đường Vân Xuyên tức giận nói. Lâm Thanh Diện cười, tôi nói có đúng hay không trong lòng anh tự biết. Thật ra tôi tới là muốn hỏi anh một câu, bốn người tới gây rối cho chúng tôi lần trước có phải do anh sai khiến không? Nếu bây giờ anh xin lỗi tôi và bích hoài thì tôi có thể tha cho anh một lần. Đường Vân Xuyên cười chế nhạo, tao thấy đầu mày đúng là uống nước rồi, bảo tôi xin lỗi mày, nằm mơ à? Ô, nói cách khách, anh không trân trọng cơ hội mà tôi đã cho anh lần này sao? trân trọng cái đầu mày ấy, mau cút đi cho ông, tao không muốn nghe mày ở đây làm nhảm, nơi nào mát mẻ thì mày mau cút về đó đi, đừng ép tao phải không khách sáo với mày. Đường Vân Xuyên lại nói thêm một câu sau đó xoay người đi vào phòng bao. Lâm Thanh Diện mỉm cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho mã lượng. Sau khi đường Vân Xuyên trở lại phòng bao thì cười với mọi người, tôi đã đuổi tên ngốc đó đi rồi, nào nào nào, chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng lễ đính hôn của tôi với vô tình. Tôi xin hứa từ nay về sau sẽ đối xử tốt với lộ tử như ban đầu." Nói xong anh ta cầm ly rượu lên. Triệu Liên và những người khác cũng cầm ly lên, mỉm cười nhìn Đường Vân Xuyên, vẻ mặt tống lộ tử ngọt ngào, cô ta cảm thấy bạn trai mình thật sự rất tốt, rất yêu mình, chắc chắn sẽ một lòng với mình. Đúng lúc này, màn hình TV trong phòng bao đột nhiên thay đổi, là âm thanh là lướt của nam và nữ. Đây chính là video Đường Vân Xuyên yêu đương vụng trộm với cô phục vụ kia chương 194, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Bầu không khí trong phòng bao vốn đang rất ấm áp, nhưng khi âm thanh trong video phát ra thì sắc mặt mọi người đều thay đổi. Ai nấy đều quay đầu nhìn màn hình lớn phía sau, khi nhìn thấy hình ảnh trên đó, ba mẹ đường Vân Xuyên và Triệu Liên còn có tống quốc lương đều đỏ mặt. Ngay sau đó, trong màn hình xuất hiện hình ảnh đường Vân Xuyên và cô phục vụ. Tống lộ tử lập tức xứng người, quay đầu nhìn đường Vân Xuyên ở bên cạnh, nước mắt trào ra. Đường Vân Xuyên lập tức sốt sắng, anh ta vội vàng đi tới bức tường TV, muốn dùng cơ thể mình che màn hình lại, nhưng cả bức tường đều bằng phẳng, cơ thể anh ta chỉ có được một phần nhỏ. Hơn nữa dù lúc này anh ta có cố gắng che bằng cách nào đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Đường Vân Xuyên, đồ xúc đỉnh, tôi đã nói sao vừa rồi anh và cô phục vụ kia lại mắt qua mày lại như thế, không ngờ anh lại cùng cô ta. Tống Lộ Tử nói đến đây thì khóc không thành tiếng, sao cô ta có thể ngờ đọc anh ta làm vậy sau lưng mình, còn bị quay lại. Quan trọng nhất là đoạn video lại còn được phát trong bữa tiệc đính hôn của họ. Tống lộ tử đã không cách nào kiêm chế được cảm xúc của mình, ban đầu cô ta còn mơ tưởng sau khi kết hôn sẽ đi tuân trăng mật ở đâu, khi nào thì có con, bây giờ xem ra đều chỉ là chuyện cười. Sau khi xem đoạn video này, Triệu Liên gần như suy sụp, hành vi của đường Vân Xuyên và cô nhân viên phục vụ kia thật sự quá khó coi, quan trọng nhất là hai người còn đang rất hưởng thụ, đây chính là sự sỉ nhục của gia đình họ. Đường Vân Xuyên, giải thích rõ ràng chuyện này là thế nào? Cậu luôn miệng nói chỉ yêu một mình con gái tôi, thế đây là cái gì? Tôi thật đúng là mắt mù, còn tưởng cậu sẽ một lòng yêu con gái tôi, còn chưa kết hôn mà cậu đã làm ra chuyện này, lương tâm cậu không biết đau sao. Triệu Liên chửi rủa sắc mặt tống quốc lương cũng âm châm, muốn đập vỡ bức tường tivi cậu thật sự khiến gia đình chúng tôi thất vọng, con gái tôi cả đời này cũng không lấy chồng xuất sinh như cậu. Sắc mặt ba mẹ đường Vân Xuyên cũng rất khó coi, họ đều không ngờ con trai mình lại làm chuyện này, đương nhiên nếu bí mật biết chuyện này khi ở riêng với nhau thì cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao họ đều cảm thấy con trai mình rất xuất sắc, có nhiều gái theo cũng là chuyện bình thường, đường Vân Xuyên không chịu được cám dỗ không thể trách anh ta, chỉ có thể trách những cô gái đã dụ dỗ anh ta nhưng bây giờ đang trong bữa tiệc đính hôn với tống lộ tử dù thế nào họ cũng không thể bao che cho con trai mình đường vân xuyên thằng khốn nạn này ba muốn đánh chết mày ba đường vân xuyên lao về phía đường vân xuyên đường vân xuyên vội vàng tránh ra mọi người nghe con giải thích đây đều là giả photoshop thôi chắc chắn có người muốn hãm hại con con thật sự không làm chuyện này anh cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngốc sao đây là video chứ không phải ảnh anh photoshop cho tôi xem. Tống lộ tử gầm lên. Đường Vân Xuyên biết muốn lừa gạt cho qua là điều không thể, bây giờ anh ta muốn biết là ai đã tung đoạn video này ra. Ba đường Vân Xuyên túm lấy cổ ảo đường Vân Xuyên, tát vào mặt anh ta, Triệu Liên thấy vậy cũng xông tới, định đánh đường Vân Xuyên một trận. Đường Vân Xuyên cắn răng, nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi phòng bao. Anh ta sợ Triệu Liên đuổi kịp nên đã rẽ vào một lối hành lang khác, chạy lên lầu lúc này anh ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang tươi cười đi về phía mình, trong lòng lập tức chắc chắn Lâm Thanh Diện là người tung clip. Lâm Thanh Diện, con mẹ mày thằng chó, đoạn video đó là mày tung ra đúng không? Mày đưa chúng tao vào phòng bao sang trọng có phải chỉ để có cơ hội phát video không? Đường Vân Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Thanh Diện cười với anh ta, tôi đã cho anh cơ hội rồi, là tự anh không trân trọng. Cho cái dám, mày là cái thá gì mà cũng dám nói lời này với tao, hôm nay tao phải giết mày đường vân xuyên đỏ mắt lao về phía lâm thanh diện như thể muốn bóp chết anh lâm thanh diện thấy thế sắc mặt cũng châm xuống ngay từ lúc đường vân xuyên không định xin lỗi anh và hứa bích hoài là lâm thanh diện đã định đưa anh ta vào danh sách đen rồi khoảnh khắc đường vân xuyên lao tới chỗ lâm thanh diện đột nhiên anh chuyển động lóe lên một cái rồi giơ khuỷu tay lên đặt lên cổ đường vân xuyên khiến anh ta không thể không cúi xuống lâm thanh diện nâng đầu gối lên Hút vào bụng Đường Vân Xuyên. Đường Vân Xuyên trong nháy mắt mất đi sức lực, cơ thể không nghe theo anh ta điều khiển mà ngã xuống đất. Anh ta không ngờ Lâm Thanh diện lại lợi hại đến vậy. "Mày, thứ phế vật mày sao lại có thân thủ lợi hại như vậy?" Đường Vân Xuyên khó hiểu hỏi. "Anh cho người trêu gẹo bích hoài, chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với anh tưởng tượng, hình phạt của tôi dành cho anh không chỉ đơn giản là phá hỏng bữa tiệc đính hôn của anh." nếu hôm đó không có tôi thì bích hoài sẽ bị đám người đó hủy hoại tội này phải dùng tính mạng anh để đổi lấy lâm thanh diện cất lời mày mày dám lẽ nào mày cho rằng giết tao thì nhà tao sẽ không tìm tao sao đường vân xuyên hét lâm thanh diện cười nói người nhà anh sẽ chỉ cho rằng vì sợ bị bất nên anh mới trốn đi thôi anh làm ra chuyện khiến họ mất mặt như vậy cho dù cả đời không về cũng có khả năng sắc mặt đường vân xuyên thay đổi lâm thanh diện nói đúng nếu anh ta không trở về thời gian dài ba mẹ cũng sẽ chỉ cho rằng anh ta không dám quay về nên mới trốn tránh nhưng sau đó anh ta lại cười mỉa bất hù dọa tao đi chỉ dựa vào đứa phế vật như mày mà cũng dám giết tao tao thấy mày còn không dám giết một con gà lâm thanh diện không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn đường vân xuyên sau đó nhìn thời gian không lâu sau một người bước tới từ bên kia hành lang đường vân xuyên khó hiểu chịu đựng cơn đau trên người đứng dậy liếc nhìn người tới. Sau khi nhìn rõ dáng vẻ người đó, khuôn mặt đường Vân Xuyên lập tức lộ vẻ vui mừng. Phùng ra, không ngờ anh lại ở đây, thật tốt quá, anh mau tới giúp tôi với, tên ngu ngốc này muốn giết tôi, anh mau giúp tôi dạy dỗ hắn ta, đường Vân Xuyên nói. Anh ta cười khẩy nhìn Lâm Thanh Diệt, nói cho mày biết đây là Phùng Gia, tao là người của Phùng Gia, mày chọc vào tao, chắc chắn Phùng Gia sẽ thay tao xử lý mày. Phùng Diệp Thần liếc nhìn Đường Vân Xuyên, nói bậy bạ gì đấy, đừng nói với tôi, cậu chính là người đã chọc tới anh diện của tôi đây nhé. Khi Lâm Thanh Diện gọi bảo anh ta tới nói rằng có người trêu chọc mình, muốn anh ta tới xử lý giúp. Phùng Diệp Thần không ngờ người này lại là Đường Vân Xuyên. Đường Vân Xuyên là trợ lý của anh ta, bình thường hay xử lý một số việc linh tinh cho công ty, anh ta và Đường Vân Xuyên chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng chưa bao giờ coi Đường Vân Xuyên là thuộc hạ để sau này đào tạo hỏi như vậy cũng chỉ xuất phát từ sự quen biết mà thôi nếu người mà lâm thanh diện muốn xử lý thật sự là đường vân xuyên vậy anh ta cũng nhất định sẽ làm theo anh diện cái gì phùng ra tên nhóc này chỉ là một tên phế vật từ nơi khác tới giả vờ ngầu lòi trên địa bàn của anh anh đã quên cái tên lái chiếc poster cản đường anh lần trước rồi sao chính là hắn lần này anh không cần nể mặt tôi nữa anh cứ việc xử lý hắn đi tôi đảm bảo sẽ không có ý kiến Phùng Diệp thần tát vào mặt Đường Vân Xuyên một cái, mắng chửi, "Cậu nói cái quái gì vậy, anh ấy là anh diện của tôi, là người mà cậu có thể tùy tiện xúc phạm sao? Lần trước là tôi mở đường cho anh ấy, còn phải nể mặt cậu. Cậu là cái thá gì mà cũng dám nói với tôi lời này?" Đường Vân Xuyên đột nhiên ngẩn ra, "Sao anh ta ngờ được cuối cùng lại có kết quả thế này?" Ngay cả Phùng gia cũng phải gọi Lâm Thanh Diện một tiếng anh, vậy rốt cuộc Lâm Thanh Diện lợi hại đến mức nào? bây giờ đường vân xuyên mới hiểu thì ra là lâm thanh diện đi được do phùng gia mở đường phùng gia không phải nể mặt anh ta mới không gây phiền phức cho lâm thanh diện mà lần đó trong nhà hàng tôn nhị đột nhiên dập đầu nhận sai với họ cũng không phải vì nể mặt anh ta tất cả những điều này đều là nể mặt lâm thanh diện vì ngay cả phùng gia cũng tôn trọng anh ta nhân vật như vậy không phải người mà anh ta có thể đắc tội sau khi tỉnh ngộ đường vân xuyên quỳ xuống trước mặt lâm thanh diện vẻ mặt hối lỗi nhìn anh Cầu xin, Lâm Thanh Diện, tôi biết sai rồi, anh tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa. Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn anh ta, lạnh lùng nói, anh quên vừa nãy tôi đã nói gì rồi sao? Tôi đã cho anh cơ hội, là tự anh không biết trân trọng. Phùng Diệt thần đá thẳng vào người đường vân xuyên, anh ta ngã khuyêu trên đất. Anh Diệt, anh định xử lý thế nào? Phùng Diệt thân hỏi. Giải quyết đi loại cặn bã này sống trên đời thật lãng phí không khí, Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói. Một câu nói bình thường của anh cũng có thể ảnh hưởng đến số phận đường Vân Xuyên, đường Vân Xuyên có tư cách gì đấu với Lâm Thanh Diện. Mặt đường Vân Xuyên lập tức như cho tàn, anh ta cầu xin Lâm Thanh Diện lần nữa nhưng dù anh ta cầu khẩn thế nào thì Lâm Thanh Diện cũng vẫn thở ơ. Phùng Diệp Thần lập tức gọi cấp dưới của mình đến, những người đó kéo đường Vân Xuyên ra khỏi khách sạn Hoa Đô. Phùng Diệp Thần có thể đi tới bước này, thủ đoạn đương nhiên không thể thiếu, Lâm Thanh Diện cũng không lo lắng Phùng Diệp Thân sẽ xảy ra sai sót gì, cho nên sau khi đường Vân Xuyên bị kéo đi thì anh cũng quay người về phòng. Lúc này, Tống Lộ Tử đang khóc lóc trong phòng bao, Triệu Liên và Tống Quốc Lương ở bên cạnh an ủi. Ba mẹ đường Vân Xuyên cũng khuyên nhủ nhưng Triệu Liên không hề nghe, suýt nữa đã động tay với họ. Không biết tên xúc sinh Vân Xuyên này đã chạy đi đâu rồi, vừa ra ngoài đã không thấy bóng dáng đâu tốt nhất đừng bao giờ quay lại, nó là một tên cặn bạ, nhà họ đường chúng tôi có nó là một tai hoại, ba đường vân xuyên mắng mỏ. Ông ta không ngờ lời này của mình lại thành sự thật, sau này hôm nay đường vân xuyên thật sự không quay lại nữa, đi đâu cũng không ai biết. chương 195, Mừng Thọ Giữa phòng Tổng thống, Tống Huyền Khanh phấn khởi chạy vào. Con gái à, con đoán xem mẹ mới thấy gì nào một nhà triệu liên đang ở trong phòng riêng cao cấp đó cãi lộn với ba mẹ của đường vân xuyên đó tống lộ tử khóc hu hu đường vân xuyên không biết đi đâu rồi bọn họ chắc chắn không nói được gì đâu làm mẹ cười chết thôi tống huyền khanh cười nói hứa bích hoài nhất thời sửng sốt không ngờ lễ đính hôn của tống lộ tử sẽ thành ra thể cô nghiêng đầu nhìn lâm thanh diện lúc đó lâm thanh diện cùng về với anh ta nói là xử lý vài chuyện bây giờ tống huyền khanh chạy tới nói về tình cảnh bi thảm của nhà triệu liên hứa bích hoài không khỏi nghi ngờ chuyện này do lâm thanh diện làm là anh làm à hứa bích hoài hỏi đây là do bọn họ tự chuốc lấy thôi lâm thanh diện cười nói hứa bích hoài gật đầu cũng không nói gì tống huyền khanh không biết hai người họ nói gì mà nghiêng đầu nhìn lâm thanh diện hỏi lâm thanh diện có phải cậu biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện này nên cố ý cho bọn họ phòng riêng cao cấp để bọn họ vui vẻ trước đúng không lâm thanh diện cười nói con nghe nói phong thủy của phòng riêng cao cấp đó không tốt chắc là bọn họ chạm phải cái gì đó rồi tống huyền khanh lập tức sợ hãi nói may là chúng ta không đến phòng riêng cao cấp đó ăn cơm nếu không người gặp xui xẻo là chúng ta rồi hứa bích hoài hơi bất lực cảm thấy tống huyền khanh dễ bị lừa quá con gái à con mau cùng mẹ qua xem đi lúc trước triệu liên phách lối như thế lần này chúng ta phải xem kỹ tình cảnh thảm hại của nhà bọn họ Tống Huyền Khanh nói một câu, sau đó thì nắm tay Hứa Bích Hoài đi ra ngoài. Lâm Thanh Diện không biết làm sao, anh sợ Tống Huyền Khanh đánh nhau với nhà Triệu Liên, thế nên bèn đứng dậy đi theo. Chính giữa sảnh lớn khách sạn Hoa Đô, một nhà Triệu Liên đã đi ra khỏi phòng riêng cao cấp đó. Ba mẹ của Đường Vân Xuyên dùng mọi cách xin lỗi nhà Triệu Liên, nhưng Tống Lộ Tử không nghe, hai người không biết làm sao, không biết Đường Vân Xuyên đã chạy đi đâu rồi bọn họ không thể làm gì khác thế là đành ảo não rời khỏi nơi này trước. Lúc này Tống Lộ Tử đã ngừng rơi lệ, Triệu Liên phải an ủi một hồi lâu, ba người mới ra khỏi phòng riêng. Lúc này Tống Huyền Khanh dẫn theo hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện cùng vừa đi xuống, chạm mặt với nhà Triệu Liên. Vinh dự thưởng thức dáng vẻ thất lạc của nhà người ta, trên mặt đầy đắc ý, quái gở nói, sao mà sắc mặt cả nhà đều đau khổ thế này. Không phải hôm nay là lễ đính hôn hay sao? đường Vân Xuyên đâu rồi? Sao chỉ còn mỗi nhà bà thôi thế? Sau khi nhà Triệu Liên nhìn thấy ba người Tống Huyền Khanh, sắc mặt đã âm trầm sẵn rồi, nhất thời càng khó coi hơn. Triệu Liên hung giữ trợn mắt nhìn Tống Huyền Khanh, mắng Tống Huyền Khanh, đều do bà, là do đám xui xẻo nhà bà mang vận rủi tới cho chúng tôi nên mới khiến cho lộ tử nhà thôi gặp phải thứ đàn ông cặn bã như đường Vân Xuyên. Chắc chắn là do nhà bà, cả nhà bà chết cũng không được tử tế. Tống Huyền Khanh bĩu môi, nói bà bớt đứng đây ngậm máu phun người đi lúc tông lộ tử nhà bà và cái cậu đường vân xuyên đến với nhau chúng tôi còn chưa về mà rõ ràng là do nhà bà mở mắt giờ lại trách cứ chúng tôi triệu liên lập tức không còn gì để nói đúng là tống huyền khanh nói không sai tống lộ tử và đường vân xuyên yêu nhau xác thực không thể trách nhà tống huyền khanh được chỉ là bà ta cũng không biết nếu như Tống Lộ Tử không chọc Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài thì hôm nay buổi lễ đính hôn của nhà bà ta sẽ tiến hành một cách thuận lợi, còn chuyện đường Vân Xuyên yêu đương lén lút với phục vụ, có thể cả đời này bọn họ cũng không biết. Hai mắt của Tống Lộ Tử nhìn hứa Bích Hoài chăm chăm, bây giờ nhìn lại, dù hứa Bích Hoài gả cho tên vô dụng Lâm Thanh Diện này thì cũng hạnh phúc hơn cô ta nhiều. Hơn nữa có vẻ bây giờ Lâm Thanh Diện cũng không vô dụng như tưởng tượng, anh ta có thể lái một chiếc Porsche. Ở trong khách sạn Hoa Đô thì sao có thể là một kẻ vô dụng được. Trong lòng Tống Lộ Tử nảy sinh rất nhiều sự ghen tị, cô ta không cam lòng, cô ta cảm thấy Hứa Bích Hoài không được sống tốt hơn cô ta. Cô chờ đi, tôi sống không tốt thì cũng không để các cô sống tốt được. Hứa Bích Hoài, cô dựa vào cái gì mà sống tốt hơn tôi chứ? Nhớ trân trọng những gì cô có bây giờ đi, tôi sẽ làm cho cô thưởng thức cái gì gọi là tuyệt vọng." Tống Lộ Tử lẩm bẩm trong lòng mấy người đừng có đứng đây mà vinh váo, dù lộ tử không kết hôn với đường Vân Xuyên thì địa vị của chúng tôi ở nhà họ Tống vẫn cao hơn mấy người đó, ông cụ cũng không tin mấy người ở khách sạn Hoa Đô đâu. Tiệc mừng thọ này của ông cụ, ngay cả tư cách tham gia mấy người còn chẳng có, Tống Huyền Khanh, bà chờ đi, tôi nhất định sẽ để ông cụ đuổi bà ra khỏi nhà họ Tống. Triệu Liên nói một câu, sau đó thì dẫn Tống Quốc Lương và Tống Lộ Tử rời khỏi đây. Tống Huyền Khanh bĩu môi, nói, lần này tôi mang theo món quà lớn tới, sao ba có thể không để tôi tham gia tiệc mừng thọ của ông chứ, trừ phi ông ấy không muốn lấy món quà mà tôi chuẩn bị thôi. Sau khi tiệc đính hôn thất bại, một nhà triệu liên yên phận mấy ngày, sau khi tống lộ tử suy nghĩ kỹ càng thì định hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với đường Vân Xuyên. Triệu liên còn muốn tống lộ tử suy nghĩ thêm, dù sao thì đường Vân Xuyên đang làm việc cho phùng gia, con rể tốt như thế biết tìm ở đâu được, dù ngoại tình thì cũng có thể tha thứ nhưng Tống Lộ Tử căn bản không chấp nhận được, thế nên kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ với đường Vân Xuyên. Triệu Liên không biết làm sao, đành phải đồng ý với Tống Vô Tình, thông báo cho ba mẹ đường Vân Xuyên. Mấy ngày qua đi, Tống Lộ Tử không còn đau lòng nữa, một nhà Triệu Liên cũng bình tĩnh trở lại. Vì sắp đến đại thọ 70 tuổi của Tống Nguyên Vấn, một nhà Triệu Liên vì muốn nói chuyện dễ dàng với Tống Nguyên Vấn, gần như mỗi ngày đều tới nhà tổ nhà họ Tống, giúp đỡ trang trí những đồ cần thiết cho đại thọ tuổi 70. Thuận tiện nói xấu một nhà Tống Nguyên Khanh bên tai Tống Nguyên Vấn, suy nghĩ xem phải làm sao mới để Tống Nguyên Vấn đuổi Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống. Còn Tống Nguyên Khanh thì mấy ngày nay đều đi dạo chơi quanh huyện Ngọc Điền, vì bình thường rất ít khi có cơ hội tới một nơi non xanh nước biếc thế này, thế nên Lâm Thanh Diện bèn dẫn họ đi chơi mấy ngày. Chẳng mấy chốc đã tới ngày đại thọ 70 tuổi của Tống Nguyên Vấn. Hôm nay, Tống Huyền Khanh gọi Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài từ sớm, hơn nữa còn dặn hai người họ nhất định phải ăn mặc thật đẹp. Hôm nay là đại thọ của Tống Nguyên Vấn, bà phải để người nhà mình xuất hiện một cách vẻ vang trước mặt người nhà họ Tống. Lâm Thanh Diện, đừng quên mất bức tranh đấy, đây là món quà mà tôi muốn tặng cho ba tôi, món quà mà những người trong nhà họ Tống tặng chắc chắn không tốt bằng tôi, Tống Huyền Khanh nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau khi chuẩn bị xong thì cầm lấy bức tranh đó rồi ra khỏi khách sạn Hoa Đô, bỏ vào cốp xe Porsche.ans đang là anh đang làm gì thếm gì thế. Người một nhà ngồi lên xe, Lâm Thanh Diện lái xe chạy tới nhà tổ của nhà họ Tống. Nhà tổ của nhà họ Tống là một tứ hợp viện đã lâu năm, chiếm diện tích rất lớn, vị trí địa lý của nó cũng cho thấy vị thể của nhà họ Tống ở huyện Ngọc Điền. Tuy nhà họ Tống không thể so với người như Phùng Diệt Thần, nhưng cũng được coi là danh gia vọng tộc ở huyện Ngọc Điền, gia đình bình thường không thể so được. Con cháu của Tống Nguyên Vấn rất đông, mỗi lần mừng thọ, những người này đều trở về từ khắp mọi miền để mừng thọ Tống Nguyên Vấn. Lúc này ở nhà tổ nhà họ Tổng, trong sân đã bày tiệc rượu, người tới mừng thọ Tống Nguyên Vấn đều đã ngồi xuống. Một hai năm nay biểu hiện của nhà Tống Quốc Lương không tệ, thế nên có thể ngồi cùng bàn ăn với Tống Nguyên Vấn. Ông à, ông xem nhà Tống Huyền Khanh đi, thời gian này về huyện Ngọc Biên mà chỉ tới thăm ông một lần. Hôm nay là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông nhưng đến giờ họ vẫn chưa tới, đây là đang ra mặt với ông đó. Triệu Liên nói, Tống Nguyên vẫn nghe thấy lời nói của Triệu Liên, lập tức hừ lạnh, trong đầu nghĩ một nhà Tống Huyền Khanh đúng là hơi quá đáng thật. Hơn nữa có lẽ ông không biết, bạn trai của Tống Lộ Tử tên là Đường Vân Xuyên, đó là người làm việc cho Phùng Gia. Hôm đó hai nhà sắp đính hôn rồi, kết quả lại bị Tống Huyền Khanh gây rối. Lộ Tử nhà con số khổ quá mà, khó khăn lắm mới tìm được một người bạn trai, Thế mà lại bị nhà Tống Huyền Khanh làm hỏng mất, Triệu Liên đột nhiên khóc lóc kể lể. Sau khi người trong bàn nghe được lời nói của Triệu Liên, sắc mặt ngạc nhiên, bọn họ đều biết Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên sắp đính hôn, chỉ là sau hôm kia thì Triệu Liên nói không thành rồi, còn nguyên nhân thì bọn họ cũng không biết. Bây giờ Triệu Liên nói, bọn họ mới biết thì ra là bị nhà Tống Huyền Khanh gây rối. Tống Huyền Khanh này quá đáng thật đấy, tôi từng thấy cậu nhân tài kia rồi là thanh niên ưu tú kiệt xuất của huyện Ngọc Điền chúng ta đó, không ngờ lại bị bà ta gây rối. Nói đúng lắm, Tống Huyền Khanh ở Hồng Thành bị khinh bỉ, không ngờ sau khi trở về lại gây rối cho người nhà, đáng ghét quá đi. Cả nhà đó có ra gì đâu, cái cậu Lâm Thanh Diện là tên vô dụng có tiếng ở Hồng Thành. Lần trước tôi đi công tác ở Hồng Thành, ngay cả nhân viên phục vụ cũng biết đến tiếng tăm của Lâm Thanh Diện, theo cái nhìn của tôi, chúng ta nên cắt đứt quan hệ với nhà Tống Huyền Khanh đi, thân thích như thế không cần cũng được. Tôi đồng ý, đuổi Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống chúng ta, sau này không qua lại với bà ta nữa, thứ người như thể chỉ mang lại phiền toái cho chúng ta thôi, mừng thọ của ba mà cũng không biết đường đưa quà, cần bọn họ làm gì chứ. Triệu Liên thấy đoàn người cùng nhau lên, trong lòng cười nhạt nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đáng thương, cứ như mình bị hại thảm lắm vậy. Sắc mặt Tông Nguyên vấn tai mét, ông ta vốn không thích Tống Huyền Khanh, hơn nữa còn rất ghét Lâm Thanh Diệt, bây giờ nghe mọi người nói phải đuổi Tông Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống, trong lòng cũng nảy sinh ý nghĩ đó. Nhưng đây không phải là lúc nói chuyện này, Tống Nguyên vẫn hít một hơi thật sâu, nói, được rồi, bây giờ đừng nói chuyện này, hôm nay là lễ mừng thọ của ta, nói chuyện vui đi. Hai hôm trước ta may mắn có được một món bảo bối, lấy ra cho mọi người xem. Nói xong, Tống Nguyên vẫn nhìn người bên cạnh, người nọ lập tức đứng dậy, đi vào trong phòng lấy một bức tranh ra, trưng bày trước mặt mọi người. Bức tranh này là bút tích của đường dần, cách đây không lâu ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua từ thị trường đồ cổ. Người đó không biết hàng cảm thấy bức tranh này không phải hàng thật, bán cho ta với giá 900 triệu, nhưng nếu cầm bức tranh này ra ngoài thì có thể bán được với giá trên 300 tỷ. Tống Nguyên Vấn Đắc Y nói, sắc mặt của mọi người đều rất ngạc nhiên, không ngờ bức tranh này lại giá trị đến thế. Mọi người lập tức định bỡ Tống Nguyên Vấn, dù sao sau này Tống Nguyên Vấn mất đi thì phải chia ra tài, Bọn họ tất nhiên cũng muốn được chia nhiều một chút. Cùng lúc đó, một nhà Tống Huyền Khanh đến nhà họ Tống, sắc mặt Tống Huyền Khanh vui vẻ, sau khi đi vào thì hô to, "Ba, con vội vàng tới chúc thọ ba đây, lần này con chuẩn bị cho ba một món quà lớn đây, chắc chắn ba sẽ thích." Trong tay bà cầm bức tranh mà nhà họ Lâm đưa tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 196: Tống Huyền Khanh bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống. Tống Nguyên vẫn đang đắc ý, Đột nhiên lúc này nghe thấy giọng nói của Tống Huyền Khanh, gương mặt lập tức lại trầm xuống. Đám người đứng ở sân đều quay đầu nhìn ra cổng, nhìn thấy một nhà bốn người Tống Huyền Khanh đi đến thì đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Triệu Liên thấy cả nhà Tống Huyền Khanh tới, đảo đảo trong mắt, mở miệng quát lên, "Tống Huyền Khanh, các người còn có mặt mũi đến đây nữa à? Các người đã phá hỏng hạnh phúc của Lộ Tử nhà tôi, ông cụ đã quyết định đuổi cô ra khỏi nhà họ Tống." Từ nay về sau các người và nhà họ Tống đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi. Đám người cũng nhao nhao hùa theo. Nói rất đúng, các người còn có mặt mũi tới tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ à, chẳng lẽ vẫn còn cảm thấy phiền phức các người gây ra cho nhà họ Tống chúng tôi chưa đủ nhiều sao? Cút ra ngoài nhanh lên, ông cụ cũng không muốn nhìn thấy các người đâu, cả nhà các người đều là đồ xui xẻo, tới đây làm gì? Nhất là cái tên Lâm Thanh Diện kia nữa, hôm nay là đại thọ 70 tuổi của ông cụ. Cậu ở đây sẽ mang đến vận rủi cho ông cụ đấy." Tống Huyền Khanh trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người, hoàn toàn không ngờ bà tới đây sẽ gặp phải cảnh tượng như thế này. Tống Nguyên vẫn cũng hơi xấu hổ, lúc đầu ông cụ chỉ nảy ra suy nghĩ muốn đuổi Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống chứ cũng không thật sự muốn đuổi bà ta đi. Bây giờ mọi người lại cùng nhau quát tháo như vậy ngược lại thật sự giống như ông cụ muốn đuổi Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống, nếu như không làm được thì chẳng phải là lời nói của ông cụ không có uy tín ư? Triệu Liên cười lạnh nhìn cả nhà Tông Huyền Khanh, cái bà ta muốn chính cảnh tượng này, mặc dù Tống Lộ Tử không đính hôn được với Đường Vân Xuyên không phải bởi vì Tống Huyền Khanh nhưng nhiều người nói chính là sự thật. Trước tiên bà ta cứ dội nước bẩn lên trên người Tống Huyền Khanh đã, cho dù bà ta có giải thích như thế nào thì chắc chắn người của nhà họ Tống cũng sẽ không tin tưởng bà ta. Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm vào Triệu Liên, sau khi nhìn thấy biểu lộ trên mặt bà ta biết nhất định là bà ta lại nói xấu mình trước mặt Tống Nguyên Vấn rồi. Triệu Liên, Bà đừng ngậm máu phun người nữa. Lễ đính hôn của nhà các người không thành có liên quan gì tới tôi chứ. Ba, ba đừng nghe bà ta nói xấu con, hôm đó cả nhà con ở khách sạn Hoa Đô chỉ là trùng hợp mà thôi, Tống Huyền Khanh nói. Ông cụ, ngài nghe được không? Ở đây mà bà ta còn dám nói láo như vậy, với điều kiện của nhà bọn họ thì làm sao có thể ở nổi khách sạn Hoa Đô chứ? Có mà bà ta cố ý chạy đến khách sạn Hoa Đô để quấy rối nhà con thì có. Triệu Liên chắc chắn nói. Đám người nhao nhao phụ họa theo, theo bọn họ nghĩ thì quả thực cả nhà Tống Huyền Khanh không thể đến ở trong khách sạn Hoa Đô được, dù sao ngay cả Tống Nguyên vẫn muốn tới khách sạn Hoa Đô ở vài ngày cũng vô cùng khó khăn. Tống Huyền Khanh thấy không ai tin mình mặt mũi đây suốt ruột, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Sắc mặt Tống Nguyên vẫn tái xanh nhìn cả nhà Tống Huyền Khanh, lạnh lùng nói, được rồi, đừng hồn ào nữa, cả nhà các người rời khỏi chỗ này trước đi, nơi này không chào đón các người đâu lòng tống huyền khanh đột nhiên xứng lại nếu như tống huyền vấn cũng đã nói như vậy thì chỉ sợ bà ta sẽ thật sự bị đuổi ra khỏi nhà họ tống mất ba ba đừng nghe bọn họ nói bừa chuyện của nhà triệu liên thật sự không hề liên quan đến con đâu con tới đây là để chúc thọ ba lần này con mang tới tặng cho ba một món quà lớn mà món quà này nhất định là ba sẽ thích ba đừng đuổi con đi mà tống huyền khanh nói trong lòng Tống Nguyên vẫn thầm nghĩ những năm qua mỗi lần Tống Huyền Khanh tặng quà không phải một thùng sữa bò thì chính là một giỏ trứng gà, hoàn toàn không có gì đáng giá cả, cho dù Tống Huyền Khanh có nói lần này tặng một món quà lớn thì ông cụ cũng không nghĩ là thứ tốt gì. Triệu Liên đảo đảo trong mắt, bà ta cũng biết trước kia Tống Huyền Khanh chưa từng tặng được thứ gì tốt, lúc này vừa hay có thể mượn cơ hội này khiến cho Tống Huyền Khanh phải xấu hổ. Tống Nguyên vẫn đang định bảo Tống Huyền Khanh đi ra ngoài, ông ta không muốn xem quà tặng của Tống Huyền Khanh. Lúc này Triệu Liên lại đột nhiên mở miệng, "Ông cụ, nếu không thì cứ xem xem Tống Huyền Khanh tặng thứ gì đi, nếu như lần này bà ta thật sự mang tới cho ngài một món quà lớn thì cũng vẫn có thể tha thứ cho bà ta, nếu như quà tặng của bà khiến cho ông cụ hài lòng thì nhà chúng tôi cũng sẽ không truy cứu bà nữa." Đám người nhà họ Tống cũng rất muốn xem xem rốt cuộc Tống Huyền Khanh sẽ lấy ra món quà lớn gì, nếu như vẫn giống như trước kia thì bọn họ cũng có thể cười nhạo Tống Huyền Khanh một hồi rồi. Đúng vậy, để chúng tôi xem xem bà ta tặng món quà gì nào, lại còn dám nói lần này sẽ tặng quà lớn nữa, tôi cũng muốn biết món quà lớn của bà ta là cái thứ gì. Chắc là cũng chỉ có một ít sữa bò hay trứng gà gì đó, bởi vì mang nhiều thêm một chút nên nói là là quà lớn. Một đám người lập tức cười vang. Lúc này Tống Huyền Khanh cầm bức tranh lên, đi đến trước mặt Tống Nguyên Vấn, nói Ba, lần này con tặng cho ba nguyên tác của họ ạ à, sĩ nổi tiếng Đường Bá Hổ, bức tranh này vô cùng đáng tiên. Nghe nói có thể bán được hơn 300 tỷ đấy. Sau đó bà ta còn đắc ý dơ bức tranh kia lên để cho đám người xung quanh xem một chút. Sau khi mọi người nhìn thấy bức tranh trong tay Tống Huyền Khanh xong cũng không hề tỏ ra kinh ngạc mà ngược lại còn nở nụ cười châm biếm. Sắc mặt Tống Huyền Khanh vô cùng kỳ lạ không biết những người này bị làm sao. Bức tranh này của mình có giá trị hơn 300 tỷ nhưng bọn họ lại không hề tỏ ra kinh ngạc gì hết. Sao mọi người còn nở nụ cười vậy? Các người cười cái gì chứ? Bức tranh này của tôi thật sự có giá trị hơn 300 tỷ đấy, tôi còn có giấy chứng nhận nữa." Tống Huyền Khanh mở miệng. Sau khi Tống Nguyên vẫn nghe thấy như vậy vỗ bàn, cả giận nói, "Nhanh chóng mang theo bức tranh này cút ra ngoài cho tôi. Sau này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa." Tống Huyền Khanh nhìn Tống Nguyên vấn đầy nghi ngờ, mở miệng hỏi, "Ba, là sao vậy? Vì sao lại đột nhiên bảo con cút ra ngoài chứ?" Triệu Liên cười lạnh một tiếng, nói Tống Huyền Khanh bà bị ngốc thật hay là đang giả ngốc đấy cầm một bức tranh giả tới lừa gạt ông cụ mà lại còn dám nói mình tặng món quà lớn à bức tranh này của tôi chính là thật bà dựa vào đâu mà nói nó là tranh giả tống huyền khanh nổi giận đùng đùng nói triệu liên đưa tay chỉ vào bức tranh mà một người ở bên kia đang cầm nói cái này của bà sao có thể là thật được nếu như cái của bà là thật vậy thì bức tranh bên kia là như thế nào Tống Huyền Khanh quay đầu lại nhìn thoáng qua phía bên đó phát hiện ra trong tay người kia vậy mà cũng đang cầm một bức tranh, nếu như không nhìn kỹ thì hai bức tranh này hoàn toàn giống nhau như đúc. Chuyện này sao có thể chứ? Sao ở đây lại có một bức được? Bức tranh kia chắc chắn là giả, Tống Huyền Khanh mở miệng quát lên. Sắc mặt Tống Nguyên vẫn càng trở nên khó coi hơn, đám người nhà họ Tống nghe thấy vậy lại bắt đầu bao vây tấn công Tống Huyền Khanh. Bà đang nói hưu nói vượn cái gì vậy, bức tranh kia là tự tay ông cụ mua về, sao có thể là giả được? đúng là cổ tình gây sự mà ánh mắt của ông cụ chưa từng và cũng sẽ không bao giờ sai lâm đâu. bà mang một bức tranh giả tới đây lừa bịp mọi người vậy mà còn dám nói bức tranh kia của ông cụ là giả hả? À? nụ cười trên mặt triệu liên càng sâu hơn. bà ta quay đầu lại nói với tống nguyên vấn ông cụ ngài cũng nhìn thấy rồi đấy. tống huyền khanh đúng là không biết hối cải. tôi còn tưởng rằng bà ta mang tới món quà lớn gì không ngờ lại là một bức tranh giả. Nếu không phải hôm nay ông cụ đã mua được bức tranh thật về thì chắc chắn sẽ thật sự bị bà ta lừa rồi, không thể giữ lại loại người này ở nhà họ Tống được. Đám người lại nhao nhao hùa theo. Mặt mũi hai người Hứa Bích Hoài và Hứa Quốc Hoa đều vô cùng căng thẳng nhìn Tống Huyền Khanh, bọn họ cũng không ngờ được Tống Nguyên vẫn lại mua về một bức. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện thì lại rất bình tĩnh giống như không nhìn thấy những chuyện trước mắt, hoặc là nói những chuyện này không hề liên quan gì tới anh. Dù sao Tống Huyền Khanh đối với anh cũng không tốt như vậy nên anh đối với nhà họ Tống cũng không có cảm giác gì, nếu như không phải bất đắc dĩ thì những chuyện phiền toái như vậy anh cũng sẽ không nhúng tay vào. Đương nhiên là anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy, vừa rồi anh đã gọi điện thoại cho Phùng Diệp Thần cố ý căn dặn anh ta mang theo một chuyên gia giám định đồ cổ đến đây. Tống Lộ Tử nhìn thấy cả nhà Tống Huyền Khanh rơi vào tình cảnh này trên mặt cũng lộ ra một nụ cười trên nỗi đau của người khác bây giờ cô ta chỉ ước gì được nhìn thấy cả nhà tống huyền khanh bị xấu mặt thôi chuyện này chuyện này sao có thể chứ bức tranh này của tôi được nhà họ lâm tặng sao có thể là giả được nhưng sao ba tôi tại mua được một bức tống huyền khanh ngơ ngác nhìn hai bức tranh giống nhau như đúc kia tống nguyên vẫn trừng mắt nhìn tống huyền khanh một cái lạnh lùng nói còn không mau cút đi cho tôi chẳng lẽ còn muốn tôi cho người tới đuổi các người đi à ba không phải như ba nghĩ đâu bức tranh này của con chắc chắn là thật mà, Tông Huyền Khanh câu khẩn nói. Hứa Bích Hoài thấy thế nhanh chóng đi tới trước một bước, lên tiếng xin sỏ thay cho Tống Huyền Khanh, ông ngoại, bức tranh này của mẹ cháu là thật, chúng cháu còn có cả giấy chứng nhận của chuyên gia giám định đồ cổ tôn sùng nam nổi tiếng nhất ở Kinh Đô nữa, thật sự không hề lừa ông đâu. Hừ, mấy thứ như giấy chứng nhận đồ cổ này cũng có thể làm giả được hết, cô nghĩ ông cụ dễ dàng bị lừa như vậy à, ánh mắt của ông cụ còn uy tín hơn cả giấy chứng nhận đồ cổ của cô đấy. Triệu Liên cười lạnh nói, không chỉ vừa chửi bới được Tống Huyền Khanh mà đồng thời còn nịnh nọt được cả Tống Nguyên Vấn. Thấy Tống Huyền Khanh vẫn đứng im, Triệu Liên đi qua giật lấy bức tranh trong tay bà ta sau đó đi ra ngoài cổng. Thứ như vậy không nên xuất hiện ở đây, nói xong, bà ta ném bức tranh kia ra ngoài cổng. Cũng may bức tranh kia được làm từ nguyên liệu đặc biệt nên ném một chút cũng không gây ra tổn hại gì, nếu không chỉ sợ Triệu Liên sẽ phải gánh lấy món nợ hàng trăm tỷ. Các người còn không mau cút ra ngoài đi, nếu không ông cụ nhất định sẽ ném các người ra ngoài giống như tôi vừa ném bức tranh kia đấy. Triệu Liên chừng mắt nhìn cả nhà Tống Huyền Khanh một cái. Tống Huyền Khanh cắn răng, nói, được, ba, ba hãy nhớ kỹ đây là ba đuổi con ra khỏi nhà họ Tống đấy nhé, đến lúc đó ba cũng đừng hối hận. Cút đi nhanh lên, cả nhà các người đều không phải là thứ tốt gì thì sao tôi phải hối hận chứ nhất là cái tên Lâm Thanh Diện kia chỉ mang đến vận rủi cho người khác, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại đâu." Tống Nguyên vẫn lạnh lùng nói. Tống Huyền Khanh quay người lại nhìn Hứa Bích Hoài một chút, nói "Con gái, nếu như bọn họ đã đuổi chúng ta ra khỏi nhà họ Tống vậy thì sau này chúng ta cũng sẽ không còn quan hệ gì với bọn họ nữa." Hứa Bích Hoài thở dài, không ngờ mẹ của cô vậy mà lại rơi vào cảnh ngộ giống như mình cũng bị người ta đuổi ra khỏi nhà chỉ có điều cô gặp được Lâm Thanh Diện nên mỗi lần đó Lâm Thanh Diện đều có thể giúp cô gặp giữ hóa lành còn hứa quốc hoa lại hoàn toàn không có bản lĩnh đó, cho dù Tống Huyền Khanh có bị đuổi đi thì ông cũng không hề có biện pháp nào. Người một nhà vẫn chưa đi khỏi thì lúc này ngoài cửa có một người chạy vào, vừa sốt ruột vừa vội vàng đi tới trước mặt Tống Nguyên Vấn, nói ông chủ, Phùng. Phùng ra tới, nói là đến chúc thọ ngài, còn mang theo chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng nhất huyện Ngọc Điền tới nữa. Tống Nguyên Vấn lập tức đứng lên, mặt mũi vô cùng mừng rỡ, nghĩ thầm mình vừa đuổi cả nhà Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà thì chuyện tốt tới cửa, xem ra làm chuyện này là vô cùng đúng đắn rồi. Mau ra nghênh đón, chúng ta ngàn vạn lần không thể chậm chế phùng ra được, Tống Nguyên vẫn mở miệng. Triệu Liên cười lạnh nhìn cả nhà Tống Huyền Khanh, nói bây giờ đã biết cả nhà các người đều là đồ xui xẻo rồi chứ, các người vừa đi thì nhà họ Tống có chuyện tốt, đây là ông trời cũng không vừa mắt các người đấy. Trường 197, bà là cái thá gì chứ? sắc mặt Tống Nguyên Khanh cũng tái đi, bà ta không biết mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và Phùng Diệp Thân cho nên thật sự tin rằng bà ta vừa đi thì nhà họ Tống có chuyện tốt tới cửa. Hứa Bích Hoài hơi kỳ lạ nhìn Lâm Thanh Diện một cút, cô biết mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và Phùng Diệp Thần hơn nữa dựa theo tình hình trước mắt. Phùng Diệp Thần hoàn toàn nhìn nhà họ Tống chướng mắt sao bây giờ lại có thể tới chúc thọ Tống Nguyên vấn được chứ, có lẽ là nể mặt Lâm Thanh Diện rồi. Mấy người các người mau đứng sang một bên đi, đừng chặn đường đi của Phùng Gia, Tống Quốc Lương đi tới đuổi mấy người Tống Huyền Khanh giặt sang bên cạnh. Mặt mũi Tống Huyền Khanh vô cùng tức giận nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể mang theo mấy người hứa Bích Hoài đứng sang một bên. Mấy ngày nay đến huyện Ngọc Điền, Tống Huyền Khanh cũng biết Phùng Gia là người lợi hại bọn họ không thể chọc vào, cho nên lúc này vẫn nên tránh đi thì tốt hơn. Rất nhanh, ngoài cửa đi đến một đám người, dẫn đầu chính là Phùng Diệp Thân, bên cạnh ông ta còn đi theo một ông già có mái tóc hoa dâm, ông già kia mặc đường trang, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Người này chính là chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng nhất ở huyện Ngọc Điền, Quan Vân Thông. Lúc này trong tay Quan Vân Thông đang cầm bức tranh lúc trước bị Triệu Liên ném ra kia. Mặt mũi Tống Nguyên vẫn vô cùng kích động, không ngờ không chỉ có phùng ra tới mà chuyên gia đồ cổ Quan Vân Thông này cũng tới theo. Ông cụ cũng đang muốn tìm một vị chuyên gia nào đó để xem xét bức tranh kia giúp cho mình, dù sao chỉ có chuyên gia mở miệng xác nhận bức tranh này của ông cụ là thật hay giả thì mới có người dám tới mua bức tranh này. Ông cụ đi lên phía trước, mặt mũi vô cùng cung kính, nói, phùng ra, ngài quan, thứ lỗi không tiếp đón được từ xa, không ngờ mọi người sẽ đến tham gia tiệc mừng thọ của tôi, đây thật sự là vinh hạnh của nhà họ tống chúng tôi. Phùng Diệp Thần liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Lâm Thanh Diện, Mặc dù nhà họ Tống này cũng là một gia tộc không nhỏ nhưng so với Phùng Diệp Thần thì vẫn còn kém xa, cho nên Phùng Diệp Thần cũng không để bọn họ vào mắt. Ông ta tới chỗ này hoàn toàn là nghe theo mệnh lệnh của Lâm Thanh Diện. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đứng ở trong một góc khuất, Phùng Diệp Thần lập tức muốn đi qua chào hỏi nhưng Lâm Thanh Diện lại nháy mắt ra hiệu cho ông ta, Phùng Diệp Thần hiểu ý nên không đi qua đó nữa. Bởi vì bây giờ chưa rõ mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và Tống Nguyên Vấn cho nên Phùng Diệp Thân vẫn lễ phép nói một câu, thân thể của ông cụ Tống thật sự rất khỏe mạnh, chắc chắn sống đến 100 tuổi vẫn còn nhanh nhẹn khỏe mạnh, Tống Nguyên Vấn cười cười, nói, Phùng gia nói quá rồi, bộ xương già này của tôi không biết ngày nào sẽ có vấn đề đâu, ông cụ Tống, nhà các người thật sự là xa xỉ mà, lại ném bút tích của đường dần ở ngoài cổng, chẳng lẽ là mấy thứ quý giá này nhà các người không chứa hết được nữa cho nên muốn ném bớt đi à? Quan Vân Thông ở bên cạnh cười nói. Triệu Liên cũng chạy tới làm quen với Phùng Diệp Thần và Quan Vân Thông, cười nói, "Ngài Quan đừng nói chuyện cười như vậy, bức tranh này là giả, đồ thật vẫn còn ở trong kia, có người không biết tốt xấu cầm bức tranh này tới định lừa gạt ông cụ không ngờ ông cụ đã có được đồ thật cho nên mới ném bức tranh này đi." "Đúng vậy, đồ thật là mấy ngày trước tôi vừa mua được ở chợ đồ cổ về, nói đến cũng là may mắn, bức tranh của đường dân này tôi chỉ dùng có 900 triệu đã mua được về." quá may mắn mà Tống Nguyên vẫn hơi đắc ý nói. Lấy bức tranh kia ra để ngài quan xem một chút. Sau khi quan vân thông nghe thấy Tống Nguyên vẫn nói vậy lập tức nhíu mày lại, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào bức tranh mình đang cầm trong tay, vừa rồi ông ta đã cẩn thận nhìn hết một lượt, bức tranh này quả thực là bút tích của đường dần không sai. Mặc dù ông ta chỉ là một chuyên gia đồ cổ ở huyện nhưng bút tích thật của đường dần ông ta vẫn có thể phân biệt được. Tống Nguyên vẫn cho người mang bức tranh mình mua về đưa tới trước mặt quan vân thông ngài quan xin ngài xem giúp tôi theo tôi thấy thì đây mới là bút tích thật của đường dần bước trong tay ngài kia không chừng chỉ là đồ giả thôi không có giá trị thưởng thức tống nguyên vấn mở miệng quan vân thông cầm lấy bức tranh tống nguyên vấn đưa tới nhìn kỹ một lát sau đó trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt nói ông cụ tống này ông cũng đừng nói đùa tôi như vậy chứ bức tranh này chính là dùng máy móc bắt chước lại nét vẽ trong này rõ ràng có đứt gãy hơn nửa lực bút cũng yếu kém Thứ này sao có thể là bút tích thật của đường dần được. Lời kia của ông ta vừa thốt ra, Tống Nguyên Vấn lập tức mở to hai mắt nhìn. Những người nhà họ Tống kia cũng đều giật mình. Không ngờ quan vân thông lại nói bức tranh mà Tống Nguyên Vấn mua về lại là giả. Ngài quan, ngài xem kỹ lại giúp tôi có phải là ngài nhìn nhầm rồi hay không? Đây thật sự là bút tích của đường dần mà. Tôi đã quan sát cẩn thận rất lâu nên rất chắc chắn Tống Nguyên Vấn vội la lên. Lúc này quan vân thông đột nhiên vỗ ót một cái mở miệng hỏi có phải ông mua được bức tranh này của một thằng nhóc họ Mao ở chợ đồ cổ đúng không? Hai mắt Tống Nguyên vẫn lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu, ông cụ cho rằng Quan Vân Thông đã nhận ra vừa rồi mình nhìn lầm nên trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Không sai, chính là nó, nó không biết hàng nên luôn nói bức tranh này là giả, kết quả là bán cho tôi với giá 900 triệu, chắc là ngài quan đã nhận ra bức tranh thật này của anh ta rồi đúng không? Tống Nguyên vẫn mở miệng. Quan Vân thông cười ha hả, nói ông cụ Tống à, ánh mắt của ông thật sự là có vấn đề rồi, bức tranh này của ông chắc chắn là giả, thằng nhóc họ Mao kia tôi biết, chuyên môn bán tranh giả, bức tranh giống như của ông này một ngày có thể sản xuất ra được hơn 100 bức, 900.000 một bức tôi còn chê đắt, hơn nữa anh ta đã nói là hàng giả rồi mà ông còn dùng 900 triệu để mua, đây không phải là nhặt được thứ tốt mà là chủ động để cho người ta làm thịt, xem ra chắc là nhà ông cụ Tống quá giàu có nên mới làm như vậy để hành thiện tích đức muốn giúp đỡ thằng nhóc họ mau kia một chút đúng không? Tống Nguyên vấn hóa đá tại chỗ, Quan Vân Thông đã nói như vậy rồi nếu ông ta còn cố giảo biện bức tranh này là thật thì cũng không có ý nghĩa gì nữa, dù sao như thế nào đi nữa thì hiểu biết về đồ cổ của ông ta cũng không so sánh được với Quan Vân Thông. Huống chỉ lúc trước thằng nhóc họ mau kia cũng đã nói tranh này là giả, là chính ông ta cứng rắn muốn trả cho người ta 900 triệu, chẳng phải là vì ông ta sợ sau khi thằng nhóc họ mau kia phát hiện ra tranh này là thật sẽ chạy tới chỗ ông ta gây phiền toái hay sao? Bây giờ suy nghĩ lại một chút thì thật sự là đầu óc của ông ta bị cửa kẹp hỏng rồi, bỏ ra 900 triệu để mua một bức tranh giả có giá 900 nghìn, hơn nữa còn là ông ta cưỡng ép trả cho người ta nhiều tiền như vậy, xấu hổ nồng đậm dâng lên từ đáy lòng ông cụ. Tất cả mọi người nhà họ Tống cũng đều yên tĩnh trở lại, cảm thấy hành động này của Tống Nguyên vấn quả thật quá ngu. Nếu như đây là bút tích thật sự của Đường Dần mà bán chỉ sợ ít nhất cũng có thể bán được hơn 300 tỷ cơ, Quan Vân Thông lại liếc mắt nhìn bức tranh mà Tống Huyền Khanh mang tới, hơi xúc động nói. Sắc mặt Tống Nguyên vẫn tái đi, vốn bức tranh này là quà tặng Tống Huyền Khanh đưa cho ông cụ nhưng lúc nãy ông cụ đã đuổi Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống rồi, tranh này cũng bị Triệu Liên vứt ra ngoài rồi nên bây giờ bức tranh này đã không còn liên quan đến ông ta nữa. Vẻ mặt Triệu Liên cũng vô cùng hối hận không ngờ tranh của Tống Huyền Khanh mang tới lại là đồ thật, lúc nãy bà ta còn vứt bức tranh có giá trị hơn 300 tỷ ra ngoài, bây giờ suy nghĩ lại trong lòng vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Bà ta đảo đảo trong mắt, đi đến trước mặt quan vân thông đưa tay ném bức tranh Tống Nguyên vẫn mua về ra ngoài, cười nói, ngày quan hiểu lầm rồi, đây mới là bức tranh mà ông cụ nhà chúng tôi mua về, bức kia đúng là giả, trước đó là tôi ném sai. Tống Nguyên vẫn kinh ngạc nhìn Triệu Liên, không ngờ bà ta vậy mà lại làm như thế. Tống Huyền Khanh thấy cảnh này lập tức lo lắng, nhanh chóng chạy tới chỗ Triệu Liên, mở miệng mắng, "Triệu Liên, bà đúng là loại không biết xấu hổ, đây là bức tranh của tôi, bà trả lại cho tôi." Triệu Liên lập tức trừng mắt với Tống Huyền Khanh, lạnh lùng nói, "Cái gì mà của bà, đây rõ ràng chính là tranh ông cụ mua về, có liên quan gì tới bà?" "Tôi có giấy chứng nhận giám định ở đây, không tin các người xem đi." Tống Huyền Khanh đưa giấy chứng nhận giám định ra. Quan Vân Thông thấy thế, nhanh chóng nhận lấy xem một chút. Giấy chứng nhận giám định gì chứ, đó là do bà làm giả ra thôi, Tống Huyền Khanh, bà đừng cố ý gây chuyện nữa đi, chẳng lẽ là vì bà nghe thấy bức tranh này có thể bán được 300 tỷ nên muốn độc chiếm bức tranh này đúng không? Triệu Liên không buông tha nói. Bức tranh này đúng là của bà ấy, giấy chứng nhận giám định này có chữ ký của chuyên gia Tôn Sùng Nam, cái này chắc chắn không thể giả được, bà đang làm gì vậy? giấy chứng nhận giám định đang ở trong tay bà ấy mà bà lại nói đây là tranh của ông cụ tống à? quan vân thông cao mày mở miệng triệu liên lập tức trở nên xấu hổ bà ta không thể ngờ được vậy mà quan vân thông lại có thể nhận ra giấy chứng nhận giám định trong tay tống huyền khanh là thật sắc mặt tống nguyên vẫn rất khó coi triệu liên làm như thế chắc chắn sẽ hạ thấp ấn tượng của nhà họ tống ở trong mắt phùng diệt thần và quan vân triệu liên đừng nói láo nữa tranh này là huyền khanh mang tới trả lại đi Tống Nguyên vẫn lạnh lùng nói. Vẻ mặt Triệu Liên rất không cam lòng, dù sao đây cũng chính là bức tranh có giá trị hơn 300 tỷ đấy, cho dù chỉ chia cho bà ta cái số lẻ thì cũng đủ cho cả nhà bà ta sống hạnh phúc mỹ mãn cả đời rồi. Ông cụ, lúc nãy Tống Nguyên Khanh cũng đã nói đây là quà tặng bà ta tặng cho ngài rồi, quà tặng đi sao có thể lấy lại được chứ, hơn nữa bà ta còn là con gái của ngài nữa, tặng bức tranh này cho ngài cũng là chuyện đương nhiên mà, Triệu Liên nói. Ha ha, lúc trước bà khuyến khích ông cụ đuổi cả nhà chúng tôi đi sao lại không nói như vậy nhỉ, bây giờ thấy chỗ tốt rồi mới lại vội vàng rảo biệt, bà nghĩ rằng cả nhà chúng tôi đều là đồ đần sao. Chúng tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ tống các người nữa, đáng lẽ ra bức tranh này tặng cho các người nhưng đáng tiếc lại bị các người ném đi, cho nên các người không xứng có được bức tranh này. Lúc này Lâm Thanh Diện đứng ra, cao giọng nói mấy câu. Mặt Tống Nguyên vẫn vô cùng hối hận, Lâm Thanh Diện nói không sai, ông cụ đã đuổi cả nhà Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống nên quả thực bây giờ Tống Huyền Khanh đã không còn bất cứ quan hệ nào với ông cụ nữa. đương nhiên bức tranh này cũng không thể nhận được. Triệu Liên nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng ra nói chuyện, lập tức dùng vẻ mặt dữ tợn nói: chỗ này là nơi mà tên bỏ đi như cậu có thể nói chuyện à? Cậu mau cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ nhà họ Tống ném cậu ra đấy. Lúc này Phùng Diệt Thần đã không nhịn nổi nữa. Lúc nãy Triệu Liên nói Tống Huyền Khanh như vậy ông ta đã muốn dạy dỗ lại Triệu Liên rồi, dù sao Tống Huyền Khanh cũng là mẹ vợ của Lâm Thanh Diện nhưng vẫn nhịn xuống được. Bây giờ thậm chí ngay cả Lâm Thanh Diện Triệu Liên cũng dám mắng, ông ta thực sự không thể nhịn được nữa, đi tới trước mặt Triệu Liên, giơ tay lên cho bà ta hai cái tát. Con mẹ nó, bà là cái thá gì chứ, lại dám ở đây quát tháo với ngài Lâm, không muốn sống nữa đúng không? chương 198, quỳ xuống xin lỗi Lâm Thanh Diện. Triệu Liên lập tức sốc, che mặt mình nhìn Phùng Diệp Thần với vẻ không dám tin. Đám người nhà họ Tống cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không ngờ, ngay cả đại lão như Phùng Diệp Thần cũng phải gọi Lâm Thanh Diện một tiếng anh Lâm. Là bọn họ nghe nhầm sao? Trên gương mặt Tống Nguyên Khanh cũng đầy vẻ chấn động, không ngờ Phùng Diệp Thần đại lão huyện Ngọc Điền này tự nhiên lại cung kính với một người từ bên ngoài tới như Lâm Thanh Diện. Bà quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi với vẻ nghi ngờ có chuyện gì vậy? lâm thanh diện mỉm cười nói cậu ta là bạn con mẹ cứ chờ xem kịch vui là được triệu liên liếc nhìn phùng diệp thần cẩn thận hỏi phùng ra có phải ông có hiểu lầm gì không người kia chỉ là một kẻ vô dụng hơn nữa còn không phải là người của huyện ngọc điên chúng ta cậu ta có danh tiếng cực tệ bên chỗ bọn họ có phải ông nhận nhầm người không phùng diệp thần lại tát vào mặt triệu liên mắng mẹ nó chẳng lẽ tôi thậm chí còn nhận nhầm anh diện của tôi sao nếu bà còn dám nói anh ấy là kẻ vô dụng, tôi sẽ làm cho cả nhà họ tống các người không thể sống tiếp ở huyện Ngọc Điền được nữa. Tống Nguyên vẫn chợt biến sắc, vội vàng mắng, triệu liên, con không nhanh xin lỗi phùng ra đi, chẳng lẽ con muốn liên lụy tới cả nhà họ tống chúng ta sao? Trong lòng triệu liên đang tức giận lại bị tát hai phát, cho dù bà ta có sợ phùng diệt thần, cũng không có cách nào chịu đựng được như vậy triệu liên chừng mắt nhìn phùng diệt thân với vẻ dữ tợn nói phùng ra ông làm thế cũng quá bá đạo rồi vì một tên vô dụng như vậy có đáng sao phùng diệt thần thấy triệu liên lại còn cố tranh cãi với mình thì lập tức đạp một phát lên người bà ta mắng bà không hiểu lời tôi mới nói à tôi nói cho bà biết ở huyện ngọc điền này ông đây chính là ngang ngược đấy những người không phục đã xuống địa ngục từ lâu rồi thế nào bà cũng muốn giống bọn chúng sao triệu liên bị đạp ngã xuống đất sau khi bà ta nghe Phùng Diệp Thần nói vậy thì trong lòng chợt căng thẳng, lúc này mới ý thức được mình đang nói chuyện với ai, sau lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh. Tống lộ tử thấy Triệu Liên bị đạp ngã xuống đất thì vội vàng chạy tới, đỡ bà ta dậy. Trên mặt cô ta đầy oán hận nhìn Phùng Diệp Thân, không hiểu vì sao ngay cả ông ta cũng nói giúp cho tên vô dụng lâm thanh diện này. Ông dựa vào đâu mà đánh mẹ tôi chứ? Ông ở huyện Ngọc Điền lợi hại thì thế nào? Ông lại có thể tùy tiện đánh người như vậy sao? Hơn nữa Lâm Thanh Diện vốn là kẻ vô dụng, ông muốn đánh cũng có thể đánh cậu ta mà. Tống lộ tử kêu lên. Triệu Liên lập tức biến sắc, bà ta rất hối hận vì vừa rồi đã nói linh tinh, không ngờ bây giờ Tống lộ tử lại nói thêm một câu như vậy. Nếu Phùng Diệt Thân thật sự trách tội xuống, cả nhà bọn họ lại tiêu đời. Tống Quốc Lương bước nhanh tới, tát vào mặt Tống lộ tử măng, con nói bậy bạ gì thế? Phùng gia là người mà con có thể vì tiện nói chuyện sao? Con không muốn sống nữa à? Tông lộ tử che mặt mình, nhìn Tống Quốc Lương với vẻ khó tin. Ba, ba tự nhiên đánh con, từ nhỏ đến giờ ba chưa từng đánh con mà, Tống lộ tử kêu lên. Lúc này cô ta đã không chú ý tới phùng ra gì đó nữa. Cô ta chỉ biết là mình bị uất ức, hôm nay đáng lẽ phải là cả nhà hứa Bích Hoài bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống, cô ta đáng lẽ phải vui mừng. Nhưng bây giờ ngược lại thành cô ta và mẹ cô ta bị đánh. Với tính cách của cô ta thì tất nhiên không thể nuốt trôi được cơn giận này nhưng cô ta lại chưa từng suy nghĩ xem mình có tư cách chống lại phùng diệt thần hay không. Sự phẫn nộ khiến cô ta trở nên mù quáng. Ba đánh con là muốn tốt cho con thôi. Bây giờ con nhanh xin lỗi Phùng ra đi, bằng không cho dù là ba cũng không thể nào cứu được con đâu. Tống Quốc Lương giận dữ hét lên. Dựa vào đâu mà ba bắt con phải xin lỗi anh ta chứ? Con không xin lỗi, chẳng lẽ ông ta còn có thể giết con sao? Tống Lộ Tử kêu lên. Tất cả mọi người đều thầm giật mình. Tống lộ tử làm vậy thật sự là đang tìm đường chất. Cô không muốn xin lỗi, Phùng Diệp Thần thật sự có thể xử cô đấy. Vẻ mặt Tống Nguyên vẫn thâm châm nhìn Tống lộ tử. Bình thường ông cụ thích nhất là đứa cháu gái này, không ngờ vào thời điểm quan trọng, đứa cháu gái này tự nhiên tìm đường chết như vậy, điều này thật sự là hại nhà bọn họ vào chỗ chết rồi. Tống lộ tử, cháu nhanh xin lỗi Phùng ra, bằng không cháu đừng trách ông trở mặt. Tống Nguyên vấn kêu lên. Tống lộ tử nhìn Tống Nguyên vấn, không ngờ ông nội thương cô ta nhất cũng bảo cô ta xin lỗi trong lòng cô ta lập tức sinh ra một tâm lý chống đối cháu không muốn xin lỗi dựa vào đâu mà bắt cháu xin lỗi chứ ông nội nhà họ tống chúng ta lại là gia tộc lớn tại sao phải sợ ông ta ông ta lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì chẳng lẽ còn có thể làm nhà họ tống chúng ta biến mất sao tống lộ tử kêu lên tống nguyên vấn đã tức tới mức không nói được thành lời nữa tống lộ tử nói lời này quả thật chính là ép nhà họ tống vào đường cùng rồi phùng diệp thân cười lạnh liếc nhìn tống lộ tử nói ban đầu tôi còn nghĩ nhà họ tống các người xem như là một gia tộc có chút truyền thừa chắc hẳn gia giáo cũng sẽ không quá tệ hôm nay gặp mới biết người nhà họ tống các người ai nấy đều lợi hại còn dám khiêu khích tôi như vậy xem ra nếu tôi không có chút hành động gì thật thì các người thật sự sẽ cho rằng phùng diệp thần tôi không dám làm gì các người nhỉ trên gương mặt Triệu Liên và Tống Quốc Lương đây vẻ sốt ruột, vội vàng câu xin, phùng ra, con gái tôi không phải cố ý đâu. Nó vừa bị phụ tình còn chưa hết bi thương, phùng ra tuyệt đối đừng chấp nhặt với nó. Ha ha, cô ta bị phụ tình cũng đâu liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ quan tâm tới địa vị của tôi ở huyện Ngọc Điền thôi. Cô ta đã dám khiêu khích tôi, vậy tôi tất nhiên không thể không để ý tới cô ta được. Để tôi suy nghĩ xem người lần trước dám nói với tôi như vậy là lúc nào ta à nghĩ ra rồi, lần trước là nhà họ Vương, con trai ông ta cũng giống như cô ta, khinh thường Phùng Diệt Thần. Đáng tiếc, huyện Ngọc Điền bây giờ đã không tìm được nửa người nhà họ Vương nữa rồi. Phùng Diệt Thần lạnh lùng nói. Tống Lộ Tử nghe được lời này của Phùng Diệt Thần thì trong lòng chợt căng thẳng. Trước đây cô ta còn là bạn tốt của cậu chủ nhà họ Vương kia, hai người thường chơi với nhau. Nhưng sau đó không biết làm sao mà nhà họ Vương đều biến mất trong một đêm sau này cô ta chưa từng gặp lại cậu chủ nhà họ vương kia nữa bây giờ nghe phùng diệt thần nói vậy cô ta mới ý thức được rất có thể nhà họ vương bị phùng diệt thần giết sạch tống lộ tử lập tức lấy lại tinh thân vừa rồi bởi vì trong lòng cô ta cảm giác rất uất ức và không cam lòng mới rơi vào tình trạng như phát điên cho nên căn bản không suy nghĩ xem mình có tư cách chống lại phùng ra hay không mãi đến lúc này cô ta mới nhớ ra phùng diệt thần chính là ông hoàng trong thế giới ngầm của huyện ngọc Điên. Đừng nói là nhà họ Tống, cả huyện Ngọc Điền cũng không có một ai có thể đấu lại với Phùng Diệp Thần. Nghĩ đến lời cô ta nói với Phùng Diệp Thần lúc trước, cơ thể Tống Lộ Tử cũng không ngừng run rẩy. Nếu Phùng Diệp Thần vì cô ta mà thật sự nhằm vào nhà họ Tống, vậy cô ta trở thành kẻ có tội lớn nhất đối với nhà họ Tống. "Phùng gia, tôi biết sai rồi, vừa rồi là đầu óc tôi bị động kinh, cầu xin ông hãy bỏ qua cho tôi đi. Tôi thật sự không có ý khiêu khích ngài đâu." Tống Lộ Tử vội vàng nói. Ha ha, lúc này mới nói vậy thì sợ rằng đã muộn rồi, Phùng Diệp Thần cười lạnh nói. Tống Nguyên vẫn thấy thế, đi nhanh đến trước mặt Phùng Diệp Thần và bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Phùng Diệp Thần. "Phùng gia, xin ông nể tình bộ xương già này của tôi mà tha cho Lộ Tử đi. Nhà họ Tống chúng tôi có thể phát triển được tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Hy vọng Phùng gia có thể mở một mắt lưới, cho dù có bảo tôi dập đầu lại ông, tôi cũng không chối từ." Tống Nguyên vẫn mở miệng phùng diệt thần cười lạnh nói ông có dập đầu với tôi cũng vô dụng thôi người bọn họ chọc vào không phải tôi mà là anh lâm nếu các người muốn tránh được tai họa thì lập tức dập đầu đám người nhà anh lâm đi tống nguyên vẫn quay đầu nhìn đám người lâm thanh diện trong ánh mắt lộ ra chút khó xử nhưng bây giờ là thời điểm sống chết tôn vong của nhà họ tống cho dù không muốn thì ông cụ cũng phải bỏ xuống mặt mũi ông cụ quay đầu liếc nhìn ba người nhà triệu liên lạnh lùng nói ba người còn đứng ngây ra đó làm gì sao không nhanh đi qua quỳ xuống xin lỗi lâm thanh diện đi trên mặt triệu liên và tống lộ tử đều rất không tình nguyện bảo bọn họ quỳ xuống xin lỗi lâm thanh diện quả thật chẳng khác nào giết bọn họ nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt phùng diệt thần cũng đã nói vậy nếu bọn họ không xin lỗi thì nhà họ tống sẽ thật sự phải kết thúc tống quốc lương liếc nhìn hai mẹ con trong lòng rất hối hận khi cưới một người phụ nữ như vậy nếu không hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Đi đi, hôm nay không xin lỗi là không được đâu. Tống Quốc Lương mở miệng. Ba người cùng đi tới trước mặt người nhà Lâm Thanh Diệt, sau đó quỳ xuống. Tông Huyền Khanh thấy cả nhà Triệu Liên quỳ xuống trước mặt bọn họ, trên mặt đây đắc ý, nghĩ thầm các người cũng có ngày hôm nay. Lúc ấy khi đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ Tống, sao không thấy các người như vậy đi? Triệu Liên thâm nghiến răng nghiến lợi bà ta làm sao có thể tiếp nhận được chuyện quỳ xuống xin lỗi tống huyền khanh nhưng chuyện bây giờ căn bản lại không phải do bà ta quyết định trên gương mặt tống lộ tử cũng đầy oán giận cô ta cảm thấy chuyện hôm nay biến thành như vậy là hoàn toàn bởi vì hai người hứa bích hoài và lâm thanh diện kia chẳng liên quan gì tới cô ta cô ta cảm thấy mình là một người bị hại lại còn phải quỳ xuống xin lỗi hứa bích hoài điều này thật sự quá bất công chúng tôi xin lỗi các người hy vọng các người có thể tha thứ cho chúng tôi mọi người đều là người một nhà không cần làm âm ý tới mức bế tắc như vậy tống quốc lương nói xin lỗi chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi của các người lâm thanh diện lạnh lùng nhìn ba người bọn họ ba người nhà triệu liên đã làm những gì theo lâm thanh diện thấy không phải chỉ quỳ xuống xin lỗi là có thể giải quyết được bọn họ phải nhận lấy trừng phạt thích đáng lâm thanh diện cậu bớt ở đây được đằng chân lại lân đằng đầu đi cậu đừng tưởng có phùng ra che chở cho cậu thì cậu lại có thể ở đây lớn lối với chúng tôi. Cậu vẫn chỉ là một kẻ vô dụng thôi, nếu không còn phùng ra thì cậu chẳng là gì cả. Tống lộ tử lập tức kêu lên. Lâm Thanh Diện mỉm cười, cũng không để ý tới cô ta. Phùng Diệp Thần liếc nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, anh Lâm, anh tính xử lý bọn họ thế nào, em đều nghe theo anh hết. Lâm Thanh Diện, trước kia là chúng tôi làm sai, cháu xem như nể mặt ông già này mà bỏ qua cho nhà họ Tống đi Tống Nguyên vấn cầu khẩn. Lâm Thanh Diện liếc nhìn ông cụ nói, tôi có thể tha cho nhà họ Tống, nhưng ông phải hứa với tôi một điều kiện. Tống Nguyên vẫn lập tức hỏi, điều kiện gì? Trước đó chúng tôi tặng quà cho ông, ông còn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ Tống. Bây giờ cả nhà Tống lộ tử làm ra chuyện quá đáng như thế, có phải ông cũng nên vì đại nghĩa mà cũng đuổi bọn họ ra khỏi nhà họ Tống không? Nếu chẳng làm được điều này, vậy nhà họ tống các người chẳng cần được tha nữa, Lâm Thanh Diện nói. Ba người Triệu Liên lập tức sốt ruột, Triệu Liên chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện kêu lên, Lâm Thanh Diện, cậu bớt ở đây tự mãn đi. Ông cụ làm sao có thể đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ tống được chứ? Cậu đủ rồi đấy, chẳng lẽ cậu còn thật sự cho rằng mình có thể thao túng được số phận của nhà họ tống à? Trên gương mặt tống nguyên vẫn đầy vẻ dầu dĩ, Ông cụ thấy Lâm Thanh Diện quả thật không thể thao túng được số phận của nhà họ Tống nhưng Phùng Diệp Thần lại có thể đấy. Bây giờ Phùng Diệp Thần nói giúp Lâm Thanh Diện, nếu ông ta không làm theo yêu cầu của Lâm Thanh Diện, Phùng Diệp Thần chắc chắn sẽ nhằm vào nhà họ Tống. Sau khi cân nhắc lợi và hại, Tống Nguyên vấn thở dài nói, được, tôi hứa với cậu, chương 199, tôi tin tưởng anh Diện. Tống Quốc Lương và Triệu Liên sau khi nghe thấy lời của Tống Nguyên Vấn, lập tức trợn to hai mắt, sau đó từ dưới đất đứng lên, chạy về phía Tống Nguyên Vấn. Ba, ba nói gì vậy, tại sao con phải đáp ứng hắn ta, chẳng lẽ ba không cần đứa con trai này nữa sao? Tống Quốc Lương nói. Triệu Liên cũng hơi hoảng hốt, mở miệng gọi, ông cụ, tụi con tận tâm tận lực làm nhiều chuyện cho người như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, người cứ như vậy đuổi tụi con ra ngoài, không được thích hợp lắm phải không? Tống Nguyên Vấn cũng từ dưới đất đứng lên, sắc mặt ông ta khó coi nhìn hai người, lạnh lùng nói các người làm chuyện gì cho nhà họ Tống. Nếu không phải là bởi vì các người, nhà họ Tống tôi cũng không cân đối mặt với tình huống như vậy, các người còn có mặt mũi nói các người không có công lao cũng có khổ lao. Ba, con là con trai ba, ba không thể đuổi con ra ngoài như vậy được, Tống Quốc Lương cuống cuồng nói. Huyền Khanh cũng là con gái tôi đấy, lúc các người đuổi nó ra ngoài, cũng không thấy các người lưu tình, hơn nữa chuyện này không phải tôi có thể quyết định, vì sinh tôn của nhà họ Tống, tôi chỉ có thể làm như vậy, anh muốn trách, thì đi trách con rể quý và con gái anh đi, thái độ Tống Nguyên vấn kiên quyết nói. Người đâu, đuổi ba người nhà bọn họ ra ngoài, từ nay về sau, nhà họ Tông tôi không còn vị trí của ba người này, các người cũng bớt lui tới với bọn họ, tránh cho nhà họ Tống tôi cùng bị kéo xuống nước. Tống Nguyên vấn vừa nói dứt lời, lúc này có mấy người đi tới, túm hai người Tống Quốc Lương và Triệu liên lại, lôi ra ngoài. Tông lộ tử còn đang thấy nhục chưa phản ứng kịp, cũng bị hai người nhấc lên, mang ra ngoài. Tống Quốc Lương và Triệu Liên đều không ngừng câu xin tha thứ, nhưng Tống Nguyên vẫn cũng không hề mềm lòng, so với tôn vong của nhà họ Tống, gia đình Tống Quốc Lương không quan trọng như vậy. Hơn nữa Triệu Liên và Tống Lộ Tử có thể gây ra phiền phức như vậy, giữ lại bọn họ, không chừng ngày nào đó sẽ hãm hại người nhà họ Tống nữa, cho nên vẫn là đuổi ra ngoài cho thỏa đáng. Tống Huyền Khanh thấy cả nhà Triệu Liên bị đuổi ra ngoài, trong lòng được hả giận, chỉ thiếu vỗ tay khen hay thôi. Hứa Bích Hoài cũng hơi sung sướng, thấy cả nhà Triệu Liên rơi vào kết cục như vậy, cũng cảm thấy đây là tội bọn họ phải chịu. Cả nhà Triệu Liên sau khi bị đuổi ra ngoài, Lâm Thanh Diện nghiêng đầu nhìn Hứa Bích Hoài và Tống Huyền Khanh, nói chúng ta cũng đi thôi. Hứa Bích Hoài gật đầu, cô đối với nhà họ Tống ra không có cảm tình gì, cho dù Tống Nguyên Vấn đã nói đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi nhà Tống, cô cũng không hề bị lay động. Tống Huyền Khanh thì mặt đầy tiếc nuối, dù sao bà từ nhỏ lớn lên ở nhà họ tống đối với nơi này vẫn còn ít tình cảm ba bây giờ ba còn muốn đuổi tụi con ra ngoài không tống huyền khanh nhìn chằm chằm tống nguyên vẫn hỏi một câu tống nguyên vẫn lúc này lắc đầu nói trước kia là ba hồ đồ gia đình các con vĩnh viễn đều là người của nhà họ tống ta sao ba có thể đuổi các con ra ngoài ông ta bây giờ chỉ mong cả nhà tống huyền khanh trở lại thấy thái độ của phùng Diệp thần đối với lâm thanh diện cũng biết Lâm Thanh Diện không đơn giản như bọn họ nghĩ, Tống Huyền Khanh nếu còn thừa nhận là người của nhà họ Tống, đối với ông ta mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Trong mắt Tống Huyền Khanh rơm rớm nước mắt, nói chỉ cần ba không đuổi con ra khỏi nhà họ Tống là được, còn Vĩnh Viễn là con gái của ba. Tống Nguyên vẫn hơi lúng túng, dù sao ông ta là vì mặt mũi của Lâm Thanh Diện mới nói như vậy, không liên quan gì đến Tống Huyền Khanh, thậm chí ông ta còn thấy Tống Huyền Khanh có hơi phiền có điều ông ta không dám nói ra lời này trước mặt Lâm Thanh Diện. Tống Huyền Khanh vốn dĩ còn muốn cho Tống Nguyên Vấn bước kia, nhưng suy nghĩ một chút bức tranh này nếu cho Tống Nguyên Vấn, chắc chắn cuối cùng cũng bị người nhà họ Tống chia nhau, cho nên không nhắc lại chuyện này. Tống Nguyên Vấn thì đầy hối hận, trái lại không phải là vì Tống Huyền Khanh không đưa bức tranh này xỉ ông ta, mà là đau lòng mình tốn 900 triệu mua một bức tranh giá chỉ đáng 900 ngàn. Sau khi chuyện được giải quyết, một nhà ba người Lâm Thanh Diện rời khỏi nhà họ Tống, tất cả người nhà họ Tống đều không thể tượng tưởng tượng nối nhìn cả nhà bọn họ, hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay sẽ có cục diện như vậy. Mà người biến mọi chuyện thành cục diện này, chính là cái người tất cả bọn họ đều cho rằng là một tên phế vật. Phùng Diệp Thần thấy cả nhà Lâm Thanh Diện rời đi, cũng nhanh chóng dẫn người của mình đổi theo. Quan văn thông mà anh ta mang tới thì mặt đầy kỳ quái, không hiểu tại sao Phùng Diệp Thần phải cung kính như thế với Lâm Thanh Diện. Trên đường trở về, Phùng Diệp Thần mặt đầy cung kính đi bên cạnh Lâm Thanh Diện, nói anh Diện, biểu hiện hôm nay của tôi vẫn tốt phải không, không làm anh mất thể Diện chứ. Lâm Thanh Diện cười lắc đầu, không nói gì. Tống Huyền Khanh mặt đầy kỳ lạ nhìn Lâm Thanh Diện và Phùng Diệp Thần, lúc này bà mới nhớ, bà vẫn không biết tại sao Phùng Diệp Thần phải giúp Lâm Thanh Diện. Cái đó, Phùng ra, tại sao anh phải giúp Lâm Thanh Diện, cậu ta rõ ràng cũng không có bản lĩnh gì anh lại là nhân vật lớn ở huyên ngọc điền thấy thế nào anh cũng không nên tới giúp lâm thanh diện tống nguyên khanh mở miệng hỏi phùng diệc thân đang muốn giải thích với tống nguyên khanh lúc này lâm thanh diện liếc anh ta một cái tóc gáy trên người phùng diệc thân đều dựng lên dường như chỉ cần anh ta nói sai một câu lâm thanh diện sẽ lập tức xử lý anh khu khụ là như vây tôi và lâm thanh diện quen biết từ nhỏ coi như là bạn từ bé sau đó anh ấy tới hồng thành tôi đến huyện ngọc điền bên này phát triển Lần này anh ấy tới, tôi vừa hay đụng phải anh ấy, cho nên tới đây giúp một tay." Phùng Diệp Thần mở miệng. Sau khi nói xong, anh ta còn nhìn Lâm Thanh Diện, lộ ra ánh mắt thăm dò anh. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, bày tỏ lý do này của Phùng Diệp Thần cũng tạm được. Tống Huyền Khanh sau khi nghe hết lời của Phùng Diệp Thần, lúc này mở miệng hỏi, "Cho nên bọn tôi có thể vào ở khách sạn Hoa Đô, tất cả đều là nhờ vào mặt mũi của anh." "À, ờ." coi là vậy đi, Phùng Diệt Thần lúng túng mở miệng. Tông Huyền Khanh lập tức trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nói: Lâm Thanh Diện, cái đồ kém cỏi nhà cậu, cậu nhìn người ta thử đi, rồi nhìn lại cậu xem, cậu còn có mặt mũi nói quen biết người ta từ nhỏ, sao người ta lợi hại như vậy, còn cậu lại là một tên vô dụng thế, chẳng làm nên trò chống gì. Ra mặt Lâm Thanh Diện giật giật, đột nhiên có một cảm giác kích động muốn đánh Phùng Diệt Thần, lý do này của anh ta thật đúng là rác rưởi, lại để Tống Huyền Khanh mắng anh một trận. Mặt phùng diệt thần cũng đầy khẩn trương, anh ta làm gì nghĩ đến Tống Huyền Khanh có thể mắng Lâm Thanh Diện một trận như vậy, đồng thời anh ta cũng có chút đồng tình thay cho Lâm Thanh Diện khi có một mẹ vợ như vậy. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, Lâm Thanh Diện lợi hại lắm đấy, anh ấy có rất nhiều bản lãnh, tùy tiện nói ra một cái, cũng có thể khiến mẹ mở rộng tầm mắt, hứa bích hoài bất bình nói giúp Lâm Thanh Diện. Vậy con nói coi, cậu ta có bản lĩnh gì? Tống Huyền Khanh mặt khinh bỉ hỏi. Hứa Bích Hoài suy nghĩ một chút, nói, Lâm Thanh Diện biết xem đá thạch, mắt nhìn của anh ấy tốt vô cùng, nếu đặc biệt đi xem đá thạch, tuyệt đối có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cô cũng là căn cứ vào biểu hiện ngày đó của Lâm Thanh Diện ở trung tâm thương mại, thuận miệng nói. "Đừng ở đây lòng vòng với mẹ, chỉ bằng cậu ta, còn xem đá thạch gì chứ? Nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh này, khẳng định đã sớm đi kiếm tiền, sao có thể ỉ lại nhà chúng ta ăn bám chứ?" Tống Huyên khanh khinh thường nói. Hứa Bích Hoài nhất thời không nói được gì. Cô biết Lâm Thanh Diện có rất nhiều tiền, không cần phải thông qua xem đá thạch để kiếm tiền. Quan Vân Thông ở bên cạnh nghe thấy lời của Tống Huyền Khanh, cười nói: "Tiểu huynh đệ còn biết xem đá thạch à, cái này kinh doanh cũng không dễ đâu, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn không nên bước chân vào cái nghề này, rất nhiều người cảm thấy nhãn lực mình không tệ, cuối cùng đến vốn ban đầu cũng không lấy về được." Phùng Diệp Thần không giống như Tống Huyền Khanh hay Quan Vân Thông, cảm thấy Lâm Thanh Diện thật ra không hề hiểu xem đá thạch. Có hiểu cũng chỉ là hiểu được cái vỏ ngoài. Trong ấn tượng của Phùng Diệt Thần, Lâm Thanh Diện là thiên tài trăm năm khó gặp, phàm là thứ anh xem qua, tuyệt đối đều có thể đạt tới trình độ đứng đầu. Bây giờ hứa Bích Hoài nói Lâm Lâm Thanh Diện biết xem đá thạch, vậy chắc chắn là từng thấy Lâm Thanh Diện ra tay. Nếu như vậy, thì đồng nghĩa với việc Lâm Thanh Diện ở phương diện xem đá thạch này, nhất định đạt tới trình độ kinh người, cho dù là bậc thây như quan vân thông, nhất định cũng kém hơn Lâm Thanh Diện. Phùng Diệt Thần nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, mở miệng hỏi, anh Diệt, anh còn biết xem đá thạch. Hiểu một ít, Lâm Thanh Diệt mở miệng. Thật không biết xấu hổ, thật sự cho rằng cho cậu chút hào quang rực rỡ à, còn dám ở trước mặt Phùng ra nói cậu biết xem thạch. Phùng ra người ta là đại vương của huyện Ngọc Điền, cậu có thể hiểu biết như người ta sao? Tống Huyền Khanh diếu cợt nói. Phùng Diệt Thần lúng túng cười một tiếng, nói thật ra thì tôi cũng không hiểu gì, bình thường đều là dựa vào mắt nhìn của ngài quan giúp tôi. Sau đó anh ta lại nhìn về phía Lâm Thanh Diện, nói anh Diện, nếu như anh thật sự biết xem đá thạch, vậy quá tốt rồi, gần đây tôi đang có một chuyện làm nhức đầu, nếu như anh biết xem đá thạch, tôi cũng yên tâm. Ô, chuyện gì? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Là như vậy, không phải tôi buôn bán ngọc thạch sao, xem đá thạch là chuyện thường, thời gian gần đây ngoại ô huyện Ngọc Điền có một buổi đấu giá nguyên thạch quy mô lớn, một nửa lợi nhuận mỗi năm của tôi đều kiếm được từ buổi đấu giá đó. Trước kia có ngài quan, chúng tôi mỗi lần đều có thể lấy được nguyên thạch chất lượng tốt nhất trong buổi đấu giá đó, phỉ thúy mở ra có thể bán ra với giá rất cao, nhưng năm nay chúng tôi phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh, tôi sợ ngài quan thất thủ, như vậy lợi nhuận năm nay chúng ta phải giảm đi phân nửa, đây đối với công ty tôi mà nói sẽ là một tai họa, cho nên anh diện anh có thể cùng tôi tới lần đấu giá này không? phùng diệp thần nghiêm túc giải thích với lâm thanh diện tống huyền khanh nghe thấy lời này của phùng diệp thân lập tức mở miệng phùng gia ngài đừng có nói đùa lâm thanh diện thật ra chỉ giả bộ ra vẻ cậu ta làm gì biết xem đá thạch đến lúc đó làm hỏng chuyện của ngài không tốt đâu phùng diệp thần cười cười nói không sao tôi tin tưởng anh diện cho dù làm hỏng chuyện cũng không sao quan vân thông ở bên cạnh lập tức nhíu mày nói phùng gia anh nhất định muốn để tiểu huynh đệ này tới buổi đấu giá Lần này đối thủ của chúng ta là Tiết Vân Quý, tôi nghe nói anh ta mời bậc thầy Giám Định Bảo Vật số một Hồng Thành tới, Trương Nghê Hâm tới là vì trợ giúp anh ta, tài lực của Tiết Vân Quý không kém gì chúng ta, hơn nữa có Trương Nghê Hâm giúp, anh ta tuyệt đối sẽ điên cuồng ra giá, chuyện này không thể đùa được. Tiểu huynh đệ, cậu là người Hồng Thành, chắc biết danh tiếng của Trương Nghê Hâm, về phương diện giám định bảo vật, tôi so với anh ta kém hơn nhiều, phương diện ngọc thạch anh ta cũng ở cấp bậc thầy, cậu còn quá trẻ chỉ sợ không phải là đối thủ của Trương Nghê Hâm, Quan Vân Thông lại nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, rất sợ Lâm Thanh Diện đồng ý Phùng Diệp Thần đi tham gia buổi đấu giá kia. Lâm Thanh Diện cười một tiếng, nếu như là Trương Nghê Hâm, trái lại anh không có gì phải lo lắng. Trương Nghệ Hâm sao, cũng không tính là gì, vậy tôi giúp anh một lần, cùng đi xem buổi đấu giá kia, Lâm Thanh Diện cười. Mắt Phùng Diệp Thần lập tức sáng lên, nếu Lâm Thanh Diện nói như vậy, chắc chắn biết rõ tài nghệ của Trương Nghệ Hâm lần này anh ta không cần lo lắng gì nữa. được, anh diện, vậy chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, ngày mốt chúng ta cùng tới buổi đấu giá, để tên cháu trai thiết vân quý kia biết cái gì là cao thủ đá thạch chân chính. quan vân thông ở một bên liên tục thở dài, anh ta làm sao cũng nghĩ không thông. phùng diệp thần tại sao cảm thấy một người trẻ tuổi như vậy có thể lợi hại hơn trương nghe hâm được. trương hai tôi sống không tốt cô cũng đừng mong yên ổn lâm thanh diện và phùng diệp thân đứng cùng nhau ở lối vào khách sạn hoa đô tống huyền khanh hứa quốc hoa và hứa bích hoài đã vào trong quan vân thông đã bị phùng diệp thần cho người đưa về nhà anh diện anh đúng là ngôi sao may mắn của tôi tôi còn đang lo không biết buổi đâu giá năm nay phải tổ chức thế nào kết quả anh đến rồi có anh ở đây thì tôi không phải lo gì nữa thằng nhóc tiết phân quý đó chắc chắn không thể nghĩ đến tôi còn có trong tay con át chủ bài là anh phùng diệp thân cười tươi nói Cậu và Tiết Vân Quý đó là kẻ thù không đội trời chung à? Anh ta cũng là người huyện Ngọc Điền. Lâm Thanh Diện hỏi. Không phải, thật ra Tiết Vân Quý này là người của Hồng Thành, gia đình kinh doanh trang sức, cũng coi là người có tiền, đương nhiên ở Hồng Thành này thì cũng chẳng là gì. Lần này cậu ta đang để mắt tới Ngọc Bội ở huyện Ngọc Điền, cũng muốn chen chân vào kiếm chút lợi nhuận từ chỗ tôi. Cậu ta còn đặc biệt mời bậc thây trương nghe hâm về, nếu cậu ta thật sự làm được thì sau này tôi sẽ phải phân một nửa công việc kinh doanh đá quý ở huyện Ngọc Điền cho cậu ta. Khi đó em ở huyện Ngọc Điền nhất định không được nở mày nở mặt như bây giờ, Phùng Diệp Thần giải thích. Lâm Thanh Diện gật đầu, nếu là buổi đấu giá thì tôi cũng chỉ có thể đảm bảo cho cậu về chất lượng của đá, còn về phần có lấy về được hay không phải dựa vào bản thân cậu. Phùng Diệp Thần gật đầu, cũng nói, chuyện này em biết, đến khi đó anh Diện chỉ cần nhìn đá cho em là được, chuyện tiền bạc cứ để em lo. Lâm Thanh Diện không nói nhiều, ngày kia anh và Phùng Diệp Thân cùng ra ngoại thành, Tông Huyền Khanh và Hứa Bích Hoài sẽ ở lại đi dạo thị trấn, sau khi đấu giá kết thúc họ cũng về. Không biết Hứa Trai Hiệp đã vơ vét được những gì từ dự án của tập đoàn Thiên Dương, không biết đã đủ để mua lại công ty nhà họ Hứa hay chưa? Đúng rồi, cậu còn vệ sĩ nào lợi hại một chút không? Ngày kia tôi cùng cậu đến buổi đấu giá rồi, để vợ tôi ở lại đây chơi, tôi không yên tâm, Lâm Thanh Diện nói. Phùng Diệt Thân cười, đương nhiên là có rồi. Dù sao em cũng là nhân vật lớn ở huyện Ngọc Điền, có rất nhiều người không vừa mắt em, đương nhiên em cũng phải đề phòng. Nói xong, Phùng Diệt Thần huyết sáo một tiếng. Sau đó sáu bóng người nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Phùng Diệt Thần. Lâm Thanh Diện nhìn sáu người, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên. Anh tiếp xúc với Phùng Diệt Thần nhiều lần như vậy, cũng chưa từng phát hiện sáu người này dù chỉ một lần. Xem ra sáu người này đều vô cùng giỏi ẩn thân hơn nữa xét theo tốc độ xuất hiện vừa rồi, thân thủ của bọn họ hẳn cũng không yếu. ở nơi như huyện Ngọc Điền, có thể nói là hết sức chắc chắn. Phùng Diệt Thần đắc ý nhìn sáu người quanh mình, họ là sáu người em lựa chọn một cách cẩn thận. người đứng đầu là sát thủ có tiếng trên thế giới, sau này không làm nữa thì được em tuyển dụng. sáu người họ rất giỏi ám sát, tấn công lén, ấn thân, theo dõi, là những ứng cử viên tốt nhất để đi theo bảo vệ. Lâm Thanh Diện tán thưởng nhìn sáu người, xem ra mấy năm nay cậu cũng học được thông minh đấy. Phùng Diệp Thần cười, vẫn kém xa anh Diện. Cậu để họ đi theo vợ tôi, thế cậu thì sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Phùng Diệp Thần cười ha hả, không phải vẫn còn có anh sao? Một mình anh đã hơn sáu người họ rồi, em còn sợ cái gì? Khóe miệng Lâm Thanh Diện cũng hơi dương lên, không nói gì. Sau khi thu xếp xong, Lâm Thanh Diện cũng trở về khách sạn, ngày kia phùng diệp thần sẽ cho người tới đón anh sau đó họ cùng nhau đến vùng ngoại ô huyện ngọc điên tham gia đấu giá ngày hôm sau lâm thanh diện và hứa bích hoài tống huyền khanh với hứa quốc hoa lượn một vòng quanh huyện ngọc điền của phố thạch đầu nơi đây có rất nhiều phỉ thúy lâm thanh diện cũng mua cho hứa bích hoài và tống huyền khanh rất nhiều vòng tay phỉ thúy khi ba người đang dạo trên phố ngọc đầu thì trong một ngôi nhà đổ nát ở huyện ngọc điền ba người triệu liên tống lộ tử và tống quốc lương đang thận trọng nhìn quanh bốn phía trong tay Tống Quốc Lương cầm một gói hàng, trông có vẻ phồng lên, không biết bên trong có gì. "Con gái, người mà con nhắc tới có thật sự đến không?" Triệu Liên lo lắng hỏi. "Sẽ đến thôi, con đã hẹn anh ta rồi, người này khá có tiếng trong ngành, chỉ cần đưa đủ tiền thì anh ta nhất định sẽ hoàn thành công việc." Tống Lộ Tử nói. "Nhưng chúng ta làm vậy ổn không, dù sao Lâm Thanh Diện cũng là người có liên quan đến phùng gia, họ thật sự chịu giúp chúng ta chứ?" Tống Quốc Lương hỏi. Đừng lo, những kẻ làm sát thủ chỉ cần tiền, không cần biết là ai hay có liên quan đến ai, chỉ cần đủ tiền thì họ sẽ làm hết, Tống Lộ Tử nói. Tống Quốc Lương và Triệu Liên đều gật đầu, không nói gì nữa. Hôm qua họ bị Tống Nguyên vấn đuổi ra khỏi nhà họ Tống, còn phải chịu một nỗi tủi nhục lớn, đây chắc chắn là ngày đen tối nhất của họ, nếu không có sự bảo vệ của nhà họ Tống thì cuộc sống sau này của họ sẽ thảm không nỡ nhìn. Một nhà ba người đổ hết trách nhiệm cho gia đình Tống Huyền Khanh. Nhất là Lâm Thanh Diệt, họ cảm thấy không nuốt trôi được cục tức này, Tống Lộ Tử đã lên cơn điên, thề rằng nhất định phải khiến gia đình Tống Huyền Khanh chịu trừng phạt. Vừa hay ban đầu khi ở bên Đường Vân Xuyên, Tống Lộ Tử quen một sát thủ, nói là sát thủ, thực chất cũng chỉ là giúp người khác làm chuyện xấu mà thôi. Tống Lộ Tử đã bán tất cả những gì Đường Vân Xuyên mua cho cô ta trước kia, gom đủ 900 triệu rồi liên lạc với tên sát thủ kia, lên kế hoạch nhờ anh ta giúp xử lý gia đình Tống Huyền Khanh không lâu sau, một người đàn ông da ngăm đen, khuôn mặt dữ tợn với đôi mắt hung ác xuất hiện trước mặt gia đình Tống Lộ Tử. Triệu Liên và Tống Quốc Lương nhìn thấy người này thì run rẩy sợ hãi. Anh là Hắc Đao, Tống Lộ Tử nhìn chằm chằm vào người đàn ông và hỏi. Người đàn ông gật đầu với Tống Lộ Tử, mang tiền đến chưa? Tống Lộ Tử lập tức đưa túi đồ trong tay Tống Quốc Lương cho Hắc Đao rồi nói, đây là 900 triệu, anh đếm đi. Hắc Đao nhận lấy gói hàng, Mở ra xem qua, 900 triệu không đủ cho bốn mạng người. Tôi không cần lấy mạng họ, tôi chỉ cần anh giúp tôi tiêu diệt họ là được, người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp kia, tôi muốn anh dẫn anh em của mình theo chơi cô ta, chơi đến khi cô ta gục xuống thì thôi, những người còn lại thì đánh gãy chân, chút yêu cầu này, 900 triệu là đủ rồi chứ, Tống Lộ Tử nói. Hắc Đao cười, vậy là đủ rồi, còn được chơi gái miễn phí, tôi vẫn được tính là có lời sau đó tống lộ tử đưa ảnh bốn người nhà tống huyền khanh cho hắc đao đây là ảnh của họ tốt nhất anh hãy ra tay trong hai ngày nay đi muộn nữa là họ rời khỏi đây rồi hắc đao gật đầu yên tâm đi muộn nhất là ngày mai sẽ ra tay chờ tin tốt từ tôi đi nói xong hắc đao cầm tiền rời đi ánh mắt tống lộ tử trở nên ngoan độc tự lẩm bẩm hứa bích hoài tao nói rồi tao không sống tốt thì mày cũng đừng mong được sống tốt mày chờ trong tuyệt vọng đi không biết khi mày bị một đám đàn ông chơi thì sẽ có tâm trạng thế nào. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Phùng Diệp Thần đã đến khách sạn Hoa Đô. Lâm Thanh diện dặn dò Hứa Bích Hoài vài câu, bảo cô có chuyện gì nhất định phải gọi cho mình ngay, sau đó chuyển cho cô 900 triệu, bảo cô cầm số tiền này đưa Tống Huyền Khanh và Tống Quốc Lương đi dạo, mua chút đặc sản. Hứa Bích Hoài nhìn tài khoản mình có nhiều thêm 900 triệu, nhất thời nói không nên lời mua đặc sản cũng chẳng phải tiêu đến 900 triệu, không phải Lâm Thanh Diện định mua đồ đặc sản người ta bán trong vòng một năm về đấy chứ. Tống Huyền Khanh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hứa Bích Hoài thì hỏi, con gái, con sao thế? Không có gì, Lâm Thanh Diện chuyển cho con chút tiền, bảo con đi mua ít đồ đặc sản, hứa Bích Hoài đáp. Cậu ta chuyển cho con bao nhiêu? Nhìn vẻ mặt này của con, có phải chuyển ít quá không? Tống Huyền Khanh hỏi. Anh ấy chuyển cho con chín. Thôi, không nói với mẹ đâu, hứa Bích Hoài ngẫm nghĩ, cảm thấy nếu cô nói cho Tống Huyền Khanh thì chắc chắn bà sẽ chiếm số tiền này làm của riêng nên mới không nói nữa. Đưa có 900, tên Lâm Thanh Diện này cũng quá keo kiệt đi, ngày ngày nói với mẹ là nó có tiền, mẹ thấy đều là giả vờ cả, chúng ta có thể vào ở khách sạn Hoa Đô này chắc chắn cũng là tiền của Phùng Gia. Con gái, thật ra mẹ thấy Phùng Gia không tệ, hay là con xem xét thử. Tống Huyền Khanh nói, hứa Bích Hoài lập tức lườm bà ta, mẹ, nếu mẹ còn như vậy thì tiền mua đồ hôm nay sẽ do mẹ trả hết đấy tống huyền khanh lập tức cười với hứa bích hoài mẹ nói vài câu cũng không được à đúng là đã bị lâm thanh diện dạy hư rồi hứa quốc hoa đứng bên cạnh nhìn hai người không nói gì cảm giác tồn tại của ông trong gia đình đã trở nên thấp nhất sau khi lâm thanh diện đi không lâu thì ba người cũng ra khỏi khách sạn đi quanh quanh trong huyện ngọc điền tống huyền khanh mua rất nhiều đặc sản hứa quốc hoa phụ trách sách túi cho hai mẹ con Mua một số đồ xong, ba người ra khỏi một cửa hàng đặc sản, lúc này một cô bé chạy đến, kéo tay nói: "Chị ơi, anh em bị ngất ở con hẻm phía trước, mọi người tới cứu anh ấy với." Hứa Bích Hoài nghe cô bé nói xong thì vội hỏi: "Con hẻm nào?" "Mau dẫn chị qua đó." Bé gái nhanh chóng dắt Hứa Bích Hoài qua đó, Tống Huyên Khanh và Hứa Quốc Hoa không muốn xen vào việc của người khác nhưng thấy Hứa Bích Hoài qua đó thì cũng đành đi theo. Cô bé nhanh chóng dẫn Hứa Bích Hoài vào con hẻm hẻo lánh hứa bích hoài vào trong nhìn thì thấy không có ai bị ngất cả cô quay đầu nhìn bé gái nhưng cô bé đã quay người chạy mất con bé này không phải đang lừa người sao ở đây làm gì có ai ngất chứ tức chết tôi rồi tống huyền khanh lẩm bẩm lúc này hứa bích hoài cũng cảm thấy có gì đó không ổn dự cảm bất an dâng lên trong lòng cô vội vàng nói chúng ta mau rời khỏi đây thôi đúng lúc này hắc đao dẫn theo mười mấy người đàn ông đến chặn đường ép ba người hứa bích hoài vào sâu trong hẻm cậu, các cậu là ai? Hứa quốc hoa hỏi. Có người trả tiền muốn tôi đánh gãy chân các người, hôm nay các người đừng hòng chạy thoát, tiếc là thiếu mất một người, sau này lại phải đi giải quyết nốt tên còn lại, hơi phiền đấy, hắc đao cười mỉa. Hứa quốc hoa lập tức sợ hãi lui về phía sau, Tống Nguyên khanh mắng một câu, thật vô dụng, như vậy đã dọa ông thành thế này. Hứa bích hoài cau mày nhìn hắc đao, người đó trả bao nhiêu? Tôi có thể đưa anh nhiều hơn. Hắc đao quan sát hứa bích hoài, Thực xin lỗi, chúng tôi không thể làm hỏng uy tín khi đã nhận nhiệm vụ, nhưng cô thật sự rất xinh đẹp, xem ra hôm nay có thể chơi vui vẻ rồi. Đánh gãy chân hai người già này trước, sau đó chúng ta cùng chơi cô gái xinh đẹp này, đây chính là phúc lợi của nhiệm vụ lần này. Tống Huyền Khanh cũng lo lắng, nhìn Hứa Bích Hoài rồi hỏi, "Con gái, phải làm sao đây?" Hứa Bích Hoài hơi lo lắng, trong tình huống này cô cũng không biết phải làm sao. Nhìn đám người sắp xông về phía mình, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều tỏ ra tuyệt vọng. Đúng lúc này, sáu bóng người đột nhiên xuất hiện trong con hẻm, ngăn chặn đám người hắc đao. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 200.